Cho nên khi hồi sáng cha nói núi này không phải là nơi cư ngụ của sư phụ. Thiên Long Sơn, Thiên Long Thổ 500 mấy kênh nè, sư phụ cũng đã tặng cho hết các con rồi, rồi quản lý cho cộng đồng rồi. Sư phụ có một nơi mới, thì các con hôm nay đã biết như vậy rồi, thì mỗi đứa nhìn thấy cái gì video ghi lại cũng giống như là ghi nốt lại rồi, nó có video làm chứng, thì lần sau cứ làm đúng như vậy. Tại sao mặn và chai, thù nói thẳng luôn không có sai. Tất cả vị thiên tướng hay là địa thần, địa tiên, nhân tiên và những vị mà sống chung chung với chúng ta nè, ở cõi vô hình á, địa tiên thần thánh đều ăn mặn. Hồi xưa thù cúng chay mà, hồi xưa tu chùa mấy vị không kêu phải chỉnh lại, chỉ có những vị Phật cha hay đức thầy. Thường thường á, sư phụ nói chuyện với đức thầy á, thì sư phụ làm bằng chai. Sư phụ nói chuyện với mấy như mấy ngày Trận Đạo hay là ông Quan Công hay là ông Chột Qua Sinh Tinh á, thì bằng mặn. Nó chỉ có vậy thôi. Nhưng mà đạo chúng ta là chánh đạo quan trọng. Cái quan trọng là chúng ta không có vô chuồng gà hay vô chuồng heo lấy con đang sống mà đi cúng. Cái đó là không bao giờ nên làm nghe. Tam tịnh nhục. Sư phụ ước chi cái bệ này á, nó bự một chút, tại vì nó nhỏ quá chỉ được có nhiêu bàn là nhiêu bàn thôi. Sau này á, mọi chuyện mà khi cái chìa khóa, một cái chìa khóa trong đời phụ mà mở thì tất cả mọi thứ, giống mà cổng Thiên Long Sơn, người về Việt Nam rồi bao nhiêu vân 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 vân, nó đi chung có một chìa khóa. Đó là ông chân thần như mấy vị thường nói đời cho phụ á. Thường nói là giống như cái trứng rồng chưa nở, nở rồi gồng rồng nó mới bay được, còn bây giờ nó còn là cái trứng như trái banh, như ai muốn đá kiểu nào cũng được. Thì khi chìa khóa mà mở thì tôi sẽ xây một cái điện cha khổng lồ trên đỉnh núi, xe sẽ chạy bọc từ ở bên đó, bọc vào sau lưng, đậu ở trển, làm cái parking cả ngàn cái trên đỉnh núi. Cái núi mình á, không phải chỉ đi bộ đi xe được, chỗ nào cũng đi xe được luôn á. Hiện giờ là phụ đi được á, mà xe nhỏ thôi. Thì chiếc xe nhỏ chạy được thì mình làm đường lộ bự thôi. Để tuốt ở ngoài freeway á, họ cũng nhìn thấy nữa đó. Thì lúc đó mình sẽ là truyền thống lưu truyền nhiều nghìn năm. Ở núi này hiện bây giờ nó chưa có cái công trình gì gọi là xuất sắc á, bự á, để mà gọi là nơi du lịch tâm linh nữa. Sau này khi hộ nổi tiếng, hàng triệu hàng tỷ người, cả người Mỹ lẫn người Việt, người Tàu, họ biết được, họ sẽ về đây. Thì những đứa có họ Thiên có mặt hôm nay, có bức hình đã chụp làm, sẽ là chủ nhân của núi này. Chút ra chụp lại em cho chắc ăn không? Hồi nãy có đứa chụp không, chụp không? Thì tất cả ai có hình những cái ngày mà gọi là cái ngày khai quang này nè, thì là chủ nhân của núi này á. Sư phụ là người ở trên trời, thế gian này trả lại gì của sư phụ hết. Thôi chỉ làm việc cho cha thôi, thì gán bảo quản. Và có quan trọng nhất là một người ở xa tới, người ta cái lòng người ta nôn nức á, người ta mong về núi, thì những đứa ở gần đây là chủ núi, thì nói chuyện hay là cư xử phải hiểu ý, tại người ta expect rất là cao, tại vì đi travel mà không giống như nãy. Thì mấy con là chủ núi, mấy con phải hiểu, đừng có làm ta phật ý, tại vì cũng là họ Thiên, nhưng mà họ Thiên chúng ta tự do mà, chứ đâu có bắt mấy đứa phải nhập thất tháng 2-3 ngày gì đâu, hay đọc kinh mỗi ngày gì đâu. Cái tâm tốt là quan trọng, và tâm tịnh nhục là quan trọng, và hiểu về thượng đế, đeo dấu thiên tâm là chính yếu. Chứ còn mình chưa có quy tắc lời lối tu tập, chỉ là giống như thường nhật đọc kinh để cho tâm nó an bình, an vui, an lạc thôi. Và cho đời sống của mình có một cái mục tiêu để đi, đó là mục tiêu tôi sẽ hy sinh cái xác phàm này, tôi không có mang màn chuyện thế gian giàu có danh vọng, chức này bà nọ ông kia chủ tiệm gì hết. Tôi chỉ biết tôi có gia đình họ Thiên ở Thiên Long Sơn, tôi có cha mẹ tôi là ông trời, mẹ tôi là Phật mẫu, sư phụ tôi là con ông trời.
dù tôi còn đang ở tại thế, tôi có một cái đại gia đình họ Thiên, đó là đủ rồi. Còn thằng chồng tôi nó ăn hiếp, nó đánh đập tôi, nó không có cho tôi tiền xài, chuyện của nó. Nó sẽ ôm tiền đi xuống cho ông Diêm Vương xài giùm đi. Còn chúng ta sẽ về trời gặp nhau, chứ nó không có xài tiền đô nha con. Cái vàng hộp sòn cũng không cần nữa. Tại vì vàng hộp sòn á, nó sẽ đeo cái là như con bóng, cái hồn mình như con bóng á, không khi mình rời khỏi xác á. Hộp sòn cục 10 carat sẽ nặng nhiều, còn càng bự chừng nào nó càng kéo cái hồn chúng ta dính ở lại trên cái cõi đời này nữa. Thì lúc đó chúng ta không có được đi. Cho nên tất cả tiền tài danh vọng thế gian đều là phù vô ảo ảnh, không có gì là thật hết. Cả xác phàm sư phụ hiện giờ đang đứng đây cũng chả là thật. Đây sư phụ đã chiếc thân hiện bây giờ mười mấy người rồi, đi nhiều hành tinh rồi, một cái chiếc thân đứng đây cũng là giả thôi. Các cả các con đứng ngồi đây cũng đều là giả, không có là thiệt luôn. Chẳng qua là con không biết, không nhớ và không có ai chỉ đường dẫn lối. Trước khi các đệ tử về núi gặp sư phụ hay là biết đạo Thiên Tâm, tất cả các con sống cuộc đời rất là lung bung và cũng chẳng biết mình làm gì và mình thiếu thốn cái gì. Mình sống thiếu mục tiêu, sống không có chân lý, không có lực để sống. Ngày nào cũng uể oải để cái alarm 5 giờ sáng thức, đi làm, đưa con, cứ nhiều đó thôi à. Rồi đến một ngày chúng ta già nhăn nhó, rồi chúng ta hên thì không bệnh, mà lỡ như có tờ giấy bị bệnh, rồi chúng ta cũng ra đi xuôi tay nhắm mắt một cách âm thầm chẳng ai biết. Rồi đi đâu cũng chẳng biết đi đâu luôn. Nếu không có tội thì đầu thai thành của quyền, chứ làm sao được về trời, đâu phải dễ về trời. Hôm nay các con đã biết được, chắc chắn là sẽ về trời. Là vì đeo dấu Thiên Tâm, là vì sư phụ đã có lời nguyện. Ai là đệ tử sư phụ đời này, sư phụ đưa đi hết. Sư phụ có cái lực đó. Chỉ tội cho người ở dưới núi và những người ở xa xôi, họ không có cái phước đó. Và những người thân trong gia đình mình mỗi ngày chửi sư phụ, dằn vặt các đệ tử, đi theo thằng đó rồi thằng đó nó khùng thế này thế nọ, đủ hết. Mấy con bị sỉ giả sỉ nhục nhiều, sư phụ thấy. Cả họ Thiên với họ Thiên ở gần sư phụ, đứa này cũng ăn hiếp đứa kia, thấy rất là buồn. Nhưng mà làm sao, mỗi đứa nó có cái tánh của nó. Sư phụ nói cái đạo của chúng ta là đạo thiên nhiên, đạo tự nhiên mà. Còn đứa nào làm đúng thì được các chư vị thương. Tại vì xung quanh chư vị bu quanh sư phụ đầy hết mà. Đứa nào làm gì, suy nghĩ gì sư phụ biết hết. Thiệt luôn á. Thì gán làm cho đúng. Về nhà mình không có nên quảng cáo đạo Thiên Tâm, quảng cáo thế này thế kia. Mình nói mà người ta chưa đủ phước, chưa đúng lúc để nghe, nó rất là phí. Và đồng thời cái người mà nghe đó, họ đã phạm thượng rồi á, họ khó có phước ở đời này lắm. Khi mình nói chuyện với một người phối ngẫu của mình thứ nhất không phải nghĩ ra cái gì nói liền, cho nên khi đã biết tu tập, nghĩ ra cái gì khoan ở nói, mà nói ra biết người ta đau lòng cũng không nên nói, phải chờ đúng lúc mới nói. Còn nếu mà không đúng lúc mà nói thì cái kết quả nó tăng gấp đôi á. Cho nên tập cái đó, không phải mình nghĩ cái gì mình nói cái đó, phải chờ. Tổ đặng á, cửu niên diện bích, sư phụ 40 năm diện bích. Ngày xưa sư phụ biết sư phụ Thiên Tử lâu rồi mà nói không ai nghe hết. Mấy ông rồng cũng lắc đầu luôn, mấy anh em của sư phụ nó không tin. Nó ý sao mày giàu ấy, mày không muốn cho tao tiền ấy, mày nói tiền này của Phật, của Thượng Đế, tao đâu thấy ổng đâu, đưa cho tao đặt football này, không cho nó quýnh mình á. Cho nên khổ lắm. Sư phụ hiểu, đã từng qua mấy cái đó. Thì tất cả họ Thiên các con đều bị cái đó. Chỉ có một cái là mình phải làm sao, mình phải làm sao sống thật tốt, thật thay đổi,
thay đổi trước khi biết núi, trước khi biết thiên tướng kiệt. Ngày xưa chúng ta còn đi quờ quạng trong cái khu rừng, không có đường mòn, không có lối đi, đi phải bươn lên cây, bươn lên bụi rậm. Thì cũng giống như nãy thù nói, sáng thức dậy depression, cũng chẳng biết mình làm gì cho nó qua ngày. Thì cũng y như một người đi lạc trong rừng, không có lời, không có lối. Từ lúc Thiên Tâm ra đời, Đạo ra đời ngày 19 tháng 2 năm 2017 là một cái freeway, một cái đại đạo. Đại đạo tức là đại freeway. Và chiếc thuyền Bát Nhã khổng lồ do Đức Thầy lái, cầm lái, chèo lái, sư phụ là chèo mũi. Thì đại đạo ra đời. Hôm nay tất cả các con đã lên con đường đại lộ, đi thẳng và đi nhanh, đi lẹ hơn. Không có giống như những người đang còn chấp ngã dưới kia, chấp tướng, chấp hình, chấp đủ thứ hết. Thì họ cũng như một người đi trong rừng, trong bụi rậm, không có lời, không có lối. Và đi hoài cũng không thấy sao, cũng không thấy mặt trời. Đi trong bóng tối, đi đến nào mà mòn chân mỏi gối, đến khi nào mệt kiệt sức, rồi ngã quỵ, rồi chết. Chết một cách vô thường, vô ngã. Người thân giỏi lắm là thương tiếc một thời gian, rồi người thân cũng sẽ quên mình. Rồi linh hồn của mình đi về đâu? Linh hồn mình cũng sẽ cũng giấc dưỡng. Nếu mà không có tội đó, người có tội thì biết đi đâu rồi. Đi giấc dưỡng, đi lang thang, đi tìm những cái nơi mình đã từng đi. Mình thích gì đó, mình chết cái hồn mình đi đó. Mình thích shopping LV thì mình thích vô tiệm LV tối ngày, vô shopping mall. Mình thích nhảy đầm, mình vô mấy chỗ nhảy đầm. Ở đây đa số mấy con mà có thiên nhãn thông đi vô Las Vegas quá trời mà. Tại má thích nghe tiếng lon con á, hồi sống á, vô sòng bài á, thì trong đó là nhiều nhất. Đó là sự thật. Chúng ta muốn biết chúng ta đi đâu thì chúng ta phải đeo dấu thiên tâm và phải biết ông trời là ai. Không cần biết sư phụ là ai, nhưng mà biết ông trời là ai. Đấng tạo quá. Chỉ cần biết như vậy thôi là mấy con được về trời. Thế giới, nếu mà ai cũng biết ông trời là ai và biết sợ cha là, sợ cha phạt, sợ cha, cha là Phật, cha từ bi, cha không có phạt. Nhưng mà những đứa nó vô nghì, những đứa nó hung dữ quá, cũng phải trừng trị chút xíu để cho nó giống như con sanh ra mấy đứa con lì lợm vậy, cũng phải có một chút. Thì hôm nay các con đã đi trên xa lộ, đi trên một con đường bằng phẳng, rộng lớn. Gán giữ đó mà đi, giữ vững lòng tin. Đừng có đi như ngày xưa nữa, đừng có đi lạc, đừng có nghe ai nói gì hết. Người nào có phước thì có phước, người nào không có phước thì từ từ họ sẽ hiểu. Tất cả các họ thiên trên thế giới, những lời này sư phụ dặn dò, phải chờ cái trứng rồng của sư phụ nở đi. Còn bây giờ sư phụ chưa có làm được gì cho tất cả các con họ thiên, sư phụ cũng thấy áy náy lắm. Cả sư phụ hàng ngày ngồi thiền cũng thấy buồn. Mỗi ngày nhìn kiến mình già thêm, sức khỏe thì cũng còn tạm được. Nhưng mà ngày về Việt Nam còn xa vời. Xưa sư phụ hay nghĩ xa vời, nhưng mà bây giờ mấy gì nói không. Tính từ ngày đồng hồ đã countdown, đã đi ngược, sẽ rất là lẹ đó. Cho nên mới có vụ biến chuyển bác tô bác thưởng. Ở trên thế giới, mỗi một ngày tất cả các quốc gia đều có sự biến đổi vô thường mà những cái người đời không bao giờ ngờ được. Nếu mà tất cả người trên thế giới mà theo dõi những lời của sư phụ nói, tuy sư phụ nói lung bung tùm lum, nhưng mà trong một cái clip 2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng, chỉ cần một chữ sư phụ thôi, họ hiểu được, cũng có thể cứu được cả dòng họ, nhà họ đó. Biết được thiên cơ thì mình vận dụng thời cơ. Biết chuyện đó sẽ xảy ra, mình sẽ không có tốn tiền đầu tư vô Bitcoin. Biết một cái chế độ sắp sụp đổ, mình không có nên hy sinh cho cái chế độ. Mình không có nên ôm cái gốc cây mục để mà mình chết chùm. Mình nên thay đổi. Mình đang là đảng Cộng sản,
thì mình nên theo đảng Thiên Việt để mà cứu dân, cứu nước. Có người chỉ cần một ngày sám hối sẽ thay đổi nha. Chứ họ không phải nói cái này để mà dụ những đảng viên theo sư phụ. Nhưng mà họ cũng là người Việt. Chỉ họ là biết trước hay biết sau thôi, giống như mấy con vậy thôi. Lúc xưa mấy con đi trong bụi rừng rậm, họ cũng như là rừng rậm. Tại cái lòng tham với cái hung dữ của họ đã làm cho họ vô minh, họ đâu có hiểu được. Mấy con hôm nay không còn vô minh mới ngồi đây. Nhưng mà họ cũng sẽ có một ngày hết vô minh. Nhưng mà hết trước khi trứng rồng nở hay là sau trứng rồng nở nó quan trọng lắm. Bài tẩy hồi xưa sư phụ không có lật hết. Bây giờ mấy vị nói con lật hết, con cứ nói hết. Chúa Hồ Sư chuyển lưng thánh dương vân 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 vân. Nói láng hết đi, vô kiệt hồi quý gì đi. Họ không tin, họ cũng vẫn không tin à. Chúng sanh nó vậy đó. Lì lõm lắm. Họ thiên có đường đại đạo, có thiên tâm là đại đạo, có Thiên Việt là một cái tổ chức. Thiên Việt có nghĩa là hội anh tài. Hội anh tài vô thường nói tức là hội Long Hoa đó. Và sẽ có hội Viên Hồng đi chung với Thiên Việt để mà nắm vận mệnh của quốc gia trong tương lai, để đưa đất nước thay đổi một cực kỳ màu nhiệm. Đúng ra đó, 5 năm nay, hồi xưa ông Sơn Thần ông thường nói sư phụ cái này. Tại sư phụ hay buồn á, ngồi nghe nó chuyện ổng hoài. Thì ông nói chứ đời của Thái tử đó, có thiếu một cái chìa khóa. Hỡi có cái chìa khóa là nó sẽ mở ra hết tất cả. Phải không? Thì nếu tại cái cổng á, cái cổng đóng với cổng mở nó rất là quan trọng. Họ lên đây thì họ cũng thấy tượng, thấy anh hùng. Tuy là họ không có đạo gì hết, nhưng mà từ từ họ sẽ có cái cảm nhận, rồi họ theo đạo thiên tâm. Nếu cái núi này mà mở 5 năm về trước tới giờ á, là cái số lượng ở vùng này theo thiên tâm rất là đông á. Cả còn những người ngồi ở đây đều là những người có duyên biết số mới lên. Thì ông Thanh Đồng cũng nói câu này. Ông nói thì giờ mình chọn những người có đủ duyên đi lên núi, tức là đủ phước á, để mà theo đạo thiên tâm. Thì ông nói cái đó bây giờ đúng á. Đạo thiên tâm mỗi ngày á, trên thế giới rất là đông. Mấy vị nói hàng ngàn hàng vạn á. Trong nước Việt là nhiều nhất. Tự về đạo thiên tâm là chánh đạo, do Phật Di Lạc là giáo chủ đời thứ nhất. Sư phụ đệ tử Phật Di Lạc là con của Thượng Đế, là Chúa Sô Tế làm lại để mà cứu của Chúa, cứu con chiên của Chúa. Thì sư phụ là người thứ hai, giáo chủ đời thứ hai. Nên sau này sẽ có Phật Di Lạc xuất hiện thiệt các con. Bài học rất là đơn giản thôi mà cả đám bị lọt hết, 100 mấy chục đứa bị lọt á, ở trên rất là nhức đầu á. Dạ cả năm nay con biết, nhưng mà con chỉ coi cái đệ tử con á, nó giỏi kiểu nào hậu thế nó sẽ có. Thời xưa cũng vậy, trong cái chánh có cái tà, trong tà có chánh. Người làm không cần biết người đó tu theo tà hay tu theo chánh, mà hành động chánh tức là chánh. Nếu anh ba anh hành động chánh thì anh là chánh. Hiện giờ anh đâu có ăn tiền bạc ai đâu, nhưng mà những cái thằng nhóc này á, nó sẽ như thế nào? Nó cũng học y nghề với ổng, vừa ra nó con có guarantee là nó sẽ hành động chánh không? Hoặc là nó ham mà xì đì cái là ai đưa nó ăn chút tiền rồi nó đi chưởng kẻ thù của người ta ăn cái người ta kẹt thì sao? Nguy hiểm lắm. Không, sư phụ chỉ nói vậy thôi. Còn về phần tâm linh, sư phụ bất tài, sư phụ không có gì giỏi như anh bác. Sư phụ chỉ có tâm từ bi dạy các con đi theo cha theo mẹ đọc kinh thiên tâm. Đứa nào mà học cái đó rồi con nghĩ không bao giờ chịu lên núi, cũng không bao giờ đọc kinh thiên tâm. Sư phụ bị cũng nhiều đứa lắm. Năm giờ tới giờ với cái đám mấy xưa mười mấy đứa cũ,
chứ cũng chả thèm nói. Nếu mà đến lúc thì cần phải chỉnh đốn, ai muốn làm gì làm, Mỹ này tự do, mang mà họ thiên, mang Thiên Long Sơn, mang con của ông Sương, mang tiếng là đại tử sư phụ mà đi làm vậy, rồi ra đó mai mốt cái nó còn hơn là cậu Chính hay là hơn là thầy Roma nữa, thì lúc đó có phải là sư phụ là tà không, thiên tử tà hay thiên tử con của thượng đế này, ai với đạo Phật. Sư phụ cũng phê sanh cả năm mà sư phụ đâu có nói. Hôm nay chuyện nó tới nước thì ai đưa tới thì mình đẩy mình nói thôi, chứ sư phụ cũng không có ý gì chứ. Ai muốn làm thì làm. Thật sự kỳ này á là do họ kết bè nhau rồi làm này làm kia rồi kèm chế, thì hụ mới lên tiếng nói chuyện có nó không, không nói có. Hôm nay ngày cuối cùng chỉnh đốn, sư phụ là lo thiên việt thôi, sắp sửa về Việt Nam gặp đức thầy. Không có muốn chuyện nội bộ mình xáo động. Clip này hôm nay nói ra những cái chuyện như vậy, đứa nào quay đầu thì quay lại thứ khác. Chú Hồ Vinh Bắc vẫn là bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết. Còn mấy đứa đệ tử á, mà đứa nào á, mà vẫn tiếp tục mà không hiểu những lời nãy nói là rõ rồi phải không? À, thì cũng nửa đời nửa đạo, phải sứ mệnh nó vậy. Nhưng mà chỉ dạy mấy con là sư phụ không có khả năng dạy mấy con đi bắt ma nha. Mà biết cũng không có dạy nữa, sư phụ chỉ có thể trị được, trị bệnh được. Sư phụ có thể đưa mấy con về trời được. Và đồng thời đứa nào mà nghịch ngợm sư phụ có thể đưa đi đâu cũng được. Không dám nói nhiều. Viết cái tên xuống đất thì vừa đặt chân ba cái thôi, là đưa tới đâu là đưa luôn. Nhưng mà không bao giờ làm bất cứ đứa đệ tử nào. Thường nó không hết. Vì nó chưa có hiểu tới. Lưỡi bò cắt ngắn tư vi. Cho nên cái những cái tiên tri hàng trăm năm nha, cái này gần cả trăm năm mà là thời xưa làm gì có biết chuyện lưỡi bò. Mà hôm nay á, là con biết tàu chiến của Trung Cộng nó dàn đầy ở ngoài đó, Mỹ đâu nữa. Mà nó mà đánh một cái có phải lưỡi bò cắt không? Mục đích là dành cái lưỡi bò đúng không? Để mà cái đường hàng hải đi qua lại, mà vì lưỡi bò mà dành lại giao lại cho ai? Ai làm chủ Hoàng Sa Trường Sa là lưỡi bò, là cái biển Đông là của mình mà. Thì Mỹ nó đưa lại cho mình thôi. Nó gọi là xì xa trở lại với xì xa đó. Bắc phương không dễ về. Tàu sợ lại đánh Tràng An ấy nhỉ. Bởi thua biển đảo Hoàng Sa, giận lây đập sập Bắc Hà Đế Kinh. Cho nên bữa nay Phan Đình Huệ đi qua tàu á, lên chị hey, Bình, tao bạn mà ăn cũ mày nghe. Mày có giận ai mày đừng có giận lây tao nghe, tao lúc nào cũng liếm gót chân của mày. nịnh vậy đó, một công hai chuyện luôn đúng không? Nhưng mà khi mà nó giận lên nó đâu còn nhớ bạn bè đâu, nó quýnh à. Nước Việt có cái nghiệp, tại nước Việt chửi cho phụ nhiều quá. Nhiều đứa nó vô mình đó, một đứa chửi là bị ảnh hưởng cả triệu người, con biết không? Chửi chỗ là chửi ai? Chửi cha mình á. Tại sư phụ đại là xuống lập cái đạo, nói lên sự thật, là nói hết sự thật để cho họ hiểu sự thật, rồi họ ngưng đi những cái hung hăng của họ. Nhưng mà họ có ngưng không thì là nghiệp. À, chỉ còn bốn tỉnh hai gà mất tên trên cõi ta bà ư danh. Nước Nga bây giờ đã mất tên rồi, nước Tàu sẽ mất tên, Iran sẽ mất tên, Putin sẽ chết, Tập Cận Bình sẽ ẹt. Những cái ác, những cái độc tài nó sẽ đi một lượt rất là màu nhiệm, nó phải một lượt nghe. Cái này khó ai nói mà sư phụ nói thiệt là như vậy. Thì từ đó sư phụ mới về nước để mà lập lại một cái nước Việt mới được. Phật Thánh Tiên sẽ cai quản nước Việt chứ không có để người phàm cai quản nữa. Thì từ đó nước Việt mới là nước Nam, từ đó thay trời được. Mà người đời tới ngày hôm nay cơ trời lộ 100% hết, không phải 100%, sư phụ lộ 98% đi, còn 20% thì của cha với của hội đồng chư Phật với của đức thầy quyến xuyến tính làm sao không biết. Nhưng mà cái con đường đi vẫn là không có khác gì hết, mà đi đường nào, đi đường freeway 101 hay freeway 5 thì mấy vị là đi để mà tránh miền, tránh bên cõi vô hình á, thiên ma nó cũng ủng hộ về cộng, ủng hộ những cái ác là thiên ma mà, tại vì ác là con cháu của nó đầu thai xuống, cũng ủng hộ mấy ông thầy quốc danh. Cho nên khi sư phụ lộ cơ thì thiên ma nó cũng cho con cháu nó, ơi thằng con của ông chạy nói vậy thôi mình né đi đường này. Nó cũng y như chiến trận mà ở ngoài chiến trường vậy, con có hiểu không?
thì sư phụ chỉ lộ được phần nào lộ, có những lúc sư phụ cố tình lộ để Dương Đông kích Tây nữa đó, có nữa đó. Thì cái trận chiến nó y như vậy đó. Còn bên Phật Thánh Tiên thì ủng hộ những cái người chánh nghĩa, cũng giống như ông Trump, cũng giống như toàn dân nước Việt, phải không, để mà đứng lên, đúng không, chống những cái thể chế vô thần. Còn sư phụ là người đứng giữa. Hey, lậu cơ có lúc nó nghe cái này, đài này là thiên ma nghe nhiều nhất, bộ chính trị nghe cũng nghe nhiều nhất. Con đừng tưởng nó không có dịch lại bằng tiếng Tàu cho Tập Chứng Bình nghe, sư phụ chấp nó dịch luôn á. Tại vì nó càng sợ á thì nó càng bớt ăn hiếp dân Tàu, nó càng bớt bấm nút, tại nó bấm mà nó chết trước, đường nào nó cũng chết á. Tại cơ trời đi là giống như giờ nó vô trong cái gọn vậy nè, vô trong cái máng mà sấy lúa vậy đó, không có đường nào mà chạy hết chứ. Cha tính mà, tại vì mấy thằng quỷ này cũng là con của cha thôi, xuống đây chẳng qua là quên, chứ phụ là người cố tình nhắc lại thôi, chứ làm sao mà nó né khỏi được. Né khỏi được thì gọi là Thế Chiến màn 3, gọi 18 nước nó qua thời kỳ. Thật là trời đánh loài người, các loài theo khỉ bị trời bao dây. Hành binh giải giáp đông tây, đến cơ biển sập đổi thay địa hình. Tức là vừa chiến tranh vừa biến động địa chấn nữa. Con thấy gì, bữa giờ biến động địa chấn không? Mới thì là ở Đài Loan là cảnh cáo thôi đó. Tại vì mỗi một ông rồng hay mỗi một cái vị gì á mà bị mẹ phạt 2000 năm phải nằm ở trong lòng đất, kinh Địa Mẫu có nói á, trong lòng đất đó. Mà đến hôm nay á, là hết cái thời kỳ bị phạt á, bắt đầu bò đi á, và đi chỗ khác, thì tức là trên trái đất mình bị nhúng nhích. Tại mấy vị lớn khổng lồ lắm, nó không phải là 2 cây số đâu, mà có thể là cái quả địa cầu này thụ nói nó nhỏ giống như hạt tiêu so với vũ trụ. Ông rồng có thể bự như mình đi thì mình lụm cái hạt tiêu dễ ợp, đúng không? Ông khà lửa một cái là nguyên cái trái đất này á là cháy lên 300-400 độ không còn gì hết. Đó là lý do tại sao á mà bây giờ những nhà khổ cổ học á, vô lòng đất á, tìm được những cái cổ vật, những chiếc spaceship, những cái đồ này đồ kia là cũng không thuộc vào ai. Giống như kim tháp cũng chẳng ai biết, mấy cái đó không có trái. Nhưng mà muốn mấy gì vậy, muốn giết loài người mình á, giống y như vậy nè, cũng giống như một ổ kiến gì đó, con bao dây con bỏ dầu lửa con đốt cái là xong. Còn chúng ta là hiện giờ đang đầu thai thành cái con kiến đó, đó, để chịu khổ, để đi tha mồi tối ngày lăng tăng cứ bận rộn của hành của tỏi, còn sư phụ đứng đây hey tỉnh lại, thức dậy hey, Thiên Bát Nhã nè, leo lên để mà lấy lôi tao con kiến lên, mà vừa lôi con kiến lửa nào lên á nó cắn mình ngang quá, tao không tin, con đi cứu con kiến đi, nó cắn con không. Wow, gửi con nào mà kiến đen á, thì nó hiền á, thì nó không cắn. Thì sư phụ nhẹ nhàng đưa xuống, chứ còn đưa mạnh nó cũng chết nữa. Đưa nhẹ nhàng xuống, đưa con kinh xuống, Tiên Long Sơn về đây retreat. Lên ngồi lăn tặng nè, con kiến hiền cũng vậy, vô minh lắm. Rồi cái lại 2-3 ngày lại bị con kiến lửa khét sực. Ở trên mình cũng có kiến lửa, là kiến đen, con hiểu không? Rồi nó sực đám kiến đen. Trời ơi, tụi mày là kiến xuống trần á, chịu khổ để học vợ học khôn để về trời. Ôi mệt lắm, mà có những con lên thì bắt nhã rồi không thích ngồi chăm up the bowl, nhảy khỏi thiền nhiều. Hiện giờ con thấy đóng á, cái danh sách sư phụ nói đó, mấy em gài á là sư phụ có danh sách 100 mấy đứa trong đó có mấy đứa là tử ruột gần đây nhiều lắm, sư phụ tức cười lắm. Hồi dạy một cách bình thường nhưng mà nó là siêu nhất của tất cả các pháp môn. Không có cái pháp môn nào mấy con được vui vẻ cõi đời, được bình và hưởng thụ cõi đời và là giàu có cõi đời mà được về trời hết. Có pháp môn không? Ý đồ của anh thôi. Cái gì mình phải thích ứng. Miễn cái tâm của mình đó là hạt ngọc trong sáng, là cái tâm của mình. Thụ đi từ cái tâm chứ không có đi từ cái hình thức. Nói như đó Phật, tất cả chúng ta xuống đây chỉ là ngoan ngoãn nghe lời cha thôi, chứ coi như đàn kiến lăng tăng chả hiểu gì hết. Có người dìu dắt, có người để cho tay cắn đây cắn cho đã đi rồi đưa qua đây nè. Bông sen thơm tho nè, không chịu lên nó muốn gì đổi gì nữa.
nhìn bầu sao rụng lung linh, quỷ ma bỏ trốn, Nam Kinh đổi đời. Ở cái thời này là thời vàng kim, chúng ta ở ngưỡng cửa cuối cùng, cánh cửa cuối cùng của cái bỉ cực, là của cái khổ. Chúng ta sẽ bước qua cái thời vàng kim, tất cả các con sẽ giàu sang sung sướng và sẽ tâm bình an, sẽ được về trời. Gán một chút xíu nữa. Cho nên sư phụ anh nói là bài thi là vậy đó. Thì mình phải gán nhẫn nại. Nếu mà mình tin có trời Phật thì phải tin sư phụ. Nếu tin có Thượng Đế thì phải tin sư phụ. Nếu tin tất cả tín đồ hòa hảo mấy chục triệu người tin là Đức Huỳnh Phú Sổ là Phật, và Đức Huỳnh Phú Sổ không có chết, Đức Phật Thầy Trang không có chết, Ngài là sư phụ của sư phụ, thì phải tin sư phụ. Trên đời này không ai dám mạo nhận thầy kiểu đó đâu con. Ngày đầu tiên mà Đức Thầy dạy sư phụ về giáo thiên tâm này, sư phụ còn chả biết ổng là ai nữa. Ngài là ai? Ta là Đức Thầy. Đức Thầy nào? Tại sư phụ đâu có chơi cứu kinh điển của miền Tây đâu. Tại sư phụ qua Mỹ là nhỏ mà. Cái câu chuyện này 15, 16 năm trước. Từ đó sư phụ mới quảng hồn. Ngày đầu tiên chị cũng vậy. Ta là tỷ tỷ của đệ đây. Đệ là con của thiên thượng xuống trần lập đạo cứu chúng sanh. Đệ không phải là Ngô Tuấn Kiệt. Trời ơi, mà nói tỷ tỷ là ai? Ờ, ta là tỷ tỷ Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Thánh Mẫu Liễu Hạnh ở đâu? Trời ơi, con chả biết Thánh Mẫu Liễu Hạnh là ai luôn á con. Tại xuống đây quên chứ. Đến những ngày đầu tiên bỡ ngỡ lắm. Con chả hiểu, chả tình. Trời ơi, bệnh muốn chết. Bệnh ngất ngư. Xong rồi lúc đó mẹ về, mẹ chừng chị nữa. Ta là mẹ của con. Mẹ nào? Đó là Phật Mẫu, Phật Diêu Trì Địa Mẫu, mẹ của con. Con đâu biết, con chỉ Phật biết Phật Ai Di Đà, Phật Bà Hoàng Thế Âm thôi. Tụi con cũng trong chùa, con không biết Phật nào chứ. Thấy cường vậy đó. Cho nên bây giờ thụ nhìn lại quá trình của thụ, thụ mới thương những đứa đệ tử này, những đứa đệ tử ngoài xa, con hiểu không? Nhưng mà không hiểu thì sư phụ đã trải qua bị bầm dập thì sư phụ mới dễ thôi. Mẹ mới nói con coi lại đi, những cái gì ta nói, những gì chị nói, những gì Đức Thầy nói đều là còn tốt cho con không à, có gì không tốt không? Ma quỷ nó chỉ làm hại con thôi, rồi con lập đạo con sẽ làm này làm kia, sau này con sẽ làm vua nước Việt, toàn là tốt cho con à, con không tin con muốn gì. Thì cũng y như sư phụ dạy mấy con vậy đó, về trời đi con. Đâu có kêu con đi học này học kia, mong cầu này mong cầu kia đâu. Mà mấy con không tin sư phụ nữa thì tin này. Cũng y như kiểu sư phụ hồi xưa bị mẹ với chị la vậy đó. Nào sư phụ chỉ sai đường kìa. Rồi đời sống hiện tại mấy con có tâm an lạc. Nếu mà nói kinh sư phụ dùng kinh cúng thinh thiên tâm nó rất là siêu. Nên trong đó đầy đủ. Sư phụ đưa nguyên phát vitamin đủ đó, ABC gán uống đi con, mỗi ngày có sức khỏe. Tất cả những cái đó thì hồ đã giao hết, còn phần còn lại hiện giờ do tự mấy con chọn lựa. Động đất mất nửa hình rồng, tân đời nước đổi tấm phong hình rùa, đoạn trường gian khúc chanh chua, đổi mùa trời chuyển bốn mùa thành hai. Nói thời tiết bây giờ thay đổi một lượm đó. Cái bài này là ứng ngay trong cái thời điểm này. Bữa nay nhật thực 11 giờ phải không? Nước Nam hội ngộ thiên tài. Nước Nam hội ngộ thiên tài nghĩa là thiên Việt. Tất cả những đứa hồi thiên sau này sẽ thành thiên Việt. Nhưng mà bây giờ thù chưa cho vô. Bởi vì chuyện nó chưa tới. Cơ trời chưa tới. Thù không có muốn là ảnh hưởng về vấn đề cá nhân á. An ninh đi lại của mấy con á. Dòng đời thù muốn đào tạo khoảng một số nam và nữ biết tiếng Việt, tiếng Mỹ để mà giúp sư phụ về thay mặt sư phụ để mà đi nói chuyện, rồi đi lo cái này kia, biết chữ biết nghĩa. Nước Nam hội ngộ thiên tài, sư phụ dịch lên này, nước Nam hội ngộ thiên Việt. À, vậy mà chân nhân thành đạo, đất đai nhà rùa. Nên nhớ nước Việt Nam á, mà cái bài này năm 1938 chân nhân thành đạo là biết Thánh Mẫu Liễu Hạnh nói về ai không? Các con á, thì sư phụ nè, nước Việt Nam lập cái đạo chân nhân thành đạo, cũng giống như Phong Thánh Di Lạc là vua vậy đó. Rồi với cái câu là thầy tăng mở nước
Vậy vậy thì mới hay. Một người giáo chủ của một cái đại đạo mà làm vua một nước, là thầy tăng mở nước, là sư phụ, đúng không? Cho nên những cái câu mấy vị đã nói ẩn ẩn hiện hiện từ ngày xưa rồi, mà người đời đọc cái này rất là nhiều lần, người ta đâu có hiểu. Hôm nay cái gì nó cũng hiện rõ hết, bằng chứng đây nè, lời nói ở đây nè, nói cách đây cả trăm năm nè. Tại sao họ vẫn lị? Trừ khi nào họ ở tin là họ không có cái linh hồn, con biết không? Thì họ mới lì kiểu đó. Hoặc là họ mê tiền, họ thích sân si, rồi họ còn lòng tham. Tham sân si, cứ làm cho tâm mình u tối thì làm sao thấy được. Những người có cái ba cái đó sẽ không bao giờ hiểu được Phong Thánh Di Lạc là vua. Chư phụ là Di Lạc số 2. Phong Thánh Di Lạc là vua, Châm Quan hữu trách, Tiên Cơ nước, Khoa Thi chọn tiến sĩ ngôi. Tức là mở cái kỳ thi, tức là giống như lập lệ đề nhà Trần vậy đó. Hội mở hết tất cả những anh tài, những bô lão, rồi những người có tài có đức, cả lẫn cộng sản về ô, con cộng sản hay là con HO hải ngoại, đều ngồi chung hết một cái văn phòng để mà làm việc chung cho nước Việt trong tương lai. Lấy ân để báo oán, sẽ dùng những cái chính sách lấy ân báo oán, không có trả thù, không có như bây giờ. Họ có thấy người nào giàu thì họ đốt củi, đó là cái cớ, là không biết không. Chư phụ đứng lên nói tiếng nói là gì? Chư phụ không muốn nước Việt Nam bị diệt chủng, chứ không phải là chư phụ không đứng lên để chống cộng sản. Nên nhớ là hai cái này khác nha. Chư phụ không có muốn nước Việt mình bị Trung Cộng ăn hiếp và sau này diệt chủng hết cái sắc dân người Việt của mình. Nó làm được á, nhưng mà ở thời này ta cho sư phụ xuống, vì sư phụ là người tu có tâm từ bi, nên họ có phước, họ sẽ không có bị trả thù. Dùng chính sách lấy ơn báo oán và chiêu hồi họ trở lại đường chánh, lấy công chuộc tội, con cháu của họ sẽ lấy công chuộc tội. Phong Thánh Di Lạc làm vua, Trăm Quan hữu trách, Tiên Tri nước trời, tức là cơ trời đó, cả nghìn năm dù nó hoài không có bao giờ sai hết. Khoa Thi chọn tiến sĩ ngôi, mở đời nhân trị, con trời khai thiên. Con trời khai thiên, mở đời nhân trị tức là nhân dân đứng lên sẽ làm chủ quốc gia. Con trời khai thiên để cho lòng dân đứng lên, và sư phụ chỉ là diều dắt thôi. Và xong sư phụ về phục lệnh với cha, sư phụ chẳng có ăn nhậu gì cái trái đất này. Và là để là cái đạo lưu truyền. Thì câu này nè, chị nói rất là hay. Khoa mở đời nhân trị, con trời khai thiên. Chỉ có con trời mới xuống đây mới làm được cái chuyện này. Người phàm hay là những ở tầng trời thấp không thể làm nổi nha con. Tại vì không có ấn chứng của cha, cũng không có ấn lệnh của hội đồng chư Phật, cũng không có phải là một vị Phật nữa. Chư phụ là Phật trên trời, khó làm nổi lắm. Tại cái tâm con người mình sàng lọc cả nghìn nghìn tỷ kiếp, những cái kiếp sân si của mình, những cái kiếp ham mê của mình, chư phụ đã chứng minh cho thế giới với cái xác phàm hiện tại. Có tiền coi như không, ở khách sạn 6 sao coi như là 1 sao. Ai muốn hiểu sao thì hiểu. Khi chư phụ làm việc, chư phụ bất chấp ai mà dèm pha hay nói. Thụ biết cái lòng của thụ, giữ được cái tâm của mình thôi là khó rồi. Mắc mớ gì á, phải suy nghĩ người này, suy nghĩ người kia. Thụ không có giống như người đời. Thụ là con ngựa bị che hai bên này nè. Làm là chỉ là biết có lợi chúng, và biết được cái lương tâm của mình trong sáng, trong sạch, và biết được cái gì đúng, cái gì sai, cái gì chánh nghĩa, cái gì không có chánh nghĩa. Cần đến những lúc nói thì nói, chứ không phải là sư phụ không biết gì đâu. Có những đệ tử coi thường sư phụ đó, mấy con lầm đó nghe. Cả kiêu học sĩ nam tài, tức là nước Việt Nam á, là nam tài, là tất cả nhân tài 6 triệu trên nước Việt. Cả kiêu tức là kêu gọi tất cả những học sĩ nam tài ở trên thế giới. Câu này nè, cả kiêu học sĩ nam tài ra thi để giúp tương lai Sơn Hà, tức là về Việt Nam để mà giúp sư phụ tương lai của Sang Hà của mình.
bây giờ 6 triệu người hải ngoại, kỹ sư bác sĩ đi, đẻ con ra kỹ sư bác sĩ ở những tiểu bang xa xôi. Rồi nó cũng không có người Việt, nó cũng lấy vợ Mỹ hay lấy chồng Mỹ. Rồi một đời rồi lai, rồi cái những cái nhân tài này á, nó cũng thành nhân tài của Mỹ. Nó không phải nhân tài của người Việt Nam. Nó cũng bị mất gốc, con hiểu không? Con thấy uổng không? Cho nên nước Việt, tại sao họ thường nói là 6 triệu nhân tài về Việt Nam là vậy đó. Họ sẽ không có bị mất gốc. Mà những cái người mà kiến thức keo đó, người ta đâu muốn con người ta bị mất gốc đâu. Con có muốn con bị mất gốc không? Không muốn, nhưng mà tự vì khi con ở rất là lạc lõng, con sẽ bị mất gốc á. Ok, để mà cho Hồ tổng kết là cái clip này. Cái clip này rất là bình thường, không có gì hết. Thì ai muốn thích thế nào thì cứ chọn thế đó. Buffet mà con. Thiên Long Sơn chúng ta là buffet. Không, tự ý, tự nhiên, tự về trời, tự muốn đi đâu đi. Nhưng mà sư phụ chỉ có cuốn kinh Thiên Tâm, sư phụ chỉ nói Thiên Long Sơn. Đứa nào mà không làm hai cái đó thì cũng đừng nên mang họ thiên. Làm khác thì nên mang họ khác. Để làm chi trong tương lai nhân loại lịch sử sẽ ghi lại hết từng chi tiết, từng ngày, từng giây, từng khắc của tất cả mọi hành động. Sư phụ không có dạy những cái gì khác ngoài chỉ lấy bát ấn rồi ngồi thiền. Cách thức của sư phụ ngồi thiền rất là đơn giản. Ngồi bất cứ ở đâu, ngồi trong xe, ngồi kiểu nào cũng được. Kiết già, bán già, ngồi ghế cũng được. Thì mình ngồi lên vậy, lấy tâm tinh mình là mắt thứ ba, nhìn lỗ mũi, nhìn miệng, nhìn cái rúng, nhớ và tập trung. Tại vì phải có một động tác thì nó mới quên hết những cái suy nghĩ vẫn vơ, phải không? Tạp, gọi là tạp niệm đó. Nó, thì lúc đầu nó hơi khó, nhưng từ từ quen. Rồi sau đó 15 phút đầu thì mình quán chiếu lại. Quán chiếu tức là suy nghĩ những cái chuyện xung quanh mình đang xảy ra. Sau 15 phút nó hết cái đó rồi, tự động nó sẽ vô hơi định. Nó gọi là, đó là 15 phút đầu là thiền quán, sau đó là thiền chỉ. Thì lúc đó mình muốn suy nghĩ cũng không được, thì mình chỉ theo dõi hơi thở, có lưỡi cuốn lên để cho nước miếng đừng có nhiễu. Rồi đọc thần chú. Án là mình tưởng tượng ngay cái đầu, đỉnh đầu. Án chiết là mắt phải. Lợi chủ, lợi chuẩn đề. Xóa ha dưới lòng bàn chân. Khi mấy con cứ tập như vậy đi, nó là một công phu siêu á. Khi con ngày nào mình cũng quán chiếu, mình tập như vậy, nhớ à. Án chiết lợi chủ lợi chuẩn đề xóa ha, thì những cái thần thông nó mỗi một ngày nó sẽ hiện lên cơ thể mình. Đi đâu á, trong cõi vô hình á, ma quỷ này, thiên ma, nó khi nó nhìn thấy á là người nó sẽ phát quang lên á. Tại vì cái đó nó cũng giống như con bỏ một cái cây, con trồng lên cây thần thông ấy, là không có ai tấn công được con hết, cứ gọi là siêu á. Nhưng mà mấy con có học hay không, hay học cái khác thì đó, thì cứ như vậy là không có bị đi sai lệch, sai đường gì hết. Thank you.
thật sự là nói hiểu chuyện kinh hoàng không thể nói đùa được. Mỗi lần tôi nói chuyện thấy máy Kevin thì nó quay không, nó quay cái là bỏ lên Facebook là cả nước Việt coi. Tôi không có không bao giờ nãy giờ cười cười chứ là nói thiệt không á. Mà xưa giờ có nghiên cứu về sách vở tiên tri đồ này nọ không? Không có. Thất bại quá. Phải nghiên cứu chút chút. Có biết ông Trần Trình lại không? Ông Trần Trình không nói gì nhớ không? Cũng không luôn hả? Trời ơi, chỉ lo kiếm tiền không à. Nhưng mà kinh Chúa nói gì? Kinh nói là kinh Khải Huyền nói gì? 7 năm tận thế đúng không? Thì mình đang là tận thế nè. Người Chúa hứa sẽ trả lời cứu hết con của Chúa đúng không? Thì giờ Chúa đang ngồi đây. Chứ Chúa đâu có bao giờ quỵt lời đâu. Nhưng mà ở trời Phật nói gì là phải thực hành mà. Thì nếu mà cứu kiểu nào thì thấy ra một cái bài thi mới, là một cái đạo mới. Anh phải, người ta phải vô đạo Thiên Tâm, phải đeo giáo Thiên Tâm thì Chúa mới cứu, mới rước về. Khi mà mình coi một cái đạo khác, khi mình chấp tướng, chấp có nghĩa là khinh bỉ hình tướng, là thân này, kiệt này, mặt này, mũi này, áo này, gọi là chấp. Anh hiểu không? Tại anh không có phải đạo Phật, anh đạo ông giáo, tôi phải giải thích như vậy. Coi thường, trong lòng coi thường, gọi là chấp. Thì Chúa không bao giờ cứu được. Là những con chiên á, đa số là bị những cái lỗi đó. Có nghĩa là nghĩ là lúc nào á là cũng phải trang nghiêm giống như những vị hồng y này nọ, rồi phải là ăn nói kiểu như ông cha vậy đó. Tại Chúa đang thử lòng người mà, Chúa chỉ cần thật tâm thôi, Chúa không có phải là hình tướng. Cho nên người nào mà còn bị chấp á là người đó rớt đài hết. Sàng lọc là vậy. Đầu thai làm người rất là khó. Con rùa đụng khúc gỗ khó lắm. Mà mang thân người mà để bệnh kiểu này thiệt là uổng. Anh sẽ có ngày vô phòng ICU. ICU là phòng khẩn cấp. Thì người ta cũng bỏ ống để trợ cho anh. Thật sự nó chỉ làm theo một công thức nhân đạo thôi, cho có. Để mà mình thêm được một phút nhìn được bóng đèn trên núi, trên trần nhà, rồi nhìn nghe con mình nói mấy câu, rồi đại khái vô bệnh viện chỉ làm vậy thôi chứ không có cứu được. Nhưng mà ông bác sĩ lúc nào cũng sẽ nói nhỏ nhẹ cho anh không sao đâu, đừng nghỉ mệt. Còn tôi nói thẳng thì lúc đó anh phải chuẩn bị. Thứ nhất, anh không bao giờ, anh đừng có thương tiếc cái bà này nữa. Coi bả cũng giống như là một bạn đời, cuộc hành trình của anh thôi. Tới đây là chúng ta chấm dứt, đường ai nấy đi. Tại vì họ chung giường nhưng không có chung mộng. Anh mà liên tiếc bả là anh không có được về thiên đàng đó. Vậy anh đừng bao giờ anh nghĩ anh để tiền lợi rồi bả sẽ có chồng khác á, bả sẽ đưa cho ông đó xài. Anh mà nghĩ vậy là anh sẽ bị đọa xuống quả ngục á. Tại vì cái sân hận anh lên á, anh là bất lực rồi. Anh đừng có nghĩ hai cái đó là quan trọng. Thứ ba, anh đừng có nghĩ là anh còn thiếu sót con anh cái gì, rồi phải chờ nó ra trường đại học, chờ nó làm đám cưới, có chồng có vợ rồi anh mới xuôi tay. Còn anh đi kiểu này, trời ơi, tôi chưa làm xong gì hết, anh cũng bị đọa địa ngục. Tại khi mà cái linh hồn mình rời khỏi xác phàm á, mình biết mình xuống đây mình học dở, mình chưa thi hết một cái, chưa có đi vô trường hết một cái năm học đó, năm học là 100 năm á, mình mới có 3/4 đoạn đường thôi là mình đã drop out rồi. Thì bây giờ tôi đang chỉ anh cách là ngắn nhất để anh được về, anh được eplet, là không có được nhớ tới tài sản, không được nhớ tới vợ con, không có được luyến tiếc. Để cho nó nhẹ nhàng là tự nhiên lúc đó tôi sẽ bay tới, tôi mới dẫn anh về được. Còn lúc đó mà tôi bay tới, tôi kéo anh đi về thiên đàng đó, mà anh mà còn tưởng tượng bà này còn đẹp gái nào đó mà đi có chồng khác rồi lấy tiền của anh, mà dĩ nhiên bà sẽ tái giá, bà còn trẻ mà, tôi thấy là dư sức luôn, thì là anh xong anh luôn. Tôi không phải giễu anh đâu, tôi nói thiệt á.
anh nghe lời tôi một lần đi. Tôi là Chúa Giêsu của anh nè, anh đạo ông giáo không? Chúa không có nói láo. Nhưng mà anh phải làm được những cái đó. Chị cũng đừng khóc nha. Rồi kêu mấy đứa con cũng đừng có la hét khóc. Tại la hét khóp á, ổng sẽ còn cái tình cảm anh. Ổng sẽ không có chịu về trời. Đó là cái plan A, là tôi plan A cho anh đi về thiên đàng. Cái plan B mà anh mà còn liên tiếp, cái anh bị cái cửa xe lửa đóng lại, cái anh bị kẹt lại. Anh cứ ba vòng vòng. Cái mỗi ngày cái anh đi vô nhà, cái anh thấy vợ anh ăn cơm, con anh ăn cơm. Trong 3 tháng đầu á, họ còn thương anh mà. Thì cái anh thấy anh cũng buồn rầu, họ cũng buồn rầu. Nhưng mà họ cảm nhận anh đứng kế bên, tại vì anh là con người nhưng mà lúc đó anh không còn thân người. Thì anh cũng không vui. Gia đình anh cũng không vui, tại vì người âm người dương rồi. À cũng không gần một thời gian như vậy rồi từ từ cái chị cũng quên anh. Mấy đứa nhỏ cũng quên anh. Rồi bắt đầu nó quên ba nó rồi, tại vì nó biết cái thân anh bây giờ là cũng bị dòi mọt đồ xé nát rồi phải không, ăn rồi lủng hết trơn rồi. 3 năm 6 cái hồn anh cũng vẫn lẩn quẩn ở trong cái nhà của anh. Lúc đó bà phải đi kiếm bồ, với giờ bà sợ trễ là nhan sắc nó nhăn nhẹo rồi sao, đúng không? Bà phải tính chuyện còn sống. Lúc đó anh nổi ghen lên nữa. Cái anh làm cho người này tai nạn, người kia bất an. Tối về anh hù, anh dọ. Nhưng mà thật sự anh bất lực. Tại vì ma không có quyền lực như con người. Anh bây giờ anh có toàn quyền 100%, có tiền muốn gì cũng được, ăn gì cũng được. Nhưng mà khi làm ma mất hết tự do 90%. Chỉ có quyền lực là đi phá thôi. Mà về cõi kia mà phá đó, còn bị tội nữa. Cõi này anh không có phá, nhưng mà về bên kia anh ghen anh tức lên. Tại vì người sống sao chết y vậy nha. Hiện bây giờ anh đang gặp tôi, nhưng mà khi anh mất anh cũng nhớ là ngày hôm nay anh ngồi đây có dĩa cam này ngồi với phong cảnh này, Thiên Long Sơn. Thì người sống như thế nào mất y như thế đó. Nó cũng như máy quay phim sao mất được. Nó vô trong cái sim card của cái máy quay phim này là cái A lại giải thức là cái não của mình á. Cái xác mất thôi, cái trí nhớ sao mà mất. Chí nhớ không thể nào mất. Về trời cũng không mất nữa. Thì đó là những cái plan B anh sẽ bị như vậy. Anh muốn ghen tức, anh muốn làm hồn ma các đảng. Anh có nghe bao giờ nói con ma vừa ấm, vừa no, vừa vui, vừa giàu ở bên cõi ma không? Không bao giờ đúng không? Anh chỉ nghe rồi. Ma cô đơn, ma lạnh lẽo, ma buồn, ma đói đúng không? Thật sự anh sẽ đói. Tại vì lúc anh còn sống đó, anh ăn đồ ăn dư thừa. Thấy không? Là anh có tiền anh mua, anh có quyền anh kêu 3-4 phần anh ăn mà anh đổ. Nhưng mà anh chết rồi bên kia đâu có xài tiền được. Thì anh sẽ thành ma đói là sao? Gọi là trong kinh Phật gọi là 4 loại thức ăn đó. Thức ăn đoạn thực là mình gấp đồ ăn. Cái thức ăn thứ nhì là xúc thực. Phải không? Xúc thực lại cảm xúc của mình nó cũng làm mình no. Thì lúc đó anh bị cái đó tưởng thực, tưởng tượng á. Thì anh sẽ đói hoài. Mà đói triền miệng ăn bao nhiêu á, nó không có bao tử chứa lợi. Người ta cúng nguyên con heo quay, anh ngồi anh ăn ngon lành luôn nha. Cũng hết á. Rồi không có bao tử chứa, nó không có cholesterol, nó không có lên máu, lên mỡ gì, ăn đã luôn. Một ngày người ta cúng 10 con, ăn hết 10 con. Nhưng mà lúc đó làm sao mà ai cúng anh? Đạo Công giáo đâu có cúng. Cho nên mấy con ma trong cái nghĩa địa ở đây trâu của nó đói. Hồi xưa anh tôi chết mỗi lần tôi cúng cái tôi phải dĩa cái dòng. Để tôi anh Ngô Hữu Lộc. Thì mấy con ma kia tôi cũng cho nó ăn bên kia. Thì anh mình được ăn mâm. Còn mà không có dĩa cái dòng á. Mấy con Mỹ Đen, mấy con Mễ, mấy con Tàu ở chợ nó không ai cúng. Nó vô dành ăn với mình. Cho nên sau này ông có chết á. Chị cúng cho ổng á. Ra nghĩa địa á. Chỗ cái mã ổng á. Chị dĩa cái dòng. Cái mâm của ổng. Còn bên đây chị khấn nói với mấy con ma kia, hey, cái này tao dĩa cái vòng cho chồng tao. Chứ nó không, ổng sẽ bị mấy con Mỹ mà tướng bự con đạp ổng văng liền đó. Này tướng ông này ổng ốm rồi. Bên kia nó cũng có giành giật vậy. Cái xã hội mà vô hình y như xã hội của mình. Còn hôm nay anh có duyên nói chuyện với tôi, nhưng lần sau anh gặp tôi là anh không có cái xác này rồi. Nhưng mà ông Sơn Tàu ông sẽ dẫn anh lên đây. Tôi nói chuyện ma hoài, hỏi đi, nói chuyện với má nhở, nói kìa, ngồi sau lưng gì. Plan C. Nãy giờ, ê không, ê là về thiên đàng phải không? Cửa xe lửa mở, ánh sáng tới là đi là
không còn chuyện phải nói. Còn chứ, về chảnh rồi lo anh cũng thăm bà được, giúp bà được. Tại lúc đó anh đã hiểu được anh không có ganh tị như là hồn ma các đảng là cái bi. Cái bi là anh là hồn ma các đảng. Cái si á, mới là mệt nè. Trong thời gian qua anh ghệ nhiều nè. Anh ăn mấy cái con bò nhúc nhích đó. Tức là nó là một cái mạng người phải không? Hôm bữa giờ anh bảo đảm anh không có biết lại sám hối hay là tu hành gì hết trơn. Thì lúc đó anh sẽ bị đọa. Bị đòi ra làm thú để trả lời. Bên kinh công giáo không có giải thích cái này. Nhưng mà tôi là Chúa Giêsu, tôi hôm nay tôi nói. Có. Thì chỉ bên kia không có xài tiền. Mấy đại gia sân chức sân sao á. Bây giờ á, họ tưởng là chết là hết. Công giáo tưởng là chết là hết. Không bao giờ có chuyện chết mà hết. Tôi bảo đảm luôn. Sau này những người công giáo sẽ hỏi tôi. Tôi là Chúa Giêsu, tôi chứng minh chết không có hết. Chết có xã hội tốt hoặc là một cái xã hội xấu ở dưới quả ngục, hoặc là một cái xã hội phải trả nợ lại bằng cách anh đầu thai lại thành con heo con bò. Tại bên kia không có xài tiền, anh phải làm heo để cho tao quay anh lại ăn chứ. Giờ anh đi giật nợ anh làm bao nhiêu chuyện xấu, đâu có chuyện quê được anh. Ờ, thiếu nợ trả tiền credit card mà anh mượn nhà băng đồng anh cũng không có trả. Bên kia không có tiền lấy gì trả. Còn cái ABCD, cái đi nè mới là mệt á. À, đầu trâu mặt ngựa, tức là ông trắng ông đen đó là dưới quả ngục á. Tại dùng chữ quả ngục đi, địa ngục là của bên Phật nói, tôi dùng quả ngục giống như kiểu anh đi. Quả ngục lên, hey, bữa giờ mày làm biết bao nhiêu tội, đi xuống xử. Ngoại tình nè, ăn gian lận nè, cướp bóc nè, cho dây lời cao nè, xuống. Phải không? Bắt đầu nó láo nè, nó dốc nè, le cái lưỡi ra cắt, cắt là biết đau á, là chết. Phải không? Rồi ngoại tình á, ôm cộp đồng nè. Phải không? Rồi đi ngang cầu mấy con cá sấu nó nuốt. Mà mỗi lần mà mình chết á, mình biết đau thiệt, nhưng mà anh đâu còn cái xác đâu mà sợ chết. Nhưng nó chết thiệt, nó biết đau thiệt. Tại vì cái lại gia thức á, nó nhớ hết. Là cái sim của cái điện thoại á, nó nhớ. Nó làm cho anh khi nào mà xả cái tội đó, mà đến lúc mà anh quản hồn quản vía để anh trở lại đầu thai làm người trở lại á, thì anh tẩn thôi, không có làm những chuyện cũ. Đó là cách hành phạt của bề trên vậy đó. Rồi ở dưới anh cứ chết đi chết lại, chết cả ngàn lần đó. Rất là đau đớn, rất là khổ. Bởi vì anh, trong bên Phật á, tôi nói luôn, người mà có đại phước á, đại phước xuống địa ngục được chết một lần, cứ cắt làm hai đi, nấu dầu đi một lần một thôi để đào được một lần, phải không? Nhưng mà đâu có ai được phước một lần đâu, cả ngàn lần á. Vừa xong cái ông mà cầm đó là mấy con thấy ông địa tạng á, anh với Vũ á, ông thổi cái ngọn gió xảo phong, tức là mấy cái linh hồn sống lại hết, sống lại cái thấy mấy con quỷ vô thường nó chạy tới nó nuốt vô bụng, mấy con quỷ mà cái bụng nó bự vậy nè, nuốt vô, nó làm cho mình mục đích á, cái hình phạt mà ở dưới quả ngục á, làm cho cái a lại gia thức mình khiếp sợ. Để cho nên tại sao bây giờ con thấy nhiều đứa mà thấy cao nó sợ, thấy lửa nó sợ, thấy nước nó sợ, là vì nó bị phạt nhiều ở dưới quá rồi, nó biết là cái này không đúng nữa. Tôi không dám làm nữa, rồi tôi không có dám gạt ai nữa, tôi không dám nói láo nữa. Rồi sau khi anh trả ngục ở dưới địa ngục vô gián, ở dưới nó không có thời gian, anh ở dưới 1 triệu năm thì cái quả địa cầu nó đã quay, không biết nó vào thời đại nào. Tại vì khi cái tánh của mình xấu, mình phải đợi đúng cái thời đại xấu. Hiện bây giờ cái thời đại mình cực xấu, nên quỷ ma đầy đường, mặc áo vest đi đầy ở New York Times Square, thì phải đợi đúng cái thời điểm đó. Thì ở trên trái đất này người ta đã sống cả 3-4 nghìn năm rồi. Cái trái đất này có 1 triệu năm rồi. 3-4 nghìn năm nó xóa làm lại, xóa làm lại. Mà mình ở dưới địa ngục, mình bị đọa cả hàng nghìn, hàng vạn năm ở dưới. Thấy nó khổ không? Ở trên này làm lỗi còn chút xíu thôi, mà trả gấp tỷ lần á. Rồi chưa nữa. Rồi lên đây đầu thai đầu lần đầu tiên đầu thai đâu có được giàu có tay có chân đâu,
bị què hoặc không què tay què chân bị tật tình méo miệng rồi đi đi được nữa à, đó là có phước. Nhưng mà người vô phước đầu thai là mấy người Africa tối ngày đi săn thú chứ không như là gần như loài thú rồi, hên lắm á, mới đầu thai làm người rồi lai ba kiếp người đó, rồi dài ba kiếp người thầy Haiti hay những cái người ở quan đảo thầy quay rồi đó. Từ 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 có phước lên, cái là tức là mỗi một đời khổ rồi đó, cả chục kiếp người thê thảm như vậy đầu thai vô nước Việt Nam bán vé số, tức là những cái gì mình có hôm nay mình không trân trọng mình đầu thai ngược lại hết, nó có nghiệp vậy đó. Là đến khi mà thê thảm cuộc đời rồi đó, người lúc đó đó ra lại giới thức nó đầy đủ kinh nghiệm để học hỏi, thì lúc đó mới gặp đúng thầy đúng bạn. Ở cái thời nay nè, tôi ngồi đây nè, mà 10 chết 7 còn 3 chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Cái câu đó trong Sấm Cơ nói, nhưng mà Sấm Cơ chỉ nói không, nói chung luôn cả hai, vừa là thân người vừa là những người không có thân, là ma quỷ á, cũng là được sàng lọc ở cõi vô hình á. Rồi chưa chú su cũng có nói, khi ta trở lại các người không bao giờ nhận ra ta mà ta sẽ ra đời ở phương Đông, cho nên nó có lễ Easter đó. Mà thật sự bây giờ họ cũng chưa nhận ra. Bữa mấy gì có nói, chứ phụ có hỏi chừng nào họ mới nhận ra. Ừ, sẽ nhận ra khi ngài đi rồi. Nhưng mà trong ông trong bài Dixon hay là của những nhà tiên tri của Mỹ á, có nói sau này ở phương Đông có một là có thiên tâm mình, có sư phụ nè, sẽ là thống trị thế giới. Trên kinh tiên tri của Mỹ có đó. Những người mà nghiên cứu về kinh điển họ đều biết, từ từ cái họ so lại đó, họ kết luận vào thời mạt pháp hiện tại chúng ta chỉ cần đọc kinh Địa Mẫu, kinh của Thiên Tâm, chúng ta chỉ cần ngồi thiền kiểu sư phụ, bắt ấn tâm muội, ngồi thẳng lưng lên 5 giờ sáng, ngày nào sư phụ cũng ngồi đúng 5 giờ sáng 15 phút đầu, nếu mà mấy con có giờ á, mấy con làm, tức là mình lấy hết mấy trường trong người mình ra, mình chưởng ra 3 lần, hút mạnh lên, tức là mình cho hết mấy cái hơi dơ trong người ra, mình chưởng ra. Thí dụ mình bị trượt, bị bùa, bị ngải, ở nhà mình cũng vậy, mấy con chỉ cần ngồi cũng được sưởng ra thì mấy cái trượt nó sẽ ra, cái này ra, mấy con không thấy nhưng mà nó sẽ ra trượt những cái âm khí ra, phải không? Còn hoặc là khi mà mấy con đứng vậy nè sưởng ra thì những cái âm khí nó cũng ra, mấy người bị trúng bùa thì nó tự nó cũng tự nó giải bằng cách đó. Nhưng mà này mỗi ngày thầy đã dạy cái ngồi thiền trước 5 giờ sáng á, muốn cái tâm mà thông với sư phụ á, thì lúc đó cái chân linh của sư phụ nó bay khắp tùm lum hết. Đến nào tu giỏi thì sẽ gặp sư phụ trong cái thiền định. Rồi sau đó đó dùng mắt cái tâm tinh mình nè, nhìn xuống lỗ mũi, tại mình sẽ mở nhãn á, thì mình tận dụng cái này thì để cho nó nhột nhột chỗ này để nó mở nhãn. Thì dùng cái này nhìn lỗ mũi, nhìn cái miệng, cái chân linh mình nó sẽ xuất cái hồn ra bằng từ cái lỗ rút, chứ không phải nó xuất hồn từ đầu nghe, nên nhớ. Thì lúc nào cũng nghĩ đang điền á, thì cứ nhìn như vậy. Nếu mình không có cái động tác đó đó, mình sẽ bị ngủ gục và mình sẽ suy nghĩ tới biêu bọt và có những chuyện mà rất là quan trọng. Mình ngồi mình dựng đứng lại, mình ngồi không được. Mình mà ngồi thiền á, mình thấy vui, mình thấy khỏe thì là đúng. Mà mình vừa ngồi xuống cái mình nhớ chuyện buồn, chuyện sốc, chuyện bực gì đó mà mình nhảy đựng lên thì cũng phải gắng nhẫn nại. Nó sẽ qua cái giai đoạn đó. Con ngồi á sư phụ. Xong cái đó thì lúc 5 giờ sáng đó thì mình lại quán tưởng 15 phút đầu nghe. Nhớ rõ clip này. 15 phút đầu thì mình nhớ hồi chiều hôm qua cũng bắt đầu từ 5 giờ sáng mình cũng ngồi thiền. Tới 7 giờ sáng mình thức dậy làm gì? Mình chà răng, tắm rửa, thay đồ,
người ra làm cơm, làm đồ ăn sáng cho con, cho chồng. Cũng đúng hết. Rồi xong cái mình bắt đầu đi mặc đồ, xách bóp, đi làm. Mình xách bóp đi làm, trước khi xách bóp đi làm, mình vô mình đốt nhang trong bàn thờ. Mỗi ngày mấy con ra khỏi nhà phải đốt nhang bàn thờ. Mình vô đốt nhang bàn thờ cha mẹ với Phật. Trên bàn thờ có mấy cái ly, có cái nước. Mấy con khấn, lấy tay bỏ vô cái ly, búng cho mặt mấy cái. Thì nước đó đã là quá phép rồi, để cho một ngày mới của mình. Rồi bắt đầu chồng con mình ăn sáng, mình xuống xe, mình lái đi làm. Rồi sau đó tới 9 giờ mình làm gì, mình gặp sếp mình, sếp mình nói gì. Tức là mình nhớ từng chi tiết của cái ngày hôm qua. Nhớ dài dài cho tới 9-10 giờ, nhớ đến khi mà nó không, nó đi một cái circle lại cho tới lúc mình đang ngồi thiền của 24 cái ngày hôm sau là cũng đúng 5 giờ, đúng không? Nhưng mà thường thường á, thời gian đầu thì mấy con sẽ đi đúng một cái circle mỗi tiếng đồng hồ. Thì trong đó dĩ nhiên là con biết cái gì mình làm đúng, mình sai, mình vô hãng, mình khẩu nghiệp, mình chửi lộn, mình ăn gian giờ, mình bấm thẻ, mình chạy lăng tăng, mình biết hết thì mình sửa lỗi. Mình vừa sửa lỗi mà mình vừa tập cho cái trí nhớ mình nó nhớ dai. Và đồng thời mình tập một con người gọi là thánh thiện. Chứ còn mình không có bỏ phí một cái khoảng thời gian, một phút nào trong cuộc đời nha. Thì cách thụ chị. Nhưng mà thường thường mấy đứa mà ngồi thiền giỏi sau 3 tháng làm y như thụ dạy á, thì chỉ cần 5-7 phút thôi là nó vô định rồi. Nó vô gọi là chỉ á. Chỉ có nghe là muốn nhớ nữa, nhớ không được thì cũng tốt, cái đó là lên lớp. Ok, nhớ được 2 tiếng, còn nhiều xù nó đi. Thì lúc đó mấy con chỉ cần theo dõi hơi thở. Thì khi mà theo kiểu Phật á, là 14 quán niệm hơi thở á, hít vô, cái mình tưởng tượng khói đầy cái bụng. Tại lúc đó mình nhìn bằng tâm tàng á, nó cũng hơi khó đúng không? Tại vì bắt đầu nó vô chỉ, lúc đầu là thiền quán, sau là thiền chỉ. Chỉ có nghĩa là nó sắp sửa nửa nửa định định rồi đó. Thì mình bắt đầu chỉ hơi thở là dễ nhất. Thả ra nhẹ nhẹ, nhưng lúc nào tay cũng bắt ấn, lúc nào cái lưng cũng thẳng để cho mấy cái lưng xa nó thẳng. Tại lưng xa nó thẳng thì cái electron á, cái điện từ á, bắt đầu nó quay rồi đó. Nó quay trong người mình trong vô vụ nè. Và đồng thời khi nó quay vậy nó tẩy những cái dơ, cái trượt ra nữa. Mấy cái unhappy á, không có vui sướng á, bị buồn não rồi đó, ra buồn nè, bệnh nè, depression đều là một cái loại khói đen. Thì lúc mình ngồi thiền á là cái điện á nó quay nó tẩy cái đó ra. Rồi bắt đầu đọc chừng 3-5 lần thôi, 7 lần càng tốt. Án là nghe đỉnh đầu bằng tiếng Việt nghe, không có tu rê ta rê là gì, tiếng nào mấy vị cũng là giống nhau, ở trên trời có một thứ tiếng thôi. Mình đừng có nghĩ mình học tiếng vô ta là mình tu giỏi. Cái đó là cái nghẽ là mà không hay á. Họ muốn show up với người bạn đạo. Thu biết cả hai thứ đó. Tiếng Phạn, tiếng gì thu biết hết. Nhưng mà thu dạy về tiếng Việt thôi. Để chi? Để người kế bên người ta nghe, người ta hiểu, người ta bắt chước. Phật trời tiếng Tây Tạng, tiếng Phạn gì mà không biết, tiếng nào mà không linh. Nếu không gì chữ ai với đà Phật gắn cái mẹ hiện về. Thu nói chuyện mẹ bằng tiếng Việt không đó. Có bao giờ thu nói chuyện bằng tiếng Tây Tạng đâu. Nhiều lúc thu ngồi, mười mấy năm trước mà. Mẹ ơi, cho con thấy mẹ lần đi rồi con vẽ chân dung mẹ chứ con nhớ mẹ quá. Cái mẹ cười mình được, con vẽ chân dung mẹ. Thì từ đó là mới ra hai cái hình này cha mẹ. Nhân loại được cái phước là nhờ vô phụ rất là thương cha thương mẹ, mình mới có cái chân dung cha mẹ thiệt. Chứ không thôi tới ngày hôm nay đó con thờ Phật mẫu mà tượng đen đen á, mắt một mí, không có, mẹ mình đẹp vậy đó. Hai mấy tuổi rồi, nhìn trong cái ấy. Trở lại một chuyện thiền này đi, hơn chút nói khác. Thì cứ án là nghe đến đầu. Chiếc, bữa hôm thường nói lộn clip kia. Chiếc là bên trái. Lệ là mắt bên phải. Chủ là cái miệng. Cái miệng làm chủ. Chủ đủ thứ, chủ nghiệp, chủ tội, chủ phước, chủ đức là cái miệng. Án, chiếc lợi, chủ. Lệ là cái cổ. Nghe đây. Chuẩn là cái tay, cánh tay này. Chuẩn án chiếc là chủ lợi. Chuẩn đế. Xó là cái lòng bàn chân, cái nhiệt điểm lòng chân bên trái. Ha, chân phải.
Đúng như vậy, nhưng mà khi mà cái đầu của mình á, mà lô khê, tức là điều chỉnh mỗi cái chữ nó đúng ở chỗ nào á, thì mỗi một ngày mình làm như vậy á, thì thần thông chỗ đó nó hiện ra. Thì một cái loại thần thông của ngũ bộ chú rất là cao siêu. Lời thù nói trên này mấy con có thể đi kiểm chứng với những vị hòa thượng lớn, họ sẽ giải thích thêm là không, trên đời này mấy con ra đường làm ăn không ai dám nói láo, và không ai dám ghẹt. Đi giữa rừng núi độc ban đêm cũng không có có sợ bất cứ cái gì hết. Cái tâm của mình vững lên, mạnh lên, không có sợ cường quyền. Con hiểu chưa? Thì mình luyện án, án là đỉnh đầu. Thì khi mình luyện nhiều ngày như vậy, cái này nó phát quang rồi. Nó phát quang một chỗ, một mắt tự nhiên sáng giống như là mắt thần vậy đó. Án chiếc lợi, chủ lợi, chuẩn. Chuẩn là cái miệng làm chủ, là chuẩn, chuẩn đời. Rồi xó hà. Thì xó hà là hai chân nó đá, thì là ai mà dám tấn công con được. Rất là quan trọng. Thì khi mình luyện cái đó, cái này xưa không có dạy ai, hôm nay thụ dạy trên mạng. Rồi nếu mà đứa nào mà biết bắt ấn của mẹ là ấn này, ấn chuẩn đời, thì càng tốt. Còn nếu không thì bắt ấn tam muội là dễ nhất, tam muội cũng được. Thì mấy con không có gì phải lo hết. Còn nếu mà cái này là tâm ấn thụ truyền cho thế giới và hậu thế, là từ thiên tử truyền ra, đó là khi mà mình ngồi mình đọc như vậy một hồi, cái mình đọc không được án chức là chủ lời chủ đề nữa nữa, thì cứ thả lỏng hết, mình đọc 7 lần là đủ rồi, tâm nó không có loạn. Mình thả, mình chỉ theo dõi hay thở thôi, nhưng lúc nào cũng để đứng lưng. Thì đứa nào mà ngồi hơn được 1 tiếng thì giỏi, thường thù ngồi 3 tiếng luôn. Nhưng mà bây giờ thù chỉ để trên 5 giờ tới 6 giờ thôi. Tại vì thường thù đúng 5 giờ thù thức, chà răng rửa mặt xong chải tóc rồi vô ngồi thiền. Thì đúng 1 tiếng đồng hồ. Rồi xong lúc đó đứa nào không có đi làm thì nằm lại chút 15-20 phút. Cho nó bớt mệt á, mỏi má á. Rồi xong mặc đồ đi làm luôn. Có không là tiện nhất. Tức là mình phải có cái kiếm, cái kiếm trong cái người của mình nó quan trọng, gọi là kiếm thần đó. Thì mình phải có cái đó, mình phải mạnh lên mình chém. Thí dụ mình làm gặp cái chuyện lớn mà mình không muốn suy nghĩ nữa, mình chém nó qua bên rồi mình xong. Chuyện nhỏ thì mình để ngày mai, nhưng mà tùy theo trường hợp. Đối với hồ trên đời này chẳng có gì gọi là chuyện lớn, cũng chẳng có gì gọi là chuyện nhỏ. Tại vì hồ là 6 con số 0, không danh, không sắc, không tài, không thực, không thì. Chứ hồ còn ham muốn cái gì? Những gia đình hay là hàng đệ tử, hay là tất cả những nhân viên trong hãng, chứ hồ không cần tiền nữa. Chứ hồ có tiền cũng cho ra hết, con cũng thấy. Có ai lấy cái gì mà để uy hiếp được sư phụ? Suy nghĩ đi. Hồi xưa sư phụ không bao giờ muốn nhận đệ tử. Nếu mà từ đầu, ngày đầu mà lập núi này, năm 2014, mà sư phụ ham nhận đệ tử, bây giờ sư phụ có cả khủng khiếp luôn. Nó về đây không có chỗ đứng đó. Sư phụ nhất định là không nhận. Cả ông Thiên Ánh lên đây 3 năm, nằm thở dài dài cũng không nhận. Hỏi những đứa đây. Sau này mẹ nói, con phải nhận một mớ để khi về nước. Nơi này là nơi thao trường của con, là cái móng thôi. Nước Việt mới là chính, núi Cấm mới là chính. Thì cũng phải có người để bảo quản. Là vì nơi này cái hàng tỷ người trong tương lai sẽ về đây. Tại vì đây là những cái dấu chân phụ đầy cái dãy núi này hết. Không có chỗ nào thiếu dấu chân. Thì từ đó mẹ mới ra lệnh kêu phụ nhận. Rồi mẹ nói ở Houston, cũng là con của mẹ, bị bùa bị ngải bên đó, nó vô minh lắm, con vào bệnh cứu tụi nó. Thì từ đó thù mới chuyển hướng vô Houston. Thì bây giờ Houston có một đống đệ tử. Chứ còn ngoài ra thù không có ham đi về Houston, hay cũng ham nhận đệ tử gì. Còn hôm nay những đứa đệ tử nào thương vô phụ, những đứa đó là những vị Bồ Tát, Bồ Tát nhí, đi song song với sư phụ. Còn những đứa nào không hiểu thì gán học thêm. Sư phụ không có cần gì thế gian hết. Đừng có nó nghĩ là sư phụ cần đệ tử.
Chúa cần nó là cần đưa từ đứa về trời thôi, chứ không phải là cần làm cái gì hết. Cái thế gian này có gì đâu mà Chúa cần, suy gắng suy nghĩ dùm đi. Có nhiều thứ thôi mà cũng không có tìm hiểu ra được. Cả mỗi công ty, cái tỷ bạc Chúa không cần. Cả cái dãy núi này 500 mẫu, bây giờ cũng 100-200 triệu Chúa cũng đã cho rồi. Chúa chỉ cần mấy con chân thành thôi. Cần mấy con trung thành với cha mẹ. Cần mấy con tu tập, đọc kinh địa mẫu thôi, cần mấy con làm đúng. Ngoài ra Hữu chẳng cần gì bất cứ đứa nào hết. Nhán nhớ lời Hữu nói hôm nay, đã là đệ tử Hữu suốt đời đệ tử, mãi mãi đệ tử. Hữu sẽ đưa tất cả những đệ tử hòa thiên về trời. Nhưng Phật thì xưa không vậy, có bốn đệ tử đi chốn uống rượu Phật cũng phải gán đưa, nhưng mà thằng đệ tử đó Phật nói à, lấy cái miếng vải mà lao cái núi mà cẩm thạch nó mà bằng á thì Phật mới đưa được. Thì có đứa đi về liền, có đứa phải lao cái núi đó. Mà cái núi nó lao chắc không cần mấy tỷ năm. Cũng về nhưng mà lâu lắm. Muốn lẹ, muốn chậm là tùy. Có đứa đệ tử mà bốn người một chỗ uống rượu á, thằng đó khôn á. Con phạm giới, con xin lỗi sư phụ. Thằng đó thằng này được về liền. Còn bốn kia trời ơi xỉn mà còn nói con đúng mà nói tôi thế tôi không sai, thứ ông xài thứ ông ấy mới thấy con xài. Chuyện Bồ Tát làm chúng sanh không bao giờ hiểu nổi, chuyện của trời Phật làm nhân loại không bao giờ ngờ được. Cho nên cái lòng tin nó rất là quan trọng. Lòng tin là tuyệt đối trong tất cả đời này sang đời nọ. Tất cả các tôn giáo rất là cần cái lòng tin. Nếu không có lòng tin khó mà thành Phật lắm. Trên đời này có ai thấy được Thượng Đế không? Sư phụ là con của cha, sư phụ thấy hàng ngày, thấy thường xuyên. Cha dạy sư phụ là quá trời. Cha có cần phải nói với các con là cha bên cạnh mấy đứa không? Cha chỉ nói một đứa như sư phụ nói lại thôi. Khi nào sư phụ khẩu nghiệp sư phụ lãnh hết tội. Hiểu chưa? Như đạo Phật có nhiều là con không hiểu, có ai bao giờ thấy được mẹ không? Có ai bao giờ tiếp cận được mẹ không? Mẹ hàng tuần sư phụ vấn an, sư phụ làm trà, mẹ cầm lấy trà mẹ uống, mẹ dạy sư phụ từ câu từ chữ, rồi mẹ dùng mẹ kêu sư phụ nhắn tin lại, cha kêu sư phụ nhắn lại cho con. Như vậy là quá dư thừa cái phước của những đứa hội thiên ở gần đây rồi, còn muốn gì nữa? Có công nhận không? Mình sống chung với thần thánh một cách rất là bình thường như vậy mà không có cảm nhận, không biết sợ nữa, không có hiểu nữa thì biết chừng nào người ở ngoài kia nước Việt Nam cả 100 triệu người đâu có đủ đại phước như mấy đứa ở gần núi này đâu. Có công nhận không? Cái núi mình như vậy mà lại không có biết tôn trọng, không có biết tu tập thì con nghĩ như thế nào? Thôi con cầm cái vải con lao cái núi cho nó thẳng đi rồi phải thành Phật nè. Hình ảnh cái gì cũng nhân chứng vật chứng, nhưng mà mấy con không có chịu tu nữa thì không biết xù với nó làm sao luôn á. Có hiểu chưa? Chứ giờ tụi nó thân mình quá, nó chấp tướng. Bây giờ phải làm sao giờ cũng chả hiểu luôn á. Dù có 7 dòng hòa quang dù nó rồi, dù chỉnh bệnh được, đưa mấy con về trời được. Dạy mấy con tới ngày hôm nay, truyền đạt những lời của mấy chi vị cần mới truyền đạt. Thì là còn gì nữa nói nữa. Hồi xưa Đức Thầy cũng bị người ta coi thường như vậy. Bởi vì lúc thầy sư tổ ông buồn, ông nói là lo âm tự đường đi chưa tới, nên giữa đường kẻ rẽ người thính ấy. Thôi ta để mặc tình, mặc ai chế nhạo, chuyện mình lo. Cái hộ là trứng rồng chưa có nở rồi mấy con không bao giờ gặp được. Tại vì lúc đó cái hàng mà bảo vệ hộ nó dày bịch mấy con. Hôm nay trứng rồng chưa có nở thì để mặc sức cho đứa đệ tử này đá lăn qua, đứa kia đá lăn lại. Đá đi con, đá cho vui quá, như đá banh vậy. Nếu mà không có cuộc sắp xếp của thời hạ hạ quân, nếu mà không có những ngày tận thế đau khổ, kinh tế bệnh dịch, thiên tai địa chấn, đủ thứ xảy ra như ngày hôm nay, thì đã được thất cái hàng nghìn năm. Nếu không, thời đó, ông Lưu Bá Ôn, ông đâu có nói những cái lời đó. Thời xưa, ông
Notre Dame ấy, ông cũng có nói. Rồi đến sau này, người gần nhất là ông Trạng Trình ở ngoài Bắc. Ông cũng nói những lời tiên tri. Biển đông gian dạng dặm gian tay dữ. Đó, coi lại đi. Hồi xưa làm gì ông biết cái biển đông có sóng gió đâu mà ông kêu mình. Rồi làm sao mà ông biết là nước Việt Nam sau này có một thiên tử sẽ xuất hiện ở những vùng đồng bằng sông Cửu Long, tức là Bảo Giang thiên tử xuất. Sao ông nói là Bảo Giang bí thư xuất đi, hay là tổng thống xuất đi, đệ tam tổng thống xuất, mà ông nói Bảo Giang thiên tử xuất. Nhìn lại những lời tiền nhân nói đi, chẳng qua là cộng sản nó bưng bít những cái lời của chư thần chư thánh nói để mà nó bịt mắt bịt mũi, để mà nó kéo dài cái chế độ. Trong tương lai tất cả hội thiên chúng ta luôn, cả anh Bắc và những người anh Bắc dạy và cả sư phụ các con luôn, sẽ có những cái cuồng phim mà cộng sản nó đem ra, nó làm cuồng phim dài, nó chế nhiễu để nó đánh sập cái núi Thiên Long Sơn. Mà con nghĩ ngày nó mà xuất hiện cái cuồng phim đó, sư phụ biết lâu lắm rồi, phụ cố tình cho nó luôn, hỉ mũi cũng cho nó quay luôn. Chỉ có những để mà cho dân chúng biết được cộng sản nó đã triệt hạ cho phụ từ mười mấy năm nay, đến lúc mà nó xuất ra cuốn phim đó là cái ngày tàn của nó, nó không còn cái chiêu gì để mà nó sử dụng nữa. Các con phải bình tĩnh, 100 triệu dân phải gán, là cái ngày đó là ngày gọi là không còn cái gì để mà gọi là xả nghiệp luôn á. Con nên nhớ lên mạng 5 năm trời mang thân phàm như sư phụ, cái gì cũng nói, cái gì cũng kể cho con nghe, phải có chúng có chặt đúng không? Bình thường ca cũng vậy thôi, đâu biết ca, nhưng mà cái tiếng ca cũng là cái điển thanh, cũng độ được mấy người say xỉn. Nhưng mà khi mà họ chế diễu thì cái gì họ cũng ghép thành một cuồng phim, rồi họ tô son rồi bỏ photoshop rồi vô thì là chế diễu. Thì ngày đó, đó là ngày tàn của đảng cộng sản, của cái án, thì họ hết chiêu rồi. Vì cán bộ đã nằm sát cạnh hộ hàng 5 năm nay, nhiều lắm, nhiều cán bộ đã được huấn luyện rất là giỏi. Nhưng mà những cán bộ này họ chỉ có mục đích duy nhất, đó là thu nhặt tin tức, chứ không có phải là phá hoại. Nhưng mà đến lúc cuối thì có những lúc mà họ không đạt được những gì họ muốn thì họ thành ra phá hoại thôi. Nên nhớ, lấy ân báo oán. Mấy vị nói sau này khi mà họ về nước nắm chính quyền thì phải lấy ăn bó quán, lập đời nhà Trần, hội Diên Hồng, tất cả những anh tài thiên Việt gọi là hội anh tài, cũng là hội Long Hoa, những đứa có bằng đại học, những đứa có khả năng đứng ra để mà làm một nước Việt mới, tất cả đều là công bằng hết, không có tính sổ cũ. Nhưng mà sổ cũ những cái thành phần gọi là Kinh Đức Thầy cũng có nói chớ nông nại sân si hư Việt, phải để thời vô kiệt hồi quý, xử phân những đứa vô nghì. Cái câu đó, cái mỗi lần cái thụ nói với cha thì cha nói con lấy tâm từ bi, con là thiên nhãn thì cặp mắt của con nhìn thấy những chuyện xa. Có mấy lần mỗi lần nói chuyện cha nói vậy không, thì cha nói là con ở trên trời là thiên nhãn, tức là cái đầu của thụ ghê lắm, nhìn xa không à, nhìn cả hàng nghìn năm sau. Thì những gì Phật dạy cho phụ là từ bi, phụ dạy mấy con là từ bi về trời. Nhưng mà bên mấy ông hùng thì ông núi, mấy ông thần á, ngày Trận Đạo, mấy ông Trực, những cái gì mà thần đồ á, của cái quả đi cầu mình á, thì mấy dạy nói con từ bi thì quá, nhưng mà không có thể ai cũng từ bi hết, là vì có những nước nó rất là vô nghì. Thì lúc đó mình mới biết, chứ không biết ai là vô nghì. Khi mà mọi chuyện đã rõ ràng rồi á, nhưng mình mới biết, mình quen lâu rồi đó, thì lúc đó mới biết được là ai là vô nghì, ai là không vô nghì. Mà hôm nay cái bài học hồi thiên mới con từng thôi, mà chú thấy cũng có nhiều đứa xuống trần không phải dễ, mà làm được việc á, những cái tiên cơ, những tiên tri, mấy vị đều dìu dắt chúng ta đi. Nhưng mà sư phụ nói để cho mọi người thay đổi cái tâm của mỗi cá nhân, chúng ta phải thay đổi thì mới đạt được những gì chúng ta muốn là về trời.
Nhưng còn có những người, người ta không có cần gì trời. Người ta nghĩ ở dưới này người ta có cái tiệm nail là người ta sống vui vui vậy là đủ rồi. Người ta không có nghĩ xa hơn cái đó. Thì cái đó là cái gì? Cái đó cũng gồm thuộc về dạng vô nghị, đúng không? Tại vì không có cầu tiến. Có người có mình ngoài ra muốn làm tỷ phú như Bill Gates hay là Elon Musk hay là Facebook. Nhưng mà chúng ta có thần hồn, chúng ta không muốn tái sanh. Nó đâu phải hên mà nó đầu thai thành Bill Gates nữa. Kiếp sau đầu thai làm cái gì không biết không? Là con chim bị nhốt trong cái gây á, trong cổng á. Nó là con chim. Tại nó kiếp này á, nó là chết bao Covid á. Không phải kiếp nào mình cũng giàu sang. Bây giờ một giàu sang một đời này, nó chỉ là con số thôi. Kiếp sau chưa chắc người ta xài tiền đô la nữa đó. Bây giờ cho nó để lại, ok, tiếp sau tôi tái sanh. Thành ra Bill Gates thứ hai tôi xài tiền của tôi nữa được không? Giờ chỗ nó làm bao nhiêu di chúc để nhà băng Thụy Điển nó cũng chẳng xài được. Đây nó không có dấu tay giống như cũ, ta đâu chứng minh nó là Bill Gates cũ đâu. Con có hiểu chưa? Sư phụ làm được á. Biết cách nào? Sư phụ tạo ra Thiên Long Sơn, nó nằm trịch ình ở đây. Kiếp sau sư phụ có trở về hoặc là sư phụ thành Phật, là thiên tử sư phụ trên trời xuống. Ồ, núi này của tôi hồi xưa tôi đổi xi măng tôi có quyền đi bộ. Bill Gates bước vô đây bị ông Sơn Thần đuổi liền. Hey, núi này đâu phải của mày. Mày đi mày đâu để lại cái núi đâu. Đúng không? Con suy nghĩ đi. Sư phụ làm được, tụi nó làm có được. Có ai bây giờ nghĩ được lời sư phụ nói cách đây năm 2018, hôm nay gần 5 tháng 5 sau, chiến tranh khởi phát xuất từ Trung Đông, rồi nó lan rộng ra châu, lời còn y nguyên đó. Trên đời này không có ai nói được là nước Mỹ sắp bị chia đôi, ông Trump phải bước xuống nhưng mà vẫn còn giữ thế lực. Và đồng thời ông Trump trở về tòa Bạch Ốc. Bây giờ cũng chúng ngay bóc. Mà trong khi ông bị thua gần 200 vụ kiện trên đời này chưa bao giờ có chuyện ngẫu nhiên đó. Thì sư phụ cũng nói chúng đúng không? Coi đi. Nhưng mà nói cái thằng cộng sản vô minh á, nó không có hiểu là tại sao hồi đó anh nói ông Trump trúng, bây giờ ông Trump rất. Tao nói ổng trúng, nhưng mà ổng được trúng lòng dân cả thế giới. Con có hiểu không? Nhưng mà khi mà họ xuyên tạc, họ cứ giữ nói. Bây giờ lúc mà thời gian mà Biden nâng cấp lá phiếu, ông Trump cũng được cả quốc hội và cả khối cộng hòa và cả thế giới ủng hộ ổng. Ổng vẫn đứng ở sau lưng, vẫn nắm quyền lực. Con coi kỹ lời trong cái chính trị 4 năm ở Mỹ đi. Nhưng mà hôm nay ông quay trở lời tòa Bạch Ốc. Rồi chuyện Covid lên, Covid xuống, nước Việt đúng ra chết hàng thứ nhì thế giới. Chứ không phải sinh. Bây giờ nó con mà ông sinh ở nước Việt chết như rạ. Mà hôm nay nước Việt chết ít xịu. Rồi cái họ nói sư phụ nói chặt. Mỗi lần mình sinh được á, thì họ nói mình nói chặt. Có thích tức cười không? À, cởi nó, cái đó mà mình không có prove, mình không nói. Thì dân nhân như nghe nó sắp sửa lấy Ukraine. Lúc trước khi nó đánh Ukraine, sư phụ nói thằng Nga sẽ thua, ai cũng cười. Thằng Nga nó bự như con voi, Ukraine như con chuột, mà nói Nga thua. Coi lại mấy clip nó có ngày có giờ, cuối cùng hiện giờ có thấy Nga thua không? Ai năm mấy đánh trả tới đầu điều tàn. Rồi cái lúc mà nó một đoàn xe tặng của nó vô thành Kiev, sư phụ cũng xin. Rồi nó làm tự nhiên có bảo tiết đó. Chỉ còn một thứ nữa, đó là Biển Đông dậy sóng là xong. Không có ai mà dám lên đây nói là sư phụ là ảo. Không có gì dẫn chơi mà lên trên mấy cái này nói cái là cả thế giới. Chỉ có những người người ta cái tâm hờ hợt á, người ta cứ chạy theo cộng hành cộng tỏi mỗi ngày, người ta không có biết chuyện gì xung quanh. Nó cũng y như con gà chạy trong cái chuồng gà vậy đó. Con gà nó cũng chẳng có biết ngày nào chủ của nó bắt nó ra để lột lông đó. Thì chúng sanh Việt Nam bây giờ nó y chang vậy đó. Họ cũng chẳng biết ngày nào họ cũng giống như con gà đó. Họ không bao giờ, họ chỉ ngồi phân tách thôi, cũng quản quản hồn. Bởi vì Đức Thầy có nói một người chỉ cần nghe một câu thuận là giật mình. Cái bài mà nghe anh nói chuyện giảng đơn, lúc nào có bài đó đọc đó. Những giây phút này là giây phút cận kề của sự tử sanh, của để mà vượt qua mỗi thời kỳ khó khăn trong 7 năm lận đận lao ra của quả địa cầu. Ngày xưa cũng vậy, sư tổ là Hòa Thượng Thế Công, ngài hạ phàm, ngài cũng mang thân người, cũng mặc áo rách rưới, cũng sáng sỉnh chiều say cặm gà nhai nhai, cho nên bị cả một cái tăng chúng khinh bỉ coi thường Hòa Thượng. Mà Bồ Tát mà lại coi thường, mà ăn bồ câu, mà con bồ câu bị ông thợ nhà bếp
giống như ăn dụng cái cánh trước vậy đó. Thì tới phiên ông ăn thì ông độ nó đâu có thành Phật được. Cái nào mà vô miệng Bồ Tát thì con đó là thành Phật siêu phải không? Còn vô miệng chúng sanh thì nó thành ra cái nghĩa địa của bao tử. Hai cái khác nhau, miệng Bồ Tát ăn khác. Vậy mà Hòa Thượng Thế Công cứ bị người ta xỉa xói, cuối cùng Ngài cũng bỏ tay với cái thế gian này. Ở Đức Thầy mình cũng vậy. Thưa Đức Thầy, người ta cũng khi dễ chứ. Từ đi vòng vòng Sài Gòn, cứ nói Ngài là dạng gì đó. Sư Phật Thích Ca cũng vậy, ngoại đạo cũng thảy gai cho đạp chơi vậy. Rồi thuyết pháp thì không ai nghe, thì đệ tử phải đi thuyết pháp giùm thì người ta nghe. Rồi đến cả cái làng không có cho Phật miếng cơm nữa, Phật phải đói, phải ăn đồ ăn của ngựa đó. Cho nên Phật cũng rất là khổ với chúng sanh. Chứ Phật muốn sống nhiêu tuổi với mình mà không được. Rồi thời Chúa Giê-xu cũng vậy. Thời Chúa Giê-xu còn khổ hơn. Cái đêm cuối cùng mà Chúa từ biệt đệ tử đó, cũng giống như là gần đây sư phụ có những lời nói để mà sắp sửa mà gửi mấy con á, để qua sàng lọc của núi mình á, phụ cũng nói khéo khéo trước mà tự mấy đứa không để ý. Hồi nay nó hơi khó là vì lúc trước mẹ có nói chúng sanh á, là cái này sư phụ có nói, nó là hồi xưa sư tổ là Hòa Thượng Tiên Hóa, ông mới nói ở vào tương lai, lúc đó chưa có iPhone nha, chưa có iPad, trong tương lai nhân loại á là cái này là chất độc của thế gian á, cái điện thoại là chất độc thế gian. Bây giờ mấy con thấy chàng không, con nít á, hổ mít đi chỗ nào vui chỗ nào không biết, mà cái chụp iPad không, trong khi á, mình phải tốn tiền dẫn đi kêu xuống biển hay là cái gì á, nó chơi chút xíu có lợi rồi lội rồi cũng chụp cái iPad, nó không chất độc là cái gì. Giống như ghiền còn hơn ghiền scare đó, mấy đứa nít á, những cái lời Phật nói là y chang. Bởi vì cái này mà những năm trước mấy vị nói thời nay thù lập đạo khó hơn 2000 năm về trước. 2000 năm về trước nó không có đạo, thù chỉ đi từ nhóm từ làng này qua làng nọ, kiểu mà thời ngày xưa mà hiền lành hiền quẹo trái quẹo phải tới đi lui vậy mà người ta nghe từ từ ta làm theo. Hôm nay có cái đạo gần mấy tỷ người thế giới là đạo Công giáo. Còn thời nay nó có quá trời đạo, cả trăm cả ngàn cái đạo ngoại, rồi thêm cái này nữa, rồi tâm con người nghi kỵ đủ hết. Trong đạo Phật 2000 mấy năm nay cả cùng môn phái, cùng thầy, cùng chùa vậy mà cũng chống đối với nhau. Chỉ lấy bát ấn rồi ngồi thiền. Cách thức cửa chùa ngồi thiền rất là đơn giản, ngồi bất cứ ở đâu, ngồi trong xe, ngồi kiểu nào cũng được, kiết già bán già, ngồi ghế cũng được. Thì mình ngồi lên vậy, lấy tâm tin mình là mắt thứ ba, nhìn lỗ mũi, nhìn miệng, nhìn cái rúng, nhớ và tập trung. Tại vì phải có một động tác thì nó mới quên hết những cái suy nghĩ vẩn vơ, phải không? Tạp, gọi là tạp niệm đó. Nó, thì lúc đầu nó hơi khó nhưng từ từ quen. Rồi sau đó 15 phút đầu thì mình quán chiếu lại. Quán chiếu tức là suy nghĩ những cái chuyện xung quanh mình đang xảy ra. Sau 15 phút nó hết cái đó rồi, tự động nó sẽ vô hơi định. Nó gọi là đó là 15 phút đầu là thiền quán, sau đó là thiền chỉ. Thì lúc đó mình muốn suy nghĩ cũng không được, thì mình chỉ theo dõi hơi thở, có lưỡi cuốn lên để cho nước miếng đừng có nhiễu. Rồi đọc thần chú. Án là mình tưởng tượng ngay cái đầu, đỉnh đầu, án. Chiết là mắt phải. Lợi, chủ. Lợi, chuẩn, đề. Xó ha dưới lòng bàn chân. Khi mấy con cứ tập như vậy đi, nó là một công phu siêu á. Khi con ngày nào mình cũng quán chiếu, mình tập như vậy, nhớ án, chiết, lợi, chủ, lợi, chuẩn, đề, xó ha, thì những cái thần thông nó mỗi một ngày nó sẽ hiện lên cơ thể mình. Đi đâu á, trong cõi vô hình á, ma quỷ này, thiên ma, nó khi nó nhìn thấy á, là người nó sẽ phát quang lên á. Tại vì cái đó nó cũng giống như con bỏ một cái cây, con trồng lên cây thần thông á, là không có ai tấn công được con hết, cái gọi là siêu á. Nhưng mà mấy con có học hay không, hay học cái khác thì đó, thì cứ như vậy là không có bị đi sai đường gì hết.
mẹ đâu nghe tin tức gì đâu. Đi nguyên tuần không nghe tin tức, nghe lại cái đài của ông Trần Nhật Phong. Ngày 8 tây tháng 4 mới sáng nè. Cái ảnh để tin tức y như cái bài của công chúa Liễu Hạnh cho mình năm 1938 tại đền Ngọc Sơn Hà Nội. Cơ trời mà hôm nay đi là chúng, biển Đông bây giờ dậy sóng, thế giới cũng dậy sóng. Sư phụ khắp Việt Nam, phải không? Đệ tử họ Thiên bị tra khảo, không? Sư phụ bị tra tấn hai gái lại. Ở trên trời mấy vị trên kia cũng politics như mình thế gian vậy đó. Trên kia cũng có chuyện, trên kia dưới đất cũng có chuyện dưới đất. Tại con sư phụ không có dám giải thích này nhiều, mấy con sẽ confuse. Tháng 3 vào Điết Thanh Minh, cõi âm giáp mở, phong linh ba màn, khuynh thiên đột giáp tràn phan, đông vô hải hội trời ban phong thần. Là sắp sửa có phong thần. Bắc Hàn lục quốc phân tranh, tranh phân, Bắc Hàn lục quốc tranh phân, kiêu binh sĩ bại, nam phần định phong, sở nhà bà đội đi vòng, tàu chìm gì đảo ngã lòng ra đi. Hôm nay Trung Cộng á, nghinh chiến, bỏ tàu chiếm đồ đầy ở ngoài đó. Thứ tư, mốt thứ tư á, thì Philippines với tất cả các nước Âu Châu họp ở New York á, để quyết định á, bất phân thắng bại. Phụ nói mà từ đây tới mùa hè mà coi là mấy clip cũ ấy. Lưỡi bò cắt ngắn tư duy, lần này là lưỡi bò sẽ bị cắt bởi cái cuộc họp ngày mốt giữa Philippines rồi Đài Loan với những cái nước Á Châu với Nhật Bản với Mỹ. Lưỡi bò cắt ngắn tư duy, đảo chìm tàu lặn không gì thở than, Bắc Phương không thể dễ dàng. Cái tàu sợ lại đánh Tràn An ai nhà. Nước tàu nó sợ chiến tranh lắm, nhưng mà nó không đánh không được. Cơ trời đi rất là hay. Cái gì mà loài người mình nghĩ là sẽ không xảy ra, nó sẽ xảy ra. Nghĩ là sẽ xảy ra, sẽ không xảy ra. Tại vì nó đánh thì là tự nhiên chia 5 sẽ 7, làm sao đánh thắng Mỹ được. Sư phụ đã nói rồi, mấy vị nói vũ khí của nghe là hồi xưa chỉ hù dọa người ta thôi mà nó còn bán được khắp thế giới. Mà nó chỉ là đồ mũ. Còn Trung Cộng là đồ vàng mã, đồ giấy, sao đánh. Trời ơi, một chiếc F-16 của Mỹ mà lên thôi là nó tiêu diệt được một đống J-20, J-35 của tàu rồi. Mấy computer đâu phải là dễ ăn cắp được 80-90% thôi, một chỉ cần 1% bộ phận điện tử mà nó không có làm đúng, nó cũng đi xong rồi. Cho nên lần này là xong, chia 5 sẽ 7. Không đánh sao thầy cho mình về Việt Nam, hoặc nghĩ thử. Không đánh bao nhiêu năm nay cho phụ nói chất quốc hay sao? Người Đức Thầy nói mấy trăm năm cũng chất quốc sao? Ông Thư Bối Đồ cũng tuột lút sao? Ông Nọt Trò Mết cũng dục rác luôn sao? Bà Venda Ga nữa, Lưu Bảo Ôm nữa, bao nhiêu nhà tiên tri mà. Là 100 năm, đó là lần từng rồi mình cha nói là họ Thiên phải vững lòng tin với cha là vậy lúc này. Nhưng mà cũng nhờ vậy sư phụ mới biết được một số đại tử không có vững lòng tin. Thôi để hẹn cho đi dài dòng nữa không. Bể thua biển đảo Hoàng Sa, kỳ này là mình lấy là Hoàng Sa nè. Giận lây đập sập Bắc Hà Đế Kinh. Cách đây 3 tháng mấy vị nói nước Việt Nam có một cái nghiệp rất là lớn. Thụ cú không nổi, thụ nói 5 năm nay họ cũng không tin. Làm sao mà tin được, ở xa sao tin. Sau cái trận này á, thằng Lộc mà thôi đâu quan mình cách đây vài tháng gần đây đó, mấy con đã nhìn thấy rõ rồi đó, mấy con có phước đó, những lòng tin đó. Mình phải thương những cái đứa phỉ báng mình, chửi mình, thương chồng mình, thương con mình, thương má mình, chửi mình. Tại vì họ sao họ không có cảm nhận, không có hiểu được, họ không có điển thanh gần như bộ, không có điển thanh núi Thiên Long Sơn, họ cũng chẳng có hiểu gì hết, thì làm sao mà họ có lòng tin. Con người ta ai cũng có cái ngã đó. Nhưng mà chúng sanh đâu phải dễ làm được thì mới gọi là tu. Nếu không mà nó trên trời bay đi chơi vòng vòng thoải mái mắc mớ rồi xuống đây lặn hụp cõi ta bà vất vả khổ não nề này đâu. Để mình đọc xong bài này với mọi người là phải chuẩn bị. Nam phần nam lại đổi mình, không theo sự sắp vong linh ai người. Nước Nam từ đó thay trời. Nước Việt Nam mình sau khi trận đánh là nước Việt Nam sẽ thành cường quốc. Nước Nam từ đó thay trời, mở ra thế ém,
của thời xưa tiên, tức là trở về thời phong thần đó, có vua rồi có tiên, có Phật hạ phàm, Đức Thầy xuất hiện, sư phụ được về nước, cái hội thiên sẽ theo phò Đức Thầy là hội Long Hoa ấy sư phụ. Hôm qua hỏi anh Tài, hỏi Thiên Việt không biết không? Nên đâu phải là gì đâu, cái danh từ thôi mà. Nhưng mà thương cho ấn miếng đảo điên, hành binh phát mã, giáp biên trợ thùy. Thương bà ấn lại ra đi, bởi vì Tây Tạng mất đi núi đồi, đất bằng thành biển cả rồi. Con thấy bây giờ trưa nay 11 giờ nhật thực, gần đây trên thế giới biết bao nhiêu chuyện thay đổi. Có những nước đen lên màu đen nữa, rồi cá rồi chim đồ nó vô bờ quá trời. Trong mấy tuần nay con thấy khủng khiếp không? Rồi nước Việt Nam mình con cũng thấy đó, là năm sáu mặt trời, Mã Lai rồi vân vân, nhiều lắm, mình sư phụ không có nhớ hết kể đây bao nhiêu thôi. Vậy mà chúng sanh cũng không có chịu hiểu sư phụ nói gì nữa, cũng rất là buồn á. Xuống trần không phải dễ dạy dỗ đâu, tại họ chấp tướng, chấp thân người á. Sư phụ đã nói thật rõ hết, sư phụ không phải là người mà. Sư phụ chỉ có từ bi thôi, rồi thương đệ tử. Sư phụ thấy nội bộ cả năm nay rồi, thấy rõ hết, rõ như bàn tay vậy đó. Nhưng mà muốn chỉnh đốn á, mà để, thì ngay cái quan trọng mình chưa tới, mà mình đi chỉnh đốn thì nó lại hơi không có đúng lúc, con hiểu không? Lúc như lâm trận không có chảnh tướng, những cái binh pháp sư phụ nắm hết mà. Tử ngũ tử tư là thụ nắm trong tay, mà binh thư tôn tẩn là cũng nắm trong tay luôn, gia các lượng luôn, thụ học nhiều lắm. Nhưng mà tùy theo thời, tùy theo lúc, rồi đến lúc đó, thì mình cũng phải làm đó. Mà làm phải làm cho sạch rễ con biết không, chứ đừng có tưởng thụ không biết gì. Đất bằng thành biển cả rồi, Trung Đông thần sống nó lo nhà Tào, ngã ba tam giác nước keo, không còn biên giới ngã nhào tứ phương. Nước cao là nước cao ly á, Bắc Hàn là đang nói câu này. Cho nên cái bài này nó trúng từng câu từng chữ của cái buổi tuần này á. Mưu đồ bá đạo bá dương, đó là ai mưu đồ? Bây giờ Trung Cộng cả thế giới ai cũng biết mưu đồ bá đạo bá dương. Mẹ nói á, muốn nhuộm cái quả địa cầu này thành máu đỏ, nhưng mà nhuộm không có được. Tại vì con người tính làm sao bằng cha mẹ tính, tại họ vô thần, họ không có biết. Còn các con á, là có biết kính trên nể dưới thì các con á, sau này á, sẽ được lưu danh sử sách. Còn những người á, mà ngày đầu mà đến với sư phụ vì cái gì? Vì sư phụ. Mà hôm nay á, gần sư phụ rồi chấp tướng thì cũng sẽ lưu danh danh sử thế. Tại vì nó là mình là đóng phim thôi, trong phim nó có người này người nọ, có hiểu không? Còn ai chọn dây gì tự chọn đi. Cũng dám nói nhiều này nó sensitive. Còn sư phụ của các con vẫn là everything okay. Con nói 7 ngày sư phụ nói là không có 7 ngày, một ngày bữa nay là xong. Nhà cũng giỏi đó. Không xử gì tôi xử là cái gì nó cũng phải có cái reason. Nếu mà ai đi ngược lại với 12 giới lực, ai đi ngược lại với thiên nhiên, với tự nhiên, với ý của cha thì người đó bị loại bỏ. Mưu đồ bá đạo bá dương, tăng băng động đất, tăng cương nó chìm, hình gà lôi nó đau tim. Nước Trung Cộng hiện giờ cái bản đồ là hình con gà đó, lôi nó đau tim. Bây giờ Tập Nhấn Bình đang đau tim, đánh thì cũng chết, mà không đánh thì cũng không được. Mất đầu bất đích là chìm Đông Kinh, nước ai gọi xuống đầu mình, gà lôi trời sập địa hình phân ba. Nghĩa là nó sẽ vừa có chiến tranh thứ ba, phải không? Hồi xưa giờ sư phụ nói trong 5 năm này chiến tranh thứ ba sẽ xảy ra từ Trung Đông rồi nó lan qua tới Biển Đông. Thì bây giờ cũng thấy nó lan rồi đó không? Hồi xưa sư phụ nói là mọi thứ đi đồng bộ á, cả chúng ta cũng nằm trong cái định luật của vũ trụ của đồng bộ, cũng không? Gen and gen mà. Thật ra giống cái đồng tiền á, cũng là một đồng tiền nhưng mà lật qua lật lại giống y như bàn tay của chúng ta, giống như bộ mặt của chúng ta, lúc thì chúng ta hiền, lúc thì chúng ta dữ. Cho nên chúng ta phải tu, lúc về tâm á, thì thương sư phụ, lúc thì cái tâm á, ghét sư phụ, khó đó. Rồi lúc á, thì thương cha, thương mẹ, thích đọc kinh mẫu, lúc á, thì không thích. Cái tâm chúng ta nó chập chờn nhiều màu, nhiều sắc vậy. Nên sư phụ phải dạy hoài mấy đệ tử á, phải giữ vững lòng tin, phải lên núi và đọc kinh của mẹ thôi.
kinh Địa Thiên Tâm, đứa nào không đọc kinh Thiên Tâm á, là từ từ xa sư phụ là có thiệt á. Những đứa nào mà không lên núi đọc kinh là từ từ nó không có điển thanh á. Chúng ta gần nhau là có cái connection điển thanh. Còn mà những đứa mà nó học khác ngoài cái những gì sư phụ đã chỉ dạy á, không có điển thanh. Mong cầu á, mất tên trên cõi ta bà hư danh, tức là nước nào sẽ không còn cường bất, nó y như nước Nga vậy đó. Ba đạo tranh bá không thành, hồ tan biển bắc đổi canh đổi kỳ. Nhật Hàn nó dạ hả hơi, lúc đó nước Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ đó súng lại với Úc đó, đập cho chú Uẩn nè. À, bà Nam Hàn này đập Bắc Hàn chú Uẩn, rồi Ấn Độ với Úc với Nhật với Nam Hàn đập chú Xì Dầu. Nam Hàn no dạ hả Mỹ thâu lợi phẩm, no nơi phong thần, tức là cuối cùng nước Mỹ sẽ thắng hết. Tại vì trên nói mà thần tự do sẽ lo tất cả mà. Tiên tri mấy vị đã nói rõ hết, chẳng qua là người đời không có hiểu về của núi mình, không có hiểu về những gì sư phụ nói, họ lơ lạ đó. Chứ còn góp lại câu câu từ bài đó, các con đều biết hết. Chuyện gì sắp xảy ra các con làm nhà tiên tri cũng được. Thì từ đó, lúc đó cái đạo Thiên Tâm nó mới hiểu là có con trời thiệt. Hiện giờ mà chỉ có ai biết có con trời ngồi đây đâu, không ai biết đó. Kỳ nhì tái diễn phong vân, thì nhà mình đang kỳ nhì. Ngày xưa Cơ Xương á với Khương Tử Nha, Khương Tử Nha là đức thầy, Cơ Xương là sư phụ, thời đó nó cũng y như vậy, cũng thời ma quỷ, rồi Trụ Dương này mê đắc kỷ phải không, rồi làm loạn làm dân khổ dân đói. Thì từ đó Cơ Xương á mới khai chiến, mới lập lên nhà Châu. Thì hôm nay cũng vậy nè, kỳ nhì tức là mình sẽ có phong thần hai. Những người hôm nay á mà là không đúng sẽ không được phong thần, mà cũng sẽ ấy. Thí dụ những người về tâm linh mà hộ sư phụ cũng sẽ được cha phong thần, mà nếu mà không đúng cũng sẽ bị cha trừng trị rất là nặng. Trên có nói sư phụ, khi mà mình ra trận mình đánh giống như Mỹ mà bỏ quân xuống mà đánh Bin Laden vậy đó, mình đánh cho đúng, mình đánh nửa đường rồi mình buông súng là không có nhiệm vụ, cũng bị phạt hả người con. Cả sư phụ làm sai cũng bị phạt, chứ không có hàng đệ tử ở đó mà nghi ngại. Ồ, yêu tinh trước mắt đường tăng ha, thế giới con nói giỏi quá, con lo con không xong ha. Con xuống địa ngục bây giờ đó con. Khi cái tâm mà khởi mà không bất kính với thầy mình rồi là đã tự mình mất cái duyên rồi, con nói hiểu thiệt như vậy. Cho nên đó là tại sao đệ tử của sư phụ đã biết chuyện này đã xảy ra cách đây một năm rồi. Sư phụ canh tới ngày tới giờ để mà chỉnh lý, chứ không phải sư phụ không biết. Sư phụ tiên tri cả thế giới, nội bộ mình sao không biết con. Sư phụ chỉ không có dám lộ sớm. Lộ sớm là đâu còn gọi là sàng lọc, nhưng mà bây giờ qua cuộc sàng lọc rồi, sư phụ có một cái danh sách rồi. Sư phụ có một cái danh sách rồi, những đứa nào lọt sàng lọc kỳ này rồi. Cho nên mình mới có những cái theorem mới là vậy đó. Đừng có tưởng mấy con là khôn á. Còn những đứa bị hàng quan, còn những đứa mà lộng quyền á, những đứa gì đó đều có cái danh sách hết. Phong thần thiệt á. Phong thần hay là bị trừng trị. Tệ phò thiên tử không phải dễ. Một là chúng ta đặt hết cái gián bài ra o ao phải không? Chúng là chúng lớn, thua là chúng ta thua lớn. Nó y vậy thôi, chả có khác gì hết. Kỳ nhì tái diễn phong vân, khác xa binh lực phong thần đã qua, gọi là thế chiến màn ba. Từ đầu tới ngày hôm nay, sau 5-6 năm sư phụ ra đời để độ chúng sanh, lệnh của thiên đình, lệnh của hội đồng chư Phật, lệnh của Phật Thích Ca, lệnh của Phật Di Lặc, và người mà kèm sát sư phụ dạy dỗ sư phụ đó là đức thầy của sư phụ, là Đức Huỳnh Phú Sổ, thường xuyên dạy sư phụ. Tại vì mấy vị Phật cao á không có tới gần được, cũng dạy nhắc nhở, mà Thượng Tế Công hay là Tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng dạy, nhưng mà dạy chút chút ít ít khi sư phụ cần hỏi cái gì. Còn người dạy nhiều nhất vẫn là Đức Huỳnh Phú Sổ, một vị cổ Phật
Thì từ ngày đó tới ngày hôm nay, sư phụ đã ra đời năm tháng năm, làm biết bao nhiêu chuyện để độ chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh thời nay á, không phải dễ độ, rất là khó độ. Con phải có một cái tấm từ bi, đại đại từ bi đại lượng, con mới chấp nhận những cái chuyện mà xỉa xói. Và con cũng phải nhiều lúc á, phải khóc vì đệ tử mình, vì nó không hiểu mình. Rồi cũng có những lúc sư phụ phải trừng trị thẳng tay để cho những đứa đệ tử này nó mau quay đầu trở lại. Cánh cửa Thiên Long Sơn vẫn rộng mở, bàn tay sư phụ vẫn ôm tất cả. Nếu mà từ đây cho tới ngày sau này, sau này nó cũng như mình nói dễ thích dễ hiểu, gọi là bài toán đố ấy. Sư phụ đưa cái đáp số, không chịu lấy đáp số đúng, lấy đáp số sai. Bây giờ sư phụ cho 7 con số để mà trúng, mua trúng, không mua à, mà đợi tới số sổ rồi thì mua, thì còn gì để nói nữa. Nó khó lắm, con hiểu không? Rất là khó. Mà khi mà luật của 12 giới thiên tâm của mình á, khi khởi tâm khởi ý rồi á, thì tự mình khởi rồi, là mình đã chứng minh cái tài của mình đến ở cái level nào rồi. Cái lòng trung thành phụ thường dạy mấy con là gì? Bền gan bền trí đó. Nhớ cách có đứa nào bỏ lên mấy clip mà hồi dí cha đó, từ lúc những cái dí cha đó, trước dí cha mấy clip rồi cũng thường nói xiên nó xéo hay là nhắc nhở về cái chuyện sàng lọc của mình hôm nay nè. Ở ngoài kia trên trời cũng đang sàng lọc, thế giới cũng đang sàng lọc để mà đi tới chiến tranh Biển Đông hôm nay. Chúng ta cũng phải vậy thôi, cả sư phụ cũng đang sàng lọc, cũng bị thử thách. Các con cũng đều bị thử thách, nhưng mà sẽ vượt qua hết, sư phụ cắn hết. Bởi ngày bữa từng rồi mà cha về, cha mặc áo lông bào xanh, cha có nói, dặn tất cả đệ tử, lần nào cha cũng thương đệ tử, kêu con phải nói hết đệ tử con, phải giữ lòng tin với con, giữ lòng tin với cha. Trên đời này mình chỉ có tò hờ cha thôi, mình không có thờ nhị thần nha. Mình chỉ có một pháp môn thôi, đó là cuốn kinh Thiên Tâm và cách sư phụ dạy cái ngồi thiền. Còn ai mong cầu chuyện gì khác sẽ đi lạc đường á. Anh Bắc, ảnh có tâm từ bi, ảnh có thần thông. Tại vì cái thế giới này nó ma quỷ ghê hồn lắm, phải cần có một người gọi là vua trị ma. Thì ổng, nhưng mà ổng có tâm từ bi thì ổng trị nó, thì mấy con mới yên bình, cái núi mình mới yên bình. Sư phụ có lập được cái đạo, ổng có đại công á. Sư phụ đâu nói gì đâu, nhưng mà mấy con có làm được mà ăn chay ném mật như kiểu ổng không? Chạy chiếc xe cà cùi gần cả đời á, không có muốn xài tiền, ăn cái gì cũng không thèm ăn nữa, rồi mặc đồ cũng không thèm mặc, lè phè nhỏ. Mấy con làm được vậy không? Nếu làm được thì học rồi đi xuống bắt ma đi con, còn làm không được thì theo sư phụ. Chỉ sống một cách bình thường, pháp thế gian không về xuất thế gian, con có hiểu chưa? Cho nên cái những đứa vẫn mong cầu những tham á, thì như vậy, từ nay sư phụ nói anh Bác có quyền dạy cho tụi đó, nhưng đừng có mang họ thiên, đừng có mà dính líu tới Thiên Long Sơn. Tại vì trong nhân loại sau này, sư trời sư phụ là cuốn kinh sống, Thiên Long Sơn là cuốn kinh, nó sẽ không có thể hai pháp môn, nó cùng một pháp môn nhưng mà nó khác. Một cái sư phụ dạy là general, tổng thể cho toàn cõi nhân loại, còn cái kia là sơn Bible. Sư phụ không biết giải thích làm sao nữa, sư phụ no doubt, sư phụ với anh Bắc đâu có gì đâu. Rồi những cái đệ tử nào mà đã không có nghe lời sư phụ rồi, nó sẽ sao lãng quốc kinh, sẽ sao lãng núi Thiên Long Sơn, sẽ sao lãng cha mẹ. Sư phụ đã từng gặp rất là nhiều đứa đệ tử đã bị như vậy rồi, con hiểu không? Cứ nghĩ cái đó là cao siêu hơn, chạy đi con. Cho nên hôm nay sư phụ phải nói lời thử thật, sư phụ chỉ là tam tịnh nhục thôi, sư phụ không tu học, sư phụ không có bằng ảnh, nhưng mà cái tâm của sư phụ bao la, sư phụ dạy chung chung. Còn những đứa đệ tử tu thì chưa tới mà bè không à, bè lên Thiên Long Sơn cho đồng. Sư phụ nhìn hết hào quang không có, cuốn kinh mẹ ngồi thiền không có, thì sư phụ mới lơ lơ là những đứa đó. Từ từ á,
cũng sao lãng. Mấy đứa này nó sẽ lạc lõng trong cái cõi ta bà này còn nhiều dòng lắm. Hôm nay không nắm cơ hội thì thời kỳ chót không nắm cơ hội, mấy con sẽ không còn cơ hội đó. Không còn cơ hội nữa. Thế gian này chỉ có một thiên tử, một người lập đạo duy nhất. Không theo, không học. Thà thí dụ như học mà học cho giỏi nha, mà phải làm đúng như anh Bắc á, thì thụ rất là hoan nghênh, thụ trao bằng thưởng á. Nhưng mà là không có được. Rồi cái tâm á, từ bi không có nghe. Học Bắc Ma thì cũng học chưa xong nghe, mà biết chấm chấm. Rồi sau này hậu thế của con cái những đứa họ Thiên á, sẽ bị những đứa con của họ Thiên mà hôm nay mấy cái đó làm hại đó, con có biết không? Chứ phải nhìn xa cả ngàn năm sau mà không có thể chấp nhận được. Con có hiểu ý gì không đó không? Giống như đám con Sương hay là con của thầy Trang hay là con của Thu Ba hay một đám nó học, nhưng mà nó không có tâm từ bi. Con nghĩ nó có từ bi giống như kiểu ông Bắc không? Ông Bắc không tiền không bạc, ông đi Bắc Ma ông đâu có ăn tiền không bạc gì đâu. Mà mấy con này làm được không? Nó làm không được nó sẽ làm gì? Rồi nó mang họ Thiên nữa nó sẽ làm gì? Có nhiều đó thôi. Sư thử một cái bài học rất là đơn giản thôi mà cả đám bị lọt hết. Một trăm mấy chục đứa bị lọt á, ở trên rất là nhức đầu á. Dạ cả năm nay con biết, nhưng mà con chỉ coi cái đệ tử con á, nó giỏi kiểu nào hậu thế nó sẽ có. Thời xưa cũng vậy. Trong cái chánh có cái tà, trong tà có chánh. Người làm không cần biết người đó tu theo tà hay tu theo chánh, mà hành động chánh tức là chánh. Nếu anh ba anh hành động chánh thì anh là chánh, anh là chánh. Hiện giờ anh đâu có ăn tiền bạc ai đâu. Nhưng mà những cái thằng nhóc này á, nó sẽ như thế nào? Nó cũng học y nghề như ổng. Vừa ra nó con có guarantee là nó sẽ hành động chánh không? Tóm lại nãy ông nói con chưa nắm ý. Cái dấu hiệu này ông không có hề biết. Mà ông là phi công, ông bay qua. Ông coi mấy vị thần thánh ở trên này cũng giống như chiếc ô vậy đó. Thật sự mấy vị là luồng điện mà. Chỉ có máy điện tử với camera nó quay được thôi. Thì cứ hiện lên màn hình ổng hoài à. Còn dưới này thì sau khi mà ông đưa cái video thụ coi á, thụ đưa video trình lên trên trời á, thì mấy vị nói á là tự vì ông này ông có duyên mà chúng sanh thời xưa đó, sư phụ biết thường thiên tử từ nhỏ, nói không ai tin hết, mà anh em mình cũng không tin. Rồi mấy ông rồng sống chung với mình từ nhỏ, hiện giờ cũng đang ở đây, cũng chả ai tin. Thì mấy vị mới cho những người có hữu duyên. Thì cái này là điện tử không, cái này là thuộc về năm loại mà khó đổ ông này nè, loại kiến cận á. Nhưng mà ông là phi công thì bây giờ ổng phải nhìn thấy cái object gì trên đó mà trên bầu trời làm gì có dấu thiên tâm. Thật sự mấy vị đã từng nói cái núi Linh Thiên, Thiên Long Sơn này á, là rất là mầu nhiệm linh thiêng. Ở đây nhiều đứa thấy mấy chị vị đứng ở đó. Nhưng mà ở ngoài kia dưới núi ta không có biết. Ông này là phi công thì để cho người Mỹ xong sau này họ có những cái bằng chứng á, là Phật trời không có phải là xa xôi với chúng ta, ở sát bên thôi, tự chúng ta không để ý. Còn con của ông trời xuống đây chỉ có nhiệm vụ là làm một cái cầu nối giữa loài người và cõi trời, để gần lại với thần thánh, gần lại với bề trên, để mà mình thay đổi cuộc sống. Đó là mục đích của chúng ta ngồi đây là vậy. Cho nên ông này cũng là một bộ phận, một cái phần hộ pháp. Còn việc là chuyện nói chuyện với mấy vị cũng còn dễ hơn nói chuyện với người thường nữa. Mọi nói all the time, ngày nào cũng nói. Mà mình nói hoài, 5 năm nay có ai hiểu mình, có ai tin mình. Ta càng mình càng nói nhiều, ta nói mình khùng, là trình độ ta không có tới. Thì cho nên bề trên á, mới cho những cái sự mầu nhiệm. Mà cái đó không phải là cho, mà nó là thiệt. Cái dấu thiên tâm nằm ngay trên cái lưng trên này nè, mắt thường không bao giờ nhìn thấy được. Ông này ông detect trên cái radar máy bay, ông nhìn thấy. Rồi hồi cách đây 4 ngày mình là lập cái lễ khai đạo thiên tâm 8 năm. Ở đây cả chục triệu vị đầy cái sân này hết. Có cha đứng đó, rồi có mấy vị Phật tổ đứng đó, rất là đông. Còn ngoài xa xa thì mấy vị khác
Nhưng mà mấy đứa con đều ở đây dự buổi lễ đều có cảm nhận cái màu nhiệm là mưa với gió với lạnh. Thua bắt tay với ông thằng gió với ông thằng mưa mà ổng đúng giờ thua bười, vừa lái xe lên núi bước xuống là hết mưa đúng không? Là đó là mấy trăm đứa làm chứng. Chuyện tâm linh không có đùa được nghe, nó là thiệt á. Những lời chuyện này nói năm năm nay tràn gian đại hải cả thư viện chứ không hết, cũng không phải là đùa. Muốn đùa hay là giỡn á, nhìn những gì Kiệt nói coi có xảy ra không. Đại tướng Trâm mà vô rồi cái là năm cá, cả thế giới là đảo lộn 180 độ á. Ông sắp sửa vô ai heo. Thì ông Trâm đâu phải là thần linh, ông đâu có nói chuyện tâm linh đâu. Nhưng mà ông vẫn làm việc cho Thượng Đế. Mỗi người mỗi công việc gác nói lời. Cuối cùng lại mấy đứa con cũng vậy. Chúng ta là một đại gia đình ở trên trời. Xuống đây ngồi đây. Rồi mỗi đứa đóng mỗi vai, mỗi cùng phim. Cuốn phim Thiên Tâm kỳ này xong xuôi rồi phủi tay để lại thế gian lưu truyền 3.000 năm bộ phim này. Để cho nhiều người coi. Đời này là đời lạ lùng nhất của tất cả các thời đại trong quá khứ nhân loại. Đó là gì? Có một người, phân nửa là người, phân nửa không phải là người, đang nói chuyện và đang chỉ đường dẫn lối nhân loại đi gần lại với các vị bề trên. Những loài người sống cao siêu hơn chúng ta, có quyền năng và có sự có quyền lực thực phản phạt và thưởng chúng ta nếu chúng ta là những đứa con ngoan hiền. Chứ bây giờ cha không có thể tự nhiên phạt thử mà không có chịu warning trước. Cái hồi đó warning 5 năm nay mấy đảng viên mà giàu có sang nhất sang sao á, cần phải nghe việc này nhiều hơn là mấy người ở hải ngoại. Là về họ chết tới nơi rồi. Nhưng mà đi song song, khi mà con người có chức quyền, có tiền, có của và họ không có được dạy dỗ cao siêu, gọi là dạy dỗ ngoài cuốn sách gọi là xuất thế gian, họ không bao giờ họ hiểu. Nó cũng yêu giống như một đám người mù mà mòn voi mà dẻ voi, người dẻ ăn khúc vậy đó, khúc chân khúc đuôi khúc đầu. Mình không có mù mắt, mình gọi là tên trên trời cha đặt, con tên là Thiên Nhãn, con nhìn bất cứ việc gì cũng thấu. Và con được một cái ân sủng, một cái niềm hãnh diện hạ phàm Phật Di Lạc và hội đồng Đức Phật đã chọn con xuống trần để mà dìu dắt nhân loại đi đúng đường thẳng lối để mà quay trở về. Chứ mấy nghìn năm nay đạo Phật không có độ được nhiều chúng sanh, chúng sanh còn lặn hợp u mê, chúng sanh chưa có biết đâu là chánh đâu là tà, chạy theo âm thanh và màu sắc, chạy theo cái áo không. Còn cái áo cam này ông chưa chạy theo, thấy tóc rất chán, thấy không có tóc thì lại cho là đúng. Cho nên chúng sanh còn chấp tướng theo âm thanh, theo màu sắc. Thì hôm nay con cứ bình thường, nhưng mà những lời con nói không có bình thường. Thì để cho mọi người ai có chánh kiến, ai có cái trí tuệ thì tự động người đó sẽ giác ngộ, người đó sẽ hiểu. Hiểu là gì? Biết được thiên cơ, biết được cơ trời, biết được thời điểm cơ trời xoay chuyển. Thì mình là tin có lành. Thì lúc đó mình tạo cơ đồ cho mình, cho gia đình mình, cho dòng họ mình không mất tài sản, không mất tính mạng, cho tương lai của mình. Đâu có mất gì. Việc này lời nói không có sinh nay sen nào, cắt nào. Cũng chưa từng gây quỷ, chưa từng vận động, chưa từng làm phiền ai. Sáu số không trình định đó. Con bữa trời xuống trần chỉ cho, không có bao giờ để mà tạo nghiệp. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả. Thì đời sống chúng ta khi mà mình sống thế gian á, mình đừng có, mình sống một cách an bình vui vẻ, không có bị depression mỗi buổi sáng thức dậy á, không có gì lo lắng nhiều á. Chúng ta lúc nào cũng vui tươi và lâu dài và cũng không có biết sợ là gì. Người biết sợ này sợ kia, lo này lo kia, là người không có cái định lực,
không có cái đạo, không có hướng đi, không có thầy, không có thiền trí thức, cũng chẳng có huynh đệ tỷ muội gì hết. Họ sống cô đơn chừng nào họ càng sợ chừng nấy. Khi họ càng sợ đó, họ tạo cái bình phong rất là mạnh ở ngoài vậy, nhưng mà khi họ hành động đó, là hành động rất là tạo nghiệp, không có kềm chế được. Chúng ta không có vậy, chúng ta ngày nào có, ai cũng có buồn bực, ai cũng có bệnh tật trong người, thì chúng ta sống cuộc đời như vậy. Bữa ngày nào mình cũng động thời kinh, mình ngồi thiện ngày nửa tiếng, một tiếng, mình lên núi, mình ngày nào mình cũng đốt một bó nhang cho hết mấy vị, mình đốt đúng một từng thôi, trời ơi, nhà mặt mình sáng như là rực. À, mấy vị blessing á, đây mấy tượng này mấy vị là thiệt không, không phải là đá đâu. Nên nhiều đệ tử á, ngoài những ngày lễ ra bình thường á, mấy đứa gần đây biết, ngày nào cũng có ở xa ở gần tới bên năm thu tháng. Đó là trứng rồng chưa nở, sau này mà trứng rồng mà nở là thôi. Trứng rồng mà nở là mấy chỉ tội nghiệp mấy đứa con ở thiên gần với phụ sẽ không có nhiều thời giờ nói chuyện với phụ thôi. Nhà văn nhóm Mỹ cũng có 5-7 nghìn, Việt Nam thì quá trời. Mỗi ngày mấy vị nói á, là cả hàng vạn người biết quay đầu đeo dối thiên tăng, nghìn người từ Bắc tới Nam. Người Bắc á, họ chưa biết, họ tin á, họ tin hơn người Nam á. Họ tin hơn những người Cao Đài Hòa Hảo. Tại Cao Đài Hòa Hảo đọc qua kinh điển của các vị tiên tri của Đức Thầy thì họ biết có Minh Dương, họ tin, nhưng mà họ không có sâu sắc bằng người Bắc. Cho nên khi người Bắc mà tin là Minh Dương thiệt á, là họ tin thiệt luôn. Cho nên ngoài đệ tử miền Nam ra rất là đông, đệ tử miền Bắc thuộc có rất là đông luôn, nhiều lắm. Mà những người ngoài Bắc á, mấy ông bự á, đều giờ này mấy ông tin nhập đồng với tứ thủ rồi lắc á. Thì mấy vị mà nhập vô thì mấy vị biết rõ cho hộ là ai đúng không? Thì mấy ông giống như hỏi coi cái mặt này thiệt hay giả. Thì mà mấy người mà nhập đồng vô mà nói thiệt một cái là ông quản hồn liền. Cho nên âm thầm mấy ông qua đây kiếm thủ quá trời. Thì ra là những cái người kiếp là những người có những cái cố vấn tâm linh phía sau. Thì những người đồng bóng không biết ma quỷ hay là thần hay là thánh nhập hay là tiên nhập, Bồ Tát nhập gì whatever, họ đều nhìn ra được cái vụ là ai. Chỉ có người phàm mắt thường không có nhìn ra. Bảy dòng hào quang thì những cái ma quỷ hay là thần thánh nhìn ra. Còn người phàm mấy con nhìn thấy mặc áo cam này đâu có giống ai đâu. Gắn nhìn đi, có ai nhìn ra không? Đâu có ra nổi. Ở cái định lực keo mới ra nổi. Nhưng mà nếu mà ngồi cảm nhận chút sẽ biết. Tại vì tất cả những người không biết đạo nào, đạo Phật, đạo Công giáo, đô nhà thờ lớn hay đi một cái pháp hội của thầy giỏi nhất, còn mà nói chuyện 2 tiếng thôi là mấy con uể oải muốn bỏ đi. Còn hỏi mấy đứa này đi, ngồi nói chuyện từ sáng tới chiều, có những lúc xưa nói 9 tiếng tụi nó không ăn gì, nó cũng không muốn đi. Đó là lý do bảy dòng hào quang nó giúp cho tất cả những người xung quanh có sự cảm thọ, energy, good energy. Đó là chứng minh thánh nhân khác hơn phàm nhân. Thánh nhân không biết tiếng Việt mà hôm nay nói tiếng Việt không. Phàm nhân á, nhiều đứa học lớp 12 giỏi ra đại học Việt Nam, qua Mỹ có 2 năm về Việt Nam nói tiếng Việt đó, nói tiếng Mỹ không, ngọng quên tiếng Việt ở đi vòng vòng nên khác nhau giờ đó. Và thánh nhân qua Mỹ hồi nhỏ xíu không biết tiếng Việt, bây giờ nói tiếng Việt như vậy. Tại vì độ cho nước Việt, nước Việt là nước trung tâm thánh địa trong tương lai mà. Chữ thiên tâm mà là tiếng Việt Nam nó phải là God of Hope rồi, không phải tiếng Mỹ. Thì cái đạo ra đời bởi người Việt Nam, sau này thế giới sẽ tôn trọng nước Việt là nhờ cái đạo của trời, con trời hạ phàm đầu thai là nước Việt. Do Thái được thế giới thương và được Mỹ nâng đỡ và trở lại lấy lại đất đai của họ, rồi được ông Trump
cho thủ thánh địa Jerusalem là thủ đô của Do Thái, là cũng nhờ Chúa Giêsu sanh từ là người Do Thái. Thì cái đạo Catholic đi khắp thế giới, từ bên Pháp, bên Anh, bên Mỹ, thì mấy con cứ nhìn thấy y chang vậy, cái model vậy, con người vậy. Nguyên thủ quốc gia là ai? Ông Trump ông cũng là con người, Biden cũng là con người, đặt cái mình cũng là con người. Nhưng mà những con người có phước, họ có chức vụ cao. Nhưng mà nếu mà sau này con có tưởng tượng họ thiên chúng ta hôm nay mấy chục triệu người, ở hải ngoại là 5-7 nghìn người, trong quốc nội là mấy chục triệu, chỉ cần một người hoặc là con cháu của một họ thiên ở Mỹ hay là Pháp hay Anh, sau này nó cũng là thiên luôn. Thiên Andrew, thiên David, thiên Stephen đi, mà làm tổng thống Mỹ con tưởng tượng như thế nào hả? Bây giờ thiên Trump thì chưa, cho đời ông đi đi, ông bây giờ cũng 73 là ông chỉ là cái máy cài thôi. Nhưng mà sau này con của ông Trump lên rồi lấy họ thiên nữa, thì con tưởng tượng thiên tâm như thế nào, suy nghĩ không? Có đó. Sẽ có, cơ trời đi rất là mầu nhiệm, mình bất ngờ lắm. Nên dù nói cái thiên tâm chúng ta sẽ thống nhất quả địa cầu này, một đạo duy nhất là đạo thiên tâm. Học thì học theo cái pháp của Phật, giống như một cái ISO, một cái công thức. Thì thiên ta cái đạo Phật không phải là đạo, một cái công thức thôi, philosophy, triết lý. Thì mình dùng triết lý của Phật, chỉ có thờ cha và độc giác thần, đó là Thượng Đế. Thì bên Công giáo họ thờ ai? Cũng là Thượng Đế. Mà tại sao lại thờ luôn con? Thấy không? Thì thờ Chúa thì cũng ok, Chúa lập đạo. Nhưng mà Phật Thích Ca, Ngài nói Ngài đâu phải là giáo chủ, con coi lịch sử đi. Ngài nói Ngài thành Phật, các ngươi trở thành Phật sao? Trên đạo Phật không có giáo chủ, một cái triết lý. Thì hôm nay chúng ta lấy triết lý của Phật. Nhưng mà đạo là có cha là người có quyền thưởng phạt nhân loại, vì cha là đấng tạo hóa, sanh ra chúng ta, cho chúng ta trí khôn, cho chúng ta thân người để xuống đây học hỏi. Chúng ta không là một phần tử nhỏ nhoi, một cái tế bào của Thượng Đế. Chúng ta xuống đây học mà không ngoan ngoãn, chúng ta không có trở về thiên đình được. Vì cái tế bào của cha không có thể bị ung thư, sân si mà lên thiên đàng mà sống chung với cha được, với sư phụ được. Cho nên nhân loại và là một trong những cái tế bào dư dơ, ham, sân si, đủ thứ tham, thì phải diệt những cái tế bào này mới trở về Thượng Đế được. Cái trong cơ thể Thượng Đế là trong sạch, từ bi bác ái, trên trời không có tham sân si, mà mang cái tế bào đó về chỉnh làm sao nhập cho thể của cha được. Vì tất cả nhân loại chúng ta là chiếc thân của Thượng Đế, nên nhớ nha. Nhưng mà cái chiếc thân này nó phải thanh lọc cho kỹ lưỡng, rồi mới nhập trở lại thể với cha được, thì chúng ta mới sống một cách hòa nhã trên đó. Chứ còn chúng ta như kiểu mà bên Phật độ là cứ có câu chuyện, có ông thầy ông giảng, hỏi thằng sắp bị tử hình ở bên Singapore, có 3 ngày niệm Phật A Di Đà Phật, cái nó tâm bất loạn hay là đầu óc điên loạn của ông chừng lại sợ chết á, rồi cái tự nhiên thành Phật. Con có nghĩ ra cái chuyện dễ vậy không? Mới ngày hôm kia qua nó đi giết người, nó bán xì ke, gửi vô tù, cái còn có 3 ngày nó lên ghế điện, cái nó niệm Phật, cái nó thành Phật. Mấy ông thầy mấy ông ổng hay giảng vậy đó, chuyện đó không bao giờ có. Rồi mấy bác Việt Nam mình khắp thế giới không có chịu ngồi thiền, cũng chẳng có chịu biết Thượng Đế là ai. Gặp con Thượng Đế thì xỉa xói, nói thằng khùng này khùng kia, tâm còn sân si. Mà đụng chút mới nói ồ, tôi cứ theo Ngài Ngộ Không, Ngài Tịnh Không, tôi A Di Đà Phật, là tôi về với Phật A Di Đà. Cũng là nói láo luôn, lấy gì làm bằng chứng? Sư phụ là người của trời, chưa bao giờ có xảy ra chuyện đó. Cả mấy ông hòa thượng mà quen với hộ mà đơn Phật giáo, mấy ông cũng nói cái đó là chỉ là trò mỹ thôi, không có thiền. Muốn thành Phật, mấy con phải sống hạnh phúc với gia đình, phải tốt với chồng, tốt với con, có hiếu cha mẹ. Mình sống một cách từ bi bác ái, ai gạt mình thì mình xin lỗi giùm người đó, mình tha lỗi cho họ. Mình sống như vậy thì mình mới về trời, mình mới thành Phật được. Cái còn mà cái gì mình cũng chắc chắc, rồi mình cứ đi shortcut, mình cứ buông bỏ hết,
mình không có màng chuyện thế gian, mình không có màng gì hết, thì đừng bao giờ về trời với hụ. Chứ này mình phải chấp nhận mọi hoàn cảnh, cảnh sướng mình cũng chấp nhận, cảnh khổ mình cũng chấp nhận, thì lúc đó mình mới về được. Cho nên vô dạy ra mỗi công thức là mình đang khổ, mình phải chuyển chuyển thành sướng. Đó là, cho nên những người Phật tử không bao giờ, ít có ai mà có hạnh phúc. Họ thiên chúng ta là thuộc chỉ đủ kiểu hết. Quan trọng nhất là cái giới luật. Chứ giờ mấy Phật tử vô thọ báo ăn chay, vô chùa từ sáng đến chiều gặp thầy nào cũng thấy xác mọp gãy cổ luôn. Vừa về nhà gặp chồng con mà thấy mất đi cái nguồn vui là tụ họp đông đảo, mất bạn bè đạo đó. Về nhà thấy mặt chồng hất áo là thấy sừng lên liền. Con nghĩ tu được gì? Cậu cái lộn liền. Cậu sáng thì tôi lo cho thầy mệt chết, tôi nấu cơm ổng rồi tôi lo này lo kia, về còn gặp ông nữa là sực lên liền. Làm nhiều công đức về nhà mất hết. Tại vì tu từ chùa ra mà tôi biết hết. Thường thấy nhiều chuyện cười lắm. Thì từ đó thường mới quải chùa chiền. Rồi thường mới mở cái núi này. Tôi không có để là chùa mà để là công viên. Nên ngoài kia ai mà nghe cái này đừng có nói Thiên Long Sơn là chùa nha. Tôi kỵ lắm đó. Nó là công viên tâm linh. Nó không bao giờ chùa. Khác hơn chùa. Về công viên tâm linh này 500 mẫu đất tặng cho cộng đồng Việt Nam hải ngoại, quốc nội luôn, nếu ai du lịch qua. Tặng không vậy đó, bữa hôm có cái video tặng rồi không có lấy lời được, tại video quay nhiều quá, cả thế giới ai cũng biết. Cái quan trọng là công viên chúng ta không có cái thùng nào á, kiếm thùng tiền không có nha. Mà lên đây không cần phải mang loạn là lúc nào cũng có loạn mới nấu sẵn, sợ ăn không hết thôi. Lên đây sau này đến lúc mà mua cái Thiên Long Thổ thì lúc đó mẹ mới nói những đất này ngày xưa những tiền kiếp là sư phụ đã có duyên làm chủ rồi, hôm nay chỉ thâu lại rồi cho mấy đứa con này để sau này họ thiên làm cái đạo để cho quy tụ rồi. Thế nó đã là của sư phụ rồi thì mới gọi là đất tiền chủ, chứ không chủ cũ ở đây đó là cháu của Đỗ Mười mà giàu tao đâu cần bán. Mà lên đây bị mấy ông sân thần hù rồi, mấy ông tưởng là ma phải không? Thì từ đó mình biết đất này là linh thiêng, mấy vị mình cố tình làm ra những hiện tượng đó để đến lúc mà phải đưa qua chủ mới để cho nó kịp cái ngày giờ sư phụ về nước với lập hội Long Hoa. Chứ không có đất này làm sao mà ra được cái đạo. Chẳng lẽ con ở nhà hay con mướn campaign center, con cứ lên đài con nói trong góc phòng làm sao được. Người ta phải tới gặp với mấy con từng tới đây mới ngồi đây đúng không? Thì nó là vậy. Điều mọi thứ nó y như là bây giờ lo lâu hết rồi ngồi bữa ngồi thiền nhập thất. Cũng giống như là cái bức tranh mà phu sổ gắn thành gắn những cái hình đó. Vua cái picture thì cái những cái kế tiếp là những cái phần cuối cùng, những cái mà về Việt Nam hay là những cái mà thế giới này mà nó trở lại thành thời đại không còn hận thù, tức là Trung Đông cũng hết chiến tranh, Nga cũng tiêu, Tàu cũng tiêu, Việt Nam cũng ngã luôn, thì nó là sự thật. Nếu mà người nào mà hôm nay mình nghe mấy lời này, người ta cũng phải quảng hồn. Nó không phải chuyện bình thường thôi. Mà thường thường á, là mấy gì nói đời con là cuốn kinh sống. Tất cả những gì, những hiện tượng và những chuyện xảy ra ngày hôm nay, cha đã sắp xếp hàng nghìn năm rồi. Không tin coi lại kinh Phật y chang luôn. Kinh Phật có nói mấy người. Tại tôi không có cha nghiên cứu kinh Phật nhiều mà không có hiểu. Nhưng mà có một vị thầy lớn đã nói trước thời tận thế này nè. Có một chuyển luân Thánh Dương xuất hiện mà, xô là chuyển luân Thánh Dương. Đâu có thể nào là hai người được. Đâu có thể nào trái đất cha cho hai thiên tử xuống để làm chi. Đúng không? Một người thôi, một người một đạo thôi. Chứ không lẽ giờ cho hai thiên tử xuống lập hai đạo và đánh nhau hả? Sao? Chúa chỉ một người thôi, chứ đâu phải Chúa hai người.
phải đúng là một người thì mới cứu con của Chúa, thì kinh bên Công giáo mới đúng. Thì cuối cùng là sau này mấy lần hồi xưa Jesus có hỏi Đức Thầy, Chúa Jesus là ai? Ông cười, ô Chúa Jesus chỉ là một vị Bồ Tát như những vị khác thôi, con đừng bận tâm, không có làm chuyện đâu, ông đâu có nói. Cái mỗi lần vô ra ngồi thiền nói với anh bác, hỏi mấy ông thánh tự đạo, mấy ông hiện về này nọ, cái ông thánh tự đạo rất là tôn trọng sư phụ, kính nể hơn mấy con kính nể nữa. Ngài kêu sư phụ ngại không à, ngài mỗi lần mà ngài đi ngang ngài chỉ cần vô cho hắn cho tôi cây nhang thôi chúng tôi vui rồi, không cần gì hết. À, nghe tức là miếu này nè, không? Rồi cái ông thánh Peter cũng vậy, mỗi lần mà nói chuyện với ông thánh Peter là 12 người đệ tử của Chúa đó, ông cũng kêu sư phụ bằng ngài không à, chứ ông đâu có dám kêu như là những con chiên hay mấy ông thầy hay Đức Hồng Giáo Y đồ ở bên tòa thánh Vít Căn mà khắn ông về đi, các ngươi đúng không? Dạ. Yeah. Mà ông thường mà mấy gì kêu ông thánh Peter cũng kêu sư phụ bằng ngài, sư phụ không hiểu sao mấy ông kêu sư phụ cao vậy đó. Sau này rồi biết cái gần đây nữa, đó là những năm đầu năm 2016-17, gần đây thụ mới hỏi cái gì mà có hỏi luôn vậy, cái gì mới verify thụ là reborn, same guy, lập lại cái đạo, tại mấy gì giải thích chỉ là một người cùng như upgrade cái đạo lên từ Công giáo này, chứ hai người thì nó không có đúng, thì mới gọi là Chúa tái lâm. Thì sau này nhân loại á, thì họ mới biết là trời Phật trên đầu mình bà tắt, mục đích cuối cùng á, bề trên cho một người như phụ nói ra tất cả những gì ở cõi vô hình, cõi trời bằng lời nói thật, thì nhân loại từ đó mới giật mình, mới tỉnh lại, mới không có còn si mê tiền tài danh vọng và hơn thua nhau nữa. Cuối cùng chiến đấu rồi cũng nằm ba tấc đất, cái hồn bị xử tội có đáng không, mấy con nghĩ có đáng không gì? Bây giờ những cái thằng mà làm ác mà đến rồi bệnh là như kiểu Steve Jobs hay là Michael Jackson đó, thành con ma bị tội có đáng không, suy nghĩ đi, không đáng đúng không, tại vì họ quên thôi. Cho nên ở trên cho phụ cứ nói những cái sự thật để cho họ wake up. Mà cuối cùng phụ cho một đống thứ sự thật, quá trời sự thật luôn, rõ ràng như bàn tay luôn á, đưa cho nói thật hết, không có giấu gì nhiều nữa. Vậy mà một số tới ngày hôm nay vẫn còn vô minh, là vì họ cố tình họ vô minh. Rồi khi mà phụ về Việt Nam rồi, lãnh đạo nước Việt rồi, lúc đó họ mới hiểu. Họ hiểu không biết từ đây tới đó là họ đang trong tình trạng risky đó. Tại con biết sớm thì con được cứu sớm, còn biết trễ một ngày là cái cơ hội con bị nó khác nhau nhiều lắm. Thiên tử không có thể nào mà giả được, chỉ có mấy cái đám vô minh nó giả, nhưng mà chỉ là một mình nó thôi, nó không có cái gì gọi là để cho người ta chứng minh hay là so sánh hết. Còn sư phụ mấy bài kính thiền, mấy ông rồng, bao nhiêu chị Nhu là lập đạo, rồi quá trời thứ chứng minh luôn. Mà nhiều nhất là trên núi mình biết bao nhiêu chuyện nhiệm màu, chỉ cần một chuyện nhiệm màu nhỏ thôi, một cái mạng là la mà ở hiện lên trên hiện trên người sư phụ, mấy vị là thuộc có mấy cái hình hồi xưa đó, họ lơ không nói gì, mới chuyện rõ ràng là mỹ đó. Những chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát đâu thể nào xuất hiện một cách gọi là không có ý nghĩa đâu. Chỗ nào linh thiêng, chỗ nào thứ thiệt, mấy vị mới xuất hiện, nên nhớ. Nhưng mà ngoài kia cũng có nhiều người tu giỏi, người ta biết. Thì mấy người tu giỏi người ta đâu có nói gì đâu, còn mấy người tu dở với mấy người còn tham sân si, họ mới hơn thua thôi. Cho nên Thiên Tinh Kiệt
Thiên tử Chuyển Lương Thánh Dương, Thái tử Thiên Nhãn, Thái tử Thiên Hoàng, à, nhiều danh hiệu quá à. Có gì nữa? Chú Sô Đa Lâm, có gì nữa con nói gì? Người hình người tinh hả? Không như là truyền thừa, nhiều danh hiệu lắm, muốn kêu kiểu nào cũng được. Nhưng mà cái là chú Sô Đa Lâm là thật. Kể thời nay họ cần biết cái đó để cứu họ. Nhưng cái đó là của Phật thì Chúa Giêsu thì con ghép mấy câu chuyện này nè. Chúa Giêsu là con của Thượng Đế đúng không? Lúc nào Chúa Giêsu nói có cha ta đúng không? Ừ. Phụ là rõ ràng là con của cha luôn đó không? Cũng là con Thượng Đế. Tại vì mỗi một kiếp con phải mang cái tên khác thôi. Còn đầu Do Thái hay là tóc vàng hay tóc đen, doesn't matter. Con mà lấy chồng Mỹ, con đẻ con cũng tóc vàng vậy. Đầu thai thôi mà đâu có gì đâu. Rồi lập đạo, Chúa Giêsu cũng lập đạo đúng không? Chúa Giêsu cũng lập đạo đúng không? Còn những người mà không phải, ai mà lập đạo thiên ma nó muốn chết liền đó con. Hoặc là mấy chư thiên của mình cũng không có để yên đâu. Về cõi tâm linh mà đâu phải là chuyện tầm thường đâu mà ai dám làm tầm bậy. Lập đạo là một cái chuyện kinh hoàng trong một cái thế giới của chúng ta. Chúa Giêsu hồi xưa nửa thân người nửa không phải thân người đúng không? Chúa cũng thường nói đó là thật mà. Chúa có nửa thân người là người giống như các thánh, nhưng mà nửa thân người của Chúa không phải là thánh. Mới nhầm thôi. Đó. Rồi Chúa làm những chuyện toàn là có lợi ích cho các con với cho chúng sanh, cho nước Việt, cho thế giới không? Có cái gì lợi ích cho Chúa không? Không có đúng không? Các con lên núi, cái đầu tiên á là các con còn giống như là ở dưới quê mà lên thành phố dính phèn quá không, rồi tanh mùi cá rồi quá không, ở từ từ cái tức là còn giữ á, sân si rồi còn picky khó chịu, lên đây từ từ là hiền, lúc nào lên đây cũng sẽ hiền, gan ti 100, 1,000,000%, đó là đại số là cái gì họ phát của chúng. Tại vì khi mấy con mà giao duyên thì một là Xích Long, Bạch Long, Thương Tàn với mấy chư thiên tướng nhiều lắm, với mấy chư thiên xung quanh mình trên núi á, đã coi con giống như người bạn rồi, quen mặt rồi, mấy gì độ lẻ nhất, tại mấy ông đang ở cái thế gian của chúng ta. Cho nên trên núi mình rất là nhiều chuyện nhiệm màu. Còn những cái người mà mấy gì nói mỗi một lần mà có thời của Bích Việt Nam á, thì người ta lúc đó sư phụ thường dọ điện thoại phải không? Tại mình của Bích mình cũng rảnh chứ không phải như vậy, vô bận. Bây giờ nhắn tin cho phụ lệnh đẹp đó, từ Viber cho tới thường phụ cũng không trả lời ai, đâu trả lời nổi đâu. Thời đó thì phụ trả lời chỉ cần có cái hình chứ có cái tên. Ê, phụ dùng cái điện thoại ra, phụ để trên tay nè, nhờ mấy vị giúp bà Nguyễn Thị Lan này nha, bị Covid đang nằm trong nhà thương ở bệnh viện gì đây, chờ gãy như tuổi đây 47 tuổi, đại khái thì mấy vị nghe là mấy vị, nhưng mà phải có cái location thì mấy vị mới đẹp đi được đó không. Tự nhiên bên kia bà kia tự nhiên hết bệnh, cho nên có những cái mà ở Việt Nam người ta nói, những cái người mà người ta lên mạng người ta nói chỉ là 1% thôi, còn biết bao nhiêu trường hợp âm thầm được cứu mà đâu có ai biết, chứ người ta không có cơ hội để lên gặp trên trời. Chúng ta cũng như thế gian này thôi, mà trên trời họ không có những cái cám dỗ như hộp sò, tiền hay đô la hay nhà hay là xì ke phiện hay là xe siêu xe rồi á, nó không có cái đó, cũng chẳng có cái đẹp. Tại tiên ai cũng đẹp á, đâu có ai đẹp hơn ai đâu, ai cũng giống nhau á. Còn xuống đây người xấu người đẹp á là vì cái phước thôi, con nên nhớ. Thì cái sư phụ mới giải thích đó. Atula, Dạ So hay là Thiên Ma đó, Thiên Ma nó là ở trên trời, cũng là thiên nhưng mà ở trong cái dục giới thì họ cũng có tu, họ mới được ở cõi thiên, nếu không họ ở dưới cõi thấp địa ngục hay là bốn chân rồi, ngạ quỷ súc sanh rồi. Nhưng mà cái vọng tưởng họ còn, cái ham muốn họ còn, dầu cho họ ở sát lên những gì tổ, những gì Phật dạy họ, nhưng mà họ cũng vẫn
cái tánh ngông cuồng hiếu chiến. Họ cứ đánh ăn hiếp những chư thiên mấy con nè. Tại vì tiên chúng mà mấy con tu không có đúng á, cũng về tiên nha. Tu đúng nhưng mà không có đúng rốt ráo á, cũng được về thiên nhưng mà vẫn còn trong dục giới như tầng số 6 này nọ. Số 6, số 4, số 6 trở xuống thì là sống chung với họ. Thì họ cũng ăn hiếp mấy đứa con. Mà ăn hiếp bằng cách nào thì họ cũng giống như thế gian mình đang cũng sống chung với Atola thiên ma, họ cũng đang hiếp. Tại vì mình đầu thai xuống thì họ cũng đầu thai xuống. Họ không có biết sợ vì cái tâm của họ vẫn là như vậy. Rồi ở trên đó thì không có những cái cám dỗ như thế gian mình. Vậy chứ cái ở trên ai thần thông cao thì người đó sẽ thắng. Thì những cái thần thông đó họ mang xuống theo thế gian của họ. Đó là cái gì? Đó là cái cám dỗ. Cái cám dỗ hộp sòn cũng là một loại thần thông mà trên trời giải thích vậy đó. Nó khác nhau thôi, nhưng mà cái ý tưởng và cái hành động của nó giống nhau. Kia ma tí cũng thuộc dạng thần thông á. Rồi vũ trường cũng thuộc dạng thần thông đó. Rồi chuyện cắm sừng ông này và nọ cũng là dạng đó. Tức là mọi thứ tội lỗi thì cũng là một dạng. Tiền bạc, nhà cửa, xe cộ thì sư phụ được mấy gì dạng vậy. Cho nên mình sống song song hai cõi, cõi hữu hình, nhưng mà song song lúc nào ở bên cạnh mình cũng có cõi vô hình. Mấy con cũng đã từng chứng nghiệm ở núi này rồi đó, đó là thật. Rồi cái cõi vô hình á, trên đó họ làm sai, họ cũng đi đánh lộn với sư phụ. Tại sư phụ chảnh là cũng đi chiến đấu với thiên ma, xuống đây cũng có chiến đấu. Thì mỗi lần mà tụi nó bị chết á, thì tụi nó cũng bị đọa xuống. Mà nó không có đọa như mấy con thành người, mà nó đọa thẳng xuống làm những con thú, mà những con thú dữ giống như sư tử, cọp vậy đó, là toàn là Atola đầu thai. Xuống đây nó đi vẫn là ăn tươi nuốt sống. Rồi xuống đây mình để cho hộ chỉ cách để con dạ nhận dạng những Atola xuống trần, và có thể họ sống sát bên cạnh mình nữa. Cái tâm của họ đó lúc nào cũng hung hăng, hung dữ hết, nóng tảnh. Rồi họ thích ăn những đồ tươi, đồ sống thì là những cái Atola. Còn và đồng thời họ ăn nói rất là thô tục, và lúc nào cũng làm hớp feeling của người ta, làm cho người ta rất là buồn không à. Họ không có biết dùng cái lời lẽ, cái lời nói nó cũng có thể giết người đó, không biết. Đó là lý do là sao chúng ta là họ thiên, là khác hơn xa. Cho nên những cái hành xử chúng ta từ đây, Thiên Long Thổ, Thiên Long Giang, Thiên Long Cung, chúng ta đều là khác người thượng ngoài. Mấy con so đo coi kỹ đi. Và đồng thời tại sao chúng ta cứ bị những người thân, bạn bè, anh em chúng ta cứ chửi chúng ta là người ngu, người này nữa nọ. Tại vì họ không có một cái gì khác, họ chỉ dùng những cái đó để họ làm cho mình sao động cái tâm của mình. Mà mình có vững tâm hay không á, có lòng tin hay không á, là do chính mình. Ở trên kia mình cũng bị họ dụ. Có những chư tiên á, bị ma Atola ở trên cũng dụ, cũng đi theo nó. Chứ không phải tiên trên trời là được yên đâu. Gán giữ hòa khí từ mọi nơi, mọi cái hành động, mọi cử chỉ. Nhưng mà ai mà trên mạng này nghe một cái clip của sư phụ, nghe một chữ sư phụ mà ngộ ra được mà thay đổi, sư phụ nói thật, nếu mà họ biết tôn ti trật tự, họ cũng phải thương sư phụ. Không là vậy. Huống hồ chi sư phụ dạy mấy con rất là nhiều. Rồi ngược lại, không thầy thì đó mày làm nên. Về vô vi cũng cần có thầy. Tại vì Atola trên trời nó cũng có thầy của nó. Ở trên trời cũng có thầy, cũng có môn phái, cũng có đạo, cũng có đủ kiểu, đủ nhánh hết. Huống hồ chi sư phụ đã nói trên mạng rất là nhiều lần. Mà sư phụ đâu phải nói là không có đâu, không có sự thật đâu. Khi mà mấy con mỗi ngày ban đêm ngủ, hay là mấy con có những cái nạn gì khủng hoảng trong gia đình, mấy con cứ kêu tên sư phụ. Sư phụ là một vị Bồ Tát sống ở cái thế gian này. Sư phụ không có cần phải travel 5 tỷ mai ánh sáng để mà xuống. Niệm Phật là cũng được á, nhưng mà Phật còn xa hơn sư phụ. Sư phụ chỉ cần xẹt thôi.
thì trong mộng, trong mơ hay những cái gì á, Thiên Tấn Kiệt là sư phụ bài thôi. Dạng của sư phụ là chiếc thân ngàn người cũng được. Thì có rất là nhiều người có cái đó, kêu tên là sư phụ tới. Mình có tưởng là ngọn đuốc nhỏ. Sau khi mà một ngày nào á, cả họ bên nội bên ngoại của con, họ sẽ nhìn thấy con, những vài đồng thời bạn bè, những người thân con, họ sẽ ngộ là nhờ con rồi, chứ không phải là mấy con đừng có coi thường mấy con. Hôm nay mấy con làm cái gì á, người ta không có ngộ, không có tin trước, nhưng mà người ta đang để ý từ chút, mà một ngày nào mà người ta thấy con đời sống thay đổi, rồi đến lúc một ngày nào họ gặp nạn gì á, họ không có cái gì để mà níu á. Tại vì họ cũng mỗi ngày phải tranh đấu với những cái depression, finance, tiền bạc, con cái. Rồi họ không có cái nơi nào để mà cần phải dựa vào tâm linh. Con người mình không có tâm linh, thù đã giải thích rồi. Cây không có nước. Chúng ta phải sống song song. Tại vì cơ thể chúng ta là có thân đất, nước, gió, lửa. Và đồng thời chúng ta có một linh hồn là trí khôn, là Thượng Đế, là cha cho chúng ta. cái chiếc vía là linh hồn ma đó, là mẹ cho chúng ta. Mà mình cứ lo đất nước gió lửa không, ăn uống với tiền bạc bọt, rồi bill xe, rồi insurance, rồi tiền học của con, vậy cho cái thằng hồn nó cũng cần có một cái nơi, cũng có một cái nơi, cái nhà để nó nghỉ. Và đồng thời nó cần nó ăn đó, bốn loại thức ăn cho phụ giải thích đó, là đoạn thực, rồi xúc thực là cảm xúc, nó cũng làm cho mình no nghe. Rồi niệm thực á, là mình tưởng tượng á, mình cũng no nghe. Rồi thức thực là một cái mirror của một cái xã hội. Ngày nào á, những người nào mà như nước Việt hay là Mỹ nào campaign cũng vậy, tối ngày nó cứ bắt cái đài của ông Trump á, gọi là một cái thức thực á, là của một cái hệ thống lớn. Thì đa số Facebook với YouTube bây giờ gọi là thức thực. Còn xúc thực á, là ai xúc phạm mình thức mình ăn không được. Hoặc là mình vui với con mình thành công, hay là mình hôm nay mình gặp bạn bè anh chị em trên núi mình vui, mình về nhà mình ăn ít, nó là tốt. Cái chất dinh dưỡng cơ thể người mình không cần nhiều, chỉ cần ăn ít để mình giữ cái xếp, mà mình vui là cũng là xúc thực đó con. Còn đoạn thực thì như ăn cơm mới gấp bằng đũa, thì con không phải là cây đuốc nhỏ, mà nó quan trọng trong bên nội bên ngoài. Những cái mà sư phụ dạy thì đó là cuốn kinh phải đọc. Người nào không đọc cuốn kinh, người đó sẽ khó có gần sư phụ lắm. Tại nó không có... Tại mỗi một ngày hôm nay con đọc kinh, bữa nay sáng bừng, bữa nào tối đó, mà ngồi chơi cũng được. Ngồi im trong đó thôi, chư thiên đi vòng vòng nè. Mỗi lần mấy con mà đọc, mấy vị đi đầy xung quanh luôn á. Thì dĩ nhiên là mấy vị là từ bi mà. Thì thôi nhỏ này nó không biết đọc, mà chịu bỏ thì giờ anh đây ngồi thôi. Tắm cho nó luôn, có nước cam lồ mà đâu có tốn gì đâu, con hiểu không? Xấu cho nó một cái thì nó cũng sáng, thì có hào quang sáng. Thù có bảy dòng hào quang thì phải hợp với hào quang mấy đứa mới gần được. Còn đứa nó không tu á, là tự động nó sanh ra cái tánh cũng như là sợ vậy đó. Gần với hụ cái lực nó thu mạnh lắm. Còn mấy đứa con tu mà giỏi, mấy con đâu có cần phải lo sợ gì đâu. Còn những đứa nó không có tu á, thù nhịn là thù biết. Mà tu có nhiều cách lắm, mình làm mạng truyền thông. Cho nên người già 80 tuổi cũng có thể là đi độ chúng sanh lấy công đức, thì đó cũng là tu. Là mỗi một ngày là mình dạy cho mình có sanh ra trí tuệ, và đồng thời mình cũng có thể giúp được những người không có hiểu về cha, hiểu về mẹ. Cha rất là nhức đầu, là nước Việt không có biết về cha. Cho nên bờ trên thường nói là kêu sư phụ lên đây bắt đầu giảng kinh Địa Mẫu cho mọi người nghe. Thì kinh Địa Mẫu nó vậy, đọc rõ ràng rồi. Trừ khi ai muốn hỏi về kinh Địa Mẫu thì sư phụ sẽ trả lời. Tại vì kinh Địa Mẫu nói về cái thời của mình, và nói về Thượng Đế và Phật Mẫu. Mà hôm nay Thượng Đế với mẹ cha trời mẹ đất là đang xử phạt nhân loại. Nhân loại nó đi đúng theo một cái chu kỳ. Thượng Thượng Nguyên, rồi Thượng Trung Nguyên, rồi Thượng Hạ Nguyên, rồi tới Đại Khái. Thì nó đi theo đúng chu kỳ, cái hành tinh này nó đi như vậy. Còn những nhân loại như kiểu Atula, Dạ So, Thiên Ma, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, thì họ là những cái tâm ác, họ phải chờ đúng cái thời kỳ mà bỉ cực này, gọi là Hạ Hạ Nguyên, gọi là ngũ thú đồng cư địa. Chúng ta đang sống với quỷ,
chồng của chúng ta là một cái con thú, nó chỉ có biết đánh thú thôi, nó chỉ mang cái túi da ngoài là hình người thôi. Nhưng mà chúng ta đã lỡ lấy nó rồi thì chúng ta tạm sống với con thú, nó có cái đó. Thì cho nên những cái tánh tình của thời nay con người ấy, nó không có đồng điều với nhau. Bây giờ có một đứa con ở trên cõi trời xuống, nó rất là ngoan, mình không cần phải lo gì, nó cũng học giỏi, nó cũng đạt được điểm, nó cũng làm như ý mình. Còn có những đứa con mình cực kỳ thương nó, hồi nhỏ mình thương nó, nhưng mà cuối cùng lúc nào nó cũng làm cho mình đau lòng. Mấy con không có thể bắt hai đứa giống hệt nhau được. Đó là sự thật. Là gì? Không có tính bằng cái xác phàm, tính bằng cái software đó, lập trình như thế nào, tức là cái thần hồn nó đi từ ở đâu đi tới. Cho nên cha mẹ trần của chúng ta là mình phải trả hiếu nghe. Một cái xã hội của nước Việt gần 80 năm, lúc mà Hồ Chí Minh ký hợp đồng với cha để mà xã nghiệp, không có gì gọi là thật, gì cũng là giả không à. Mà tại sao giả mà người ta lại theo, người ta lại tính? Tại vì không có trí khôn, không có trí tuệ. Chủ trương của các Mác là ngu dân mà, để cho họ dễ cai trị. Dân ngu chừng nào á, thì họ dễ cai trị chừng đó. Cũng giống như nuôi đám heo, đám gà mà nó chỉ ăn thôi, dễ cho ăn vậy đó, mà nó đừng có ủi, đừng có phá chuồng này. Thì chính sách của các Mác Lenin là vậy, nó làm toàn thế giới. Nên thấy Cuba bây giờ dân ngu đến nỗi mấy người tướng bự con á còn đi sắp hàng trên bánh mì cái kẹo, rồi ngu đến nỗi mà thấy mập uẩn đi tới đâu á cả đống dân đứng khóc, khóc thiệt á nghe, giống như đóng phim vậy đó, mà phim lô bịch luôn á, nhìn thấy tức cười. Tại vì ngu mới trung thành, cũng giống như ngu quá đó thì thành ra trung thành, thì không có lật đổ. Mục đích của họ làm sai, họ biết dân sẽ lập độ. Nhưng mà trời Phật đó, linh thiêng mà, đâu có để cho nước Việt con rồng cháu tiên ngu chỗ đó. Rồi 5 năm nay thụ lên tiếng nói, chắc cũng khai trí cũng được nhiều người. Thụ không lên nói, bây giờ nhiều người cũng chả biết mình đang ở vào thời đại nào, cũng biết là tương lai sẽ đi về đâu. Bây giờ biết tương lai rõ ràng rồi đó, hết bị cực tới sắp tới thái lai nè. Rồi hết kinh tế sụp đổ, bây giờ tới Việt Kiều 6 triệu người ồ ạt vô nè. Biết bao nhiêu công ty mà nó rời khỏi tàu một năm nó làm chừng cái chục nghìn tỷ đô á, nó sẽ đổ vô Việt Nam nếu sư phụ về. Tại nó biết một lãnh đạo của nước Việt mà người mà gốc từ Hai Thác nữa thì là cùng tiếng nói với nó. Thụ nói chuyện với thằng CEO của Intel hay là TSMC hay là tổng giám đốc của Samsung, mày nói tiếng gì sư phụ cũng hiểu, thì làm sao mà nó không thích. Thì một lãnh đạo nước Việt mà nói tiếng Hai Thác thì mấy thằng Hai Thác nó khoái, tại vì nó hiểu được rồi, mình biết được nó lợi nhiêu nữa. Trời ơi, bây giờ con chip nó lời khủng khiếp, một cái wafer 300 mm hả, nó làm ra nó cắt là nhí 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 mà bỏ trong cái sim điện thoại mình á, một cái miếng bánh bự vậy nè, thấy hãng cái hộ làm á, nó cắt nhỏ ra rồi nó cưa nhỏ ra, còn là Hai Thác phải không? Trời ơi, nó bán lời biết nhiêu đó không, mà nó chạy là robot không có gì đâu, lời khủng khiếp. Còn Việt Nam mình trâu rồi, thấy cày ruộng làm lúa mấy nghìn người là làm thu hoạch vô, tính ra cái bồ lúa bán không ở tới 100.000 đô, còn nó chạy ra một cái wafer đó thì phụ nghĩ nó bán cả mấy trăm nghìn đó. Mà sau này thì phụ nói với cha đó, cho mấy ông anh của sư phụ, tức là người GFO á, mấy người xám á, hey, anh hai xuống dạy cho thằng em út này một chiêu không? Dạy nhẹ nhẹ thôi là mình còn hơn, là giống như Elon Musk á, nó chuyện được GFO á, thì nó mới biết được SpaceX rồi Tesla đó. Rồi mấy ông anh của sư phụ là ở mấy thành tinh khác, thì vừa thành tinh này, thì thành tinh này qua thành tinh này cũng dễ mà, mấy ông khôn hơn người mình. Sau này thụ dụ mấy tỷ phú Mỹ Elon Musk nè, Jeff Bezos nè, Facebook nè, hết luôn phải không, vô quốc tịch Việt Nam, cho nó cái chức nhỏ cũng giống cho mày chức đâu sao đâu, cho mày làm 4 năm nó phải chức là vô quốc tịch, đã đem công ty nó vô hết, tức là mình phải mở rộng ra phải không.
Tại nước Mỹ này đâu phải là của người Mỹ, nước Mỹ là của thế giới. Người có tài là vô nó cho quốc tịch. Rồi những người 1 triệu người, có 1-2 người có tài thôi, đâu phải lúc nào cũng có ông bầu đâu con. Toàn là ông thợ thì nhiều, với ông phá hoại thì nhiều. Còn ông bầu chỉ có vài con thôi. Còn Việt Nam mình không có ông bầu. Lọt gan ông bầu, loại là bầu nhí thôi, nó cũng đem đi làm thịt. Có bà Lan với Vạn Thịnh Phát với ông gì bán nước rồi đó, chùm bê rồi đó, là thuộc ông cũng thường thôi. Mà ra con nào là không đủ mấy ông nội đó xào bột, nhậu á. Thì làm sao mà dân không đói. Nên nhớ một con ông bầu có thể nuôi được cả 1 triệu người. Mình 100 triệu người mình chỉ cần 10 con thôi là dưới sức họ nuôi được. Thì là khỏe rồi, mà lấy tiền thế của 10 người đó mình nuôi. Chỉ có Việt Nam mình á, là lựa mấy người giàu đi giết hết. Đó là chính sách của Trung Cộng. Và đồng thời nó cũng tâm linh siêu lắm. Nó biết cái thằng nào cốt chuột hay là cốt mèo hay là cốt con gấu hay là con gà ăn vịt á, là nó cho lên làm chức bộ trưởng, nó cho lên làm chức thượng tướng, để mà đừng có cái đầu khôn mà để hơn nó. Cho nên nó có thần thông, nó bấm giống như hồi giờ biết bắt trọng là ai nghe, bắt chính là cốt gì nghe, bắt thưởng là cốt gì, tức cười luôn á. Nhiều khi nhỏ hơn mấy con nữa. Cái chức của thế gian nó trả lại gì hết á. Thì nhưng mà con người của mình sống mà khôn mà thành đạt được là nhờ là cái cốt và cái lại gia thức, cái đó là thật. Còn cái body này hay là sanh ra một cái gia đình giàu có chẳng lại gì hết á. Nhiều khi là vô để phá hoại cái gia đình giàu đó cho sập nữa. Cho nên cái cốt là quan trọng. Thì ở bên kia nó ngồi nó bấm, cho mấy con chuột này lên làm lãnh đạo nước Việt, thủ tướng hay là bộ gì gì đó, để cho nước Việt đừng có dễ sai dễ biểu. Đó là có cái đó nữa. Một người nhiệm vụ sống giữa hai cõi, cõi người với cõi trời, thì cũng phải tuân lịch, tuân theo cái luật lệ của cõi người, tuân theo luật lệ của cõi trời. Thời này thấy cũng lạ. Thật sự tất cả nhân loại, ai đa số nghe, trên dù thấy trên 40% là cõi trời, mà cõi thấp thấp rớt xuống, tự họ không biết. Cũng có mình chỉ nói là người Mỹ, người Việt, Á Châu rồi. Còn mình nói về người Nam Mỹ hay là Phi Châu thì dĩ nhiên họ là từ thú rồi. Nó có sự phân biệt mà nó phải là kỳ thị. Nó ở cái tầng lớp não đầu thai vô cái lớp đó, để đúng với cái environment đó. Chứ chưa thiên như mấy con mà đầu thai qua Mễ chịu đâu có nổi. Vô gặp mấy thằng quỷ với Atola với dạ so đầu thai bển nó dữ lắm. Thì những người cõi thiên xuống đây 30-40% sống chung với quỷ, chung với thú, chung với dạ so, chung với Atola, nhưng mà lại không biết. Cho nên từ đó mới có những cái chuyện mà ly dị gia đình á, vui vui lúc đầu nhưng mà khổ khổ về sau. Đó là gì? Đó là tự vì tiên chúng ta xuống trần á, còn mê trần là những mẹ mới nói, thì đó là thử thách. Còn những ông tiên xuống trần, trời ơi dở mấy vụ đó. Còn mấy thằng quỷ dương thú này giỏi vụ đó, có nhiều thôi mà nhân loại không có hiểu được. Mỗi người cái thần hồn khác nhau, thấp khác nhau, mỗi người thành Phật khác nhau. Thành Phật bây giờ hay là thành Phật 1 tỷ năm sau, hay là 1.000 Phật tại thế mới thành Phật, tụi nó lâu lắm. Thì là cũng là do mấy cái đó. Mình phải biết nhận thức là những cái thành phần nào mình nên kết hôn, mình nên quen. Nhưng mà đa số cõi trời xuống nó nhẹ nhàng, nó không có vũ phu, phải không? Hoặc nào vũ phu là con biết. Một là cõi người, hai cõi thú. Mấy người cõi trời xuống người ta nhẹ nhàng, lịch thiệp. Là tất cả họ thiên á, là phải tự đốt đuốc đi nha con. Nhưng mà cỡ tuổi này đốt cũng hơi khó. Nhưng mà giờ chót á, thì biết quay đầu ngồi đây. Khi mà vô phòng bệnh viện ICU á, thì kêu tên Thiên Tấn Kiệt, nhưng mà về nhà hoặc là vô đây nè, mỗi cuối tuần rảnh rảnh vô đây lại sám hối cha. Dạ, dạ. Thì cha sẽ cứu. Dạ. Mà ngày nào mà không lại là ăn cơm không ngon đó. Dạ, muốn ăn dạ. Cơm ngon là phải vô lại sám hối. Dạ. Giờ không cần đọc kinh gì hết, chỉ cần lại thôi. Tại tuổi này sao đọc nổi. Dạ. Thì cứ vô lại lên lại xuống.
để mà bao nhiêu nghiệp chướng của mình đó, sám hối nó quan trọng hơn đọc kinh đó. Đọc kinh nó quan trọng ở tuổi trẻ, nhưng mà tuổi lớn là sám hối, cái nào nó cũng là quan trọng nha. Nhưng mà của tuổi này thì thường khuyên nên sám hối nhiều. Nói ăn cha trường nha. Dạ con cha trường. Cỡ tuổi này mà ăn mặn nữa là con ăn 20 năm rồi sư phụ. Ừ. Dạ. Để cho nó nhẹ nhàng cơ thể. Mình chỉ tưởng nhớ những chuyện xưa mình làm sai. Ví dụ hồi xưa mình phá thai hay là mình lường gạt ai, cấm sân trọng gì đó, vân vân và vân vân. Gán nhớ lại thì cái lại gia thức nó sẽ xóa, tại vì cái địa ngục là nó nằm trong cái lại gia thức mình. Khi mình trở thành một người thánh thiện á, là mình sẽ nhớ lại những cái chuyện mình làm không đúng. Cho nên lúc mình sám hối đó là hôm nay tôi xóa lại cái chuyện cũ của tôi, mục đích là vậy. Địa ngục là ngay trong cái cơ thể chúng ta, ngay trong cái trí não chúng ta. Cái điện thoại của mình đó là cái sim đó, mình chụp hình tầm bậy nó cũng là tương tự như vậy. Còn trong đó là hình Phật, kinh Phật, lời hay ý đẹp của sư phụ thì là Phật là tiên. Còn trong đó chứa những cái đồ tào lao hay những cái YouTube không đúng, đó là địa ngục, là quỷ. Thì cái lại gia thức mình nó cũng như cái sim của điện thoại. Thì khi mình lại sám hối là mình nhớ lại, gán nhớ lại những hồi xưa tại sao mình làm như vậy, thì tự nhiên mình xóa. Chứ còn nếu mình không làm á, mà ống mà bác sĩ sắp sửa rút á, mình còn hối tiếc. Ngày xưa mình chỉ vì một miếng ăn, một vài ba đồng bạc mà mình tạo ra chuyện nghiệp lớn như vậy, mình hối tiếc. Khi mình hối tiếc, mình không có còn tha thứ cho mình, thì làm sao mình về với cha được? Có phải là mình bị đỏ không? Có hiểu không? Là giờ chót nó quan trọng là cái chỗ đó, gọi là cận tử nghiệp. Khi cận tử nghiệp là cái linh hồn phải thanh thản, không còn hối tiếc, không còn nhớ tới tiền của, và không còn luyến tiếc con cái nữa. Nó có cái chuyện của nó. Đến lúc mà cận tử nghiệp mà bác sĩ sắp rút ống, mà nó trời ơi con tôi bỏ đi, nó còn nhỏ, bây giờ nó không có nghề ngỗng gì, đang thất nghiệp, ai lo cho nó? Đọa đi ngục liền, không có được đi về. Thiệt á. Cho nên lúc mà mình bác sĩ rút ống á, là hôm nay sư phụ dạy mấy đệ tử lớn tuổi ngồi xe lăn này, là phải về lại sám hối. Và đồng thời á, mình phải tha thứ cho bản thân mình trước, thì lúc đó cha với Phật với Thượng Đế với Chúa Giê-xu sẽ tha mình sau. Đó là lời thật đó nghe. Gán làm. Còn nếu mà mình không tha mình, lúc mà mình còn có mấy khắc mấy giây, mình rất là tỉnh táo, tại lúc đó nó hồi quang á, mình nhớ lại, mình hối tiếc chừng nào, mình càng bị đòi chừng đó. Cả những gì thầy có thể tu 70 năm, 80 năm, nhưng mà ông chỉ một lần làm lỗi, mà lúc đó ông nhớ là chuyện làm lỗi của ông không tha thứ ông, ông cũng vẫn bị đòi như thường đó. Gán làm đi con. Cái đó là tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp nó không phải là đời trước, mà nó cả nhiều cái thân trước. Chúng ta là những cái thần hồn bất tử, đã mang từ thân này qua thân nọ, từ thành tinh này qua thành tinh kia, từ Bắc Lô Châu qua Tây Ngô qua Châu, Đông Thắng Thằng Châu. Hôm nay chúng ta tụ lại Nam Thiện Đồ Bộ Châu, chúng ta đi vượt biên qua Mỹ, quy tụ lại Houston, và hôm nay chúng ta tụ lại nữa là ngay Thiên Long Giang này. Thì chúng ta ở khắp tứ phương trong dãy ngân hà. Thì những cái tích lũy nghiệp đó, nó gom lại thì nó đem ra thân bệnh. Cũng giống như sư phụ là người chiếc thân của những thành tinh kia, hôm nay sư phụ cũng phải lãnh cái nghiệp của thành tinh kia, không phải chỉ riêng thành tinh này. Gọi là quá khứ nghiệp, tích lũy nghiệp, nhưng mà tất cả đều xóa được. Nghiệp như nợ thôi mà. Ok, tôi băng gấp xì đó nghe, tôi không có tiền trả, nó vậy đó. Bây giờ tôi chỉ có còn vô chấp tờ xếp anh chấp tờ 13 vậy thôi, tôi trả payment thì tôi lại mấy cái, thì nhà băng nó cũng xóa mình vậy, làm gì mình giờ cũng y vậy thôi. Nghiệp là mắc nợ ba BK. Tự nội bộ trong cộng giết nhau mấy người thành chỉnh nhau, mà ngoài đời có ai biết không? Đâu ai biết, mấy vị biết, mấy vị biết, mấy vị sư phụ hỏi về chính trị thì mấy vị giải thích nhiều cái rất là hay. Mấy con nghĩ mấy ông lãnh đạo nước Việt
mấy ông không có nghe cái đài của sư phụ. Ông là người đầu tiên VIP nghe đó. Nghe mới tắt riêng, giờ mới mời bài đăng hoa đó. Mới gọi Thịnh Thiên, mới Thịnh cũng hơi muộn đó. Chứ từ đầu mà thụ không lên đài mà nói Trung Cộng chia 5, xe 7 chia 5, Thế chiến thứ 3, không còn thế giới vô thành, thu hụt, cứ như nó xào tới xào luôn, xào riết kìa. Cũng giống như là nước nhiều thấm đất, đó cuối cùng á là thu thành công cái chuyện Việt Nam mình bây giờ không còn dính đi theo Trung Cộng nữa, còn là chỉ còn giá díu để cho nó đừng có thù nữa, tại nó bự quá mình không phải nương nương. Còn bây giờ đúng ra mấy cái đài không có nên chửi Việt Nam là thân Trung Cộng gì, nó chỉ có một số thành phần thôi. Đó là tôi không biết cái gì nữa. Ngày về sẽ không có xa, tôi không biết ngày nào. Hồi xưa sư tổ rồi Đức Thầy cũng nói những gì xuống trần mấy trăm năm từ thời Thương Tử Nha cho tới thời Thiên Tấn Kiệt, Triều Huỳnh Phú Sổ, Ngô Tấn Kiệt, Triều Huỳnh Phú Sổ, thầy trò mình đã đi chung với nhau một đoàn gánh hát, đoàn văn công của Thượng Đế làm nhiều nghìn năm ở dưới là lẫn quẩn dưới trần này, nó qua hết thời này. Chứ hồi đây vô nước Việt làm vua khoảng 8-9 đời mà nói ra nó nhiều lắm, nói ra nhiều thì nó sẽ phản ánh ngược lại, người ta nghĩ không có tưởng tượng hết. Nhưng mà con nên nhớ những cái gì mà nó tương tự với cái lại giải thích của mấy đứa con, làm đứa nào giỏi đọc kinh, đứa nào giỏi nấu ăn thì tiền kiếp mấy con cũng đã đừng làm. Mấy đứa con muốn biết sư phụ là ai, tự mấy con có thể thông minh mà ngồi lại nhìn những anh hùng dân tộc Việt Nam, những cái người làm những cái chuyện giống giống như sư phụ thì nó là nó luôn, nó là kiểu luôn. Đây cái A Lại Giải Thích nó cũng làm y chang, nó không có làm gì khác được. Cho nên có một ông gọi là công giáo gặp ly lợm tứ đầu, ông nói tên thân vô cũng kỳ chục năm, thế anh làm gì cũng nhấm Chúa xô xô, ngài cũng nửa người nửa thánh, ngài cũng biết người ta hiểu. Tại ông đặt cái câu hỏi từ đó vậy, thì anh cứ suy nghĩ đi, nghĩa là Chúa trở lại những cái attitude, những cái hành động đều giống hệt nha. Đó là về phần đạo, khuyên người ta hiện ở lại. Nhưng về phần đời, con coi từ những lịch sử từ thời La Mã tới thời thời Viking, rồi thời Louis, thời những đời vua Caesar ngày xưa đó, rồi bên Ai Cập gì đó, coi đi. Một cái điều quan trọng nhất mấy con học Phật phải nên nhớ, 96 dạng nước linh căn từ thảo mộc cho tới đá cũng lẫn quẩn trong cái lục đạo này thôi, nhiều nghìn năm. Cốc con nai rồi lâu lâu phải tiến lên khôn hơn chút thì thành ra có con thủy, tất cả nhân sinh cứ lẫn quẩn trong cái địa cầu này. Rồi lâu lâu cái cha mới cho một cái bài học khó hơn để đưa click lên một cái gì thăng cấp lên, thì lúc đó chỉ có người cõi trời mới xuống để mà nâng cấp nhân loại lên chút. Rồi bao nhiêu cứ 1.000 năm cũng nhân sinh nâng cấp khôn hơn chút, thì cõi trên cha cũng cho xuống một người làm. Cũng giống như giờ một cái dàn điện tử assembly, thì người làm assembly chỉ biết assembly, nhưng mà lâu lâu mới đổi một cái production mới thì phải làm kỹ sư nó ra, nó chỉ supervisor xuống, chứ người assembly làm sao biết sửa. Thì cái quay đi cầu này nó cứ thế, mỗi một cái triều đại thay đổi thì chỉ có người trời xuống. Cho nên Đức Thầy Sư Phụ rất là nhất giả với cõi ta bà nhiều nghìn năm, mà mỗi một lần đổi một cái chu kỳ thì thầy trò phải đi trốn nhau, tại vì đá banh mà phải ăn rớn nhau hả. Xưa sư phụ là cháu Văn Dương, thầy lập lên nhà cháu, thì bữa thầy lại là Hương Tử Nha,
Rồi lúc sư phụ là lúc bị thì đức thầy lại là Gia Cát Lượng, nó y như vậy. Rồi lúc sư phụ là Chu Nguyên Chương là lập lên nhà Minh thì đức thầy là Lưu Bá Ôn. Những cái người mà lập lên một cái triều đại riêng của họ đều là con của trời mới làm được. Chứ người thường họ chỉ truyền thừa tướng qua tướng rồi đi thôi. Con nên nhớ như vậy. Lưu Bán nhiều lắm. Nước Việt mình á, bộ đóng vai cũng rất là nhiều. Nhưng mà nói nhiều quá thì nó hơi kỳ kỳ quá. Rồi có một cái nước mà tự sư phụ lập ra, tự sư phụ phải tiêu diệt nó, đó là Chim Thành. Chùa có tên nữa. Bởi vì ngồi kể lại những cái tiền giới sư phụ, tại sao là sư phụ lại lập ra. Rồi tới cuối cùng sư phụ lại làm minh mạng lại là tiêu diệt Chim Thành. Là vì khi cơ trời muốn cho cái hội Long Hoa lập ngay cái mảnh đất hình chữ S thì nó chỉ cần gom gọn lại thôi, nó không có phải là nhỏ nữa. Chứ giờ mình từ ở Hà Tĩnh, Huế mà về tới Hà Nội, mảnh đất nhỏ quá, nó không phải không giống cường quốc. Hôm nay Việt Nam là một lãnh thổ riêng 100 triệu thì có thể sau này những cái lân bang khác nhận nó là cường quốc thiệt. Thì mỗi một lần mà ở trên đi một cái bài tính ok rồi lấy giống như lấy cái yết chì vậy bôi ganh giới thôi thì nước đó sẽ bị diệt. Đối với những cái vị mà tiên trưởng trên trời đó, họ có quả địa cầu này giống như bàn cờ vậy đó, sắp xếp lại cũng giống như con nuôi một đống loại vịt loại heo thì ok con này màu vàng màu đỏ ok thôi, hai cái này nó cũng gần giống nhau, mở cái cửa này cho tụi mày đi qua lại luôn. Thì y chang vậy. Tới thời nay á, cả nhân loại nó hô tụi mày nói nhiều thứ tiếng quá, da đen da trắng rồi mễ rồi mỹ hen rồi phi châu, thôi sau này thời vàng kim thiên tử xuống trần, Phật đi về, Phật Di Lạc xuất hiện, thôi mở ranh giới hết. Mà nay phát triển về tâm linh, không còn hận thù và chế tạo vũ khí để giết lẫn nhau nữa, thì sau này thời vàng kim là như thế, không có còn hận thù nữa, không có giống như bây giờ dị biệt quá nhiều, tham có cái hòn đảo thôi mà còn biết đưa một dân tộc đi vào ngõ cụt. 10 năm trước Trung Cộng rất là hùng mạnh. Nếu mà đừng có tham Đài Loan, đừng có tham Hoàng Sa Trường Sa của mình, đừng có tham cái Biển Đông, thì cả ngày hôm nay á, nước Tàu có phải là hùng mạnh không? Chật sai một ly đi ngàn dặm là đó, lòng tham à. Đừng có tham. Thì hôm nay có ai mà địch nổi Trung Cộng, giàu rất là hùng cường kinh tế, họ không bao giờ họ ngờ. Tham thì thăm, thằng Nga cũng vậy. Đừng có tham một cái mảnh đất ở xíu của Ukraine. Bây giờ đánh cả lính Nga cũng chẳng có biết đánh để đánh làm gì nữa, mà hôm nay cả một quốc gia điêu tàn, giết hại lẫn nhau, tài nguyên và dân bây giờ rất là căm phẫn Putin. Con thấy cái đó là cái gì? Cũng là lòng tham. Nước Việt cũng vậy. Đảng Cộng sản cũng là người Việt, cũng anh em với mình, cũng da vàng máu đỏ, cũng vì tham, cũng vì phe, cũng vì ý thức thời mà đưa dân tộc thành nghèo đói, cục cừng, và đồng thời bị khắp thế giới khinh bỉ. Cái gì nói sau này thời hậu Cộng sản, lịch sử của Việt Nam là một lịch sử ghi đậm về những thời gian này, là nước Việt chưa bao giờ có một cái lịch sử mà một cái thể chế mà đưa một cái dân tộc điêu tàn như vậy, ác nhất. Nếu mà tính tất cả các triều đại từ 4-5 nghìn năm lập quốc thì dựng quốc từ thời vua Hùng, không ai bán nước, thà làm quỷ nước Nam còn hơn là vương đất Bắc. Trần Minh Trọng có nói mà tại sao hôm nay không ai dám lên tiếng. Có bao giờ mấy con nghe mấy chục năm nay sống Việt Nam mà nghe Việt Nam mà chửi Tô Hồng Cộng không? Có ai nghe không? Chưa bao giờ đúng không? Có ai nghe mình có mấy chục nghìn quân đội của Bắc Việt đánh năm 79 mà được tiên vinh không?
đâu ai nghe không? Thấy sao? Hả? Bỏ ngày đó luôn. Có thấy buồn cười không? Thiệt là đau lòng á hả? À, thì mấy gì nói ai mà sau này á, mà hốt bổ nước Việt cũng giống như là hốt bụi chết vậy đó con. Mình dùng cái đình người ta thì bụi thường nói hốt đống rác vô văn hóa nữa. Thì đi vào một cái lịch sử rất là bi đát. Hôm nay dân tộc mình còn một chút gượng gạo là nhờ 20 năm của Việt Nam Cộng Hòa. Cái nền văn hóa rất là phong phú. Ngày xưa á, đi học đâu có tiền gì đâu, con có hiểu không? Mà học đứa nào á, là bằng cấp của nước Việt á, thời đó được khắp thế giới trưng dụng. Con mà ra đại học, con đi thế giới 60-70 quốc gia đều xài bằng cấp Việt Nam nữa. Cái chương trình Việt Nam học rất là cao. Còn bây giờ cái bằng Việt Nam con có nhiều tiền thì con học sĩ, con ít tiền á thì con bằng đại học. Bằng là bằng tiền, bằng mua. Mà trong khi trình độ lại không có. Mà qua nước ngoài không có đứa nào mà biết cái gì chứ. Còn trong khi bằng cấp Việt Nam còn đi khắp thế giới thời trước thời Việt Nam Cộng Hòa. Con ngồi con kỹ lại đi. Bây giờ con kêu một đứa Việt Nam nó biết chuyện yêu tổ quốc, yêu quốc gia chắc cũng là có. Không có. À, không có hả? À, con nói là yêu Chánh Thành, yêu Đàm Vĩnh Hưng, thì yêu đá banh này chắc nó yêu dữ lắm. Bởi vì cái trí não con người ghê gớm lắm. Dạy gì làm đúng hay vậy. Bây giờ con muốn luyện một con khỉ. À, nó nói tiếng người cũng nói được tiếng người, là cái nền giáo dục rất là cực kỳ quan trọng. Cho nên muốn thay đổi nước Việt mình phải mời bác Bùi Hiền làm bộ trưởng bộ giáo dục để cho ông dạy SOO. Cái bộ thường dùng đọc chỉ đọc thì cái câu bề trên cũng có dạy nó, trong cái người ác nhất họ cũng có một cái để sau này con sử dụng. Nên thiên tử hướng trần, bất cứ ai cũng không nên gây kẻ thù. Chứ bộ không thuộc phe phái nào. Chứ bộ là người có thể nói cả hải ngoại, cả quốc gia, những người chống cộng cực đoan cũng thương như bộ. Những đảng cộng sản cực đoan cũng thương như bộ. Chỉ có những thằng vô nghị nó không biết chuyện đó, thì nó hỗn hào thì mình không nói nha. Trừ khi Trung Cộng, bộ hay nói nước cũ của sư phụ. Tại sư phụ là từ bên Trung Quốc qua mà. Tại những cái tiền kiếp tại Phật về Nam chứ Phật đâu mà ở trong mắt sư phụ không có quốc gia. Cha kêu đầu thai nước bìm gì là mình vô mang tiếng nói nước đó. Thì nó ghét sư phụ thôi, nó đâu có ưa sư phụ. Trù nước nó làm chim lân xẻ bẫy. Sư phụ đâu có trù đâu, sư phụ thiệt mà. Thời sư phụ Tăng Thiếu Quang, sư phụ giúp nước đó là thống nhất gồm thâu lục quốc. Thu đặt ra một cái hệ thống để cho hậu thế ngày hôm nay. Hôm nay nó ai lên dạng Lý Trường Thành á, mà lãnh tiền nó đúng ra nó phải gửi qua cho Thiên Tâm chúng ta đó. Tại công của sư phụ. Con nghĩ đi, bây giờ con lên Google trên xa lại con nhìn xuống nước Tạo, con thấy dạng Lý Trường Thành á, thì những cái idea mà gọi là siêu nhiên á, cả hôm nay thuộc có các môn trùng cái idea siêu nhiên. Tại mấy con hỏi chơi thôi là thù giải thích vậy rồi thì con cũng hiểu rồi. Chứ người trời mà nhiều cái idea ngộ lắm mà người thế gian không bao giờ hiểu được. Thì có những cái idea mà làm đại lộ giống như freeway thời nãy. Hồi xưa ngựa nó chạy đường mòn đúng không? Mà sao thời đó Tần Thế Hoàng lại nghĩ ra được freeway, gọi là trực lộ, đi thẳng vô thành luôn để mà làm ăn cho lưu thông. Cái đường đi nó ngắn, nó quan trọng lắm con. Đường hàng hải cũng quan trọng. Cái tiện lợi để cho người ta giao thương đi qua đi lại. Con đi chịt một tiếng hồ thì cũng có phải delay một ngày á, là hàng nó bị trễ, bị chậm rồi. Cho nên cái đường lưu thông là siêu lắm. Nên sau này nước Việt cần phải biết. Thứ nhất là biết chế tạo máy CNC. Thứ hai là biết chế tạo những chiếc tractor, những máy cày để tự một cái máy thay thế cho nhiều nghìn người. Thứ ba, mình phải biết đóng giống như Vinh Sinh vậy đó, biết đóng tàu hàng
để mà mình làm một cái cảng khổng lồ lớn hơn Singapore để dẹp Singapore luôn. Khi mà cảng Hải Phòng hay là cảng miền Tây, cảng Sài Gòn, sư phụ sẽ chọn cảng ngay ngay Cà Mau, ngay cái điểm đó, nó đi về hướng phía Ấn Độ rồi nó cũng đi về hướng của Nhật và qua Mỹ, làm một cái cảng khổng lồ. Thì lúc đó tất cả hàng hóa nó vô, hàng hóa vô nhiều thì nước mình giàu nhiều, hiểu không? Thì cho nên phải biết chế tàu bu, tàu lớn khổng lồ á, mà chạy cho lẹ nghe, mà chạy là cả tháng mà biển đồ rau cải, trái nho, trái gì hay là trái nhãn thì nó héo làm sao? À, mà nó chết siêu hơn, đúng không? Mình để máy phản lực lên chiếc container nó giọt xuống 50 mai giờ trong vòng 3 ngày là từ ở mũi Cà Mau chạy qua tới New York. Thì cái mô hình thì bộ tướng từ chứ còn gần đây Trung Cộng nó làm cái cảng ngang Thái Lan á, đây hai cái đường nước để cắt ngang cho dễ, không có nên mũi Cà Mau được rồi. Tại vì khi chiếc tàu nó chạy nhanh á, nó không có cần phải đi như vậy, tính theo tốc độ và thời gian. Nhưng mà quan trọng nhất thì đang nói là mình phải biết chế cái đó. Chứ giờ con mà đi mua tàu hàng thì những cái nước mà nó biết đóng tàu đó, nó biết nước mình có nhiều tàu này là phát triển mạnh, nó đâu có bán cho con, nó bán đồ thừa đồ dởm, đúng không? Mình mà muốn siêu á, mình đừng bao giờ dựa vào Mỹ, cũng đừng bao giờ tin vào tàu, đừng bao giờ thân với Đài Loan, sau này thuộc chiếc Đài Loan, tại nước nó là nước Việt. Cũng đừng có bao giờ anh em với Campuchia, cũng sẽ là nước Việt. Khi mình em mình khó làm thấy nó, thế nên những cái lân bang cho là thành hình rùa là vậy đó. Đời này thu làm hay là di chúc của thu để lại, các con cũng phải làm đó. Bây giờ ngoài Âu Châu, những người tài giỏi thông minh do Thái, Mỹ, Anh, Quốc, Đan Mạch, Ý, chỉ có Á Châu thông minh. Nước Mỹ này không của ai, của mọi da đỏ, đúng không? Thì sau này Á Châu thành cường quá, chỉ có cạnh tranh với Trung Cộng. Nhật nó sẽ bị đại hồng thủy, nó không sập xuống biển rồi. Trung Cộng cũng chia 5-7, chỉ có Á Châu đó, người Phi Châu đâu có thể chế những con chip được, đâu có thể chế những cái gì thụ vừa mới nói được, muôn đời nó không làm nữa. Tại vì cốt của nó là bốn chân, giờ đầu tay hai chân mà nó còn da đen mà nó mãi vậy đó, nó bớt được hai chân đó. Cho nên chỉ có Á Châu mình, Á Châu chỉ còn những cái cường địch lại thì thằng cái đầu mình, đúng không? Thằng Nhật, đúng không? Đài Loan, đúng không? À, vài thằng đó là có 2-3 thằng thôi. Mỹ này dẹp nó qua một bên đi. Tại sao này á, là nói mà một Mỹ đen đẻ ra 10 Mỹ đen hiếp nó bỏ phiếu rồi. Người cái ông Obama thứ nhì, cháu nội Obama lên làm tổng thống là xong. Nước Mỹ nó hết thành cường quá rồi. Đó là chuyện của mình nữa, con hiểu không? À, tại vì một thằng ngu trên 300 triệu khôn thì quốc gia sẽ đi về đâu? Nước Việt Nam mình 100 triệu người khôn, chỉ có vài trăm thằng ngu ấy. Mà hôm nay nước mình á phải chịu nhục thế giới, là mấy cái bản mà ở đâu mà bên Nhật, bên Đài Loan nó cấm tùm lum á, chỉ có vài trăm thằng thôi, mà trong khi mình có 100 triệu người trong nước, hải ngoại 6 triệu người khôn nữa, mà tại sao mình để cái vài trăm thằng ngu mà lại mấy trăm, 100 mấy chục triệu người phải chịu nhục lây vậy? Có thấy có bất công không? Bất công phải không? Quá bất công. Có mấy trăm thằng thôi, chứ không phải là 4 triệu rưỡi đang viên, mấy người đó chỉ là kiếm cơm thôi. Còn mấy trăm thằng quyết định kìa, có vài trăm thằng thôi, phun nước miếng nó cũng chết. Cái này là sư phụ suối nha. Mà con có cơ hội bọn nước miếng không? Nó lấy đồ la, nó đè cái họng con, cái con ngậm gỡ chứ cái miệng rộng ông bạn với sư phụ ở dưới á. Hồi xưa á, ông mà nói chuyện đứa đó không, bụng nó tệ tèo không, không biết ông nào rồi đó. À, cũng cùng hỏi sư phụ á. Trời ơi, chóng dữ lắm.
đến lúc mà đưa một cặp ngậm cái tới giờ chửi sư phụ á, anh thấy á, con người á vậy, không biết tu nó vậy. Họ thiến chúng ta sau này đừng có vậy nha con. Mình phải giữ vững lập trường, giữ lòng tin với cha, giữ lòng tin với thiên tâm. Có thể không tin sư phụ, không thương sư phụ nữa, nhưng mà vẫn tin cha, vẫn thương cha là cô vui rồi. Nhưng mà cái bản sắc của mình đừng có lúc chạy rồi lúc xìu, lúc đỏ, lúc khập khởi, không có lập trường, không có trả ra gì hết, chết cũng chẳng ai thương nữa, người ta còn khinh bỉ nữa đó. Đó, miền Nam ca lý con, mấy đứa ở đây làm có nhiều đứa không biết, nhưng mà nó đụng chạm chừng mấy trăm năm, năm sáu trăm năm trước dân trình đâu có biết trùng cái đồng minh là gì. Thời xưa ông bà mình cũng chưa biết chữ trùng cái đồng minh đó, nó là lúc đó nó chưa NATO, nó cũng chưa cộng sản quốc gia nữa, mà ông nói nó trục thì đó là năm thằng trục á, một khối đồng minh nè. Vì tại sao mấy cái đại giờ nó bắt chước danh từ của ông vậy? Cơ trời nó vậy đó con, đến một lúc á nhân loại phải hiểu cái ý thức hệ giữa thiên ma giữa Phật chiến đấu với nhau. Đến thời quyết liệt ngày hôm nay, sư phụ Văn Tiên á phải về núi cắn, phải sư phụ là một vị rất là cao trên trời, nhưng mà sư phụ cũng là một võ tướng, sư phụ hai chân cởi hai rồng, thích long mệnh long. Mấy vị kể cho bụng nghe, ngài ở trên trời á, ngài cũng dẫn thiên binh thiên tướng đi chiến đấu với thiên ma để bảo vệ an bình cho thiên đình. Sư phụ là ngoài con của cha ra, sư phụ là một vị tướng rất là giỏi của cha. Để mà tại thiên ma nó cứ đi phá rối mấy con hoài, tiên tiên nó dụ con gái nó thành ra là ma tiên, nên đến nhiều cũng cám dỗ như thế gian chúng ta, rồi chiến đấu với họ.